cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 2281, liên tưởng tới một người. Hơn nữa, có phải là dịch linh quân đã quá quan tâm đến vị cố nhân này của nàng rồi hay không vậy hả? Diệp Oản Oản còn đang hoài nghi, thần sắc dịch linh quân đã lại lần nữa trở lại như thường, giống như những gì mới vừa nhìn thấy, chỉ là ảo giác của nàng. Nghe nhiếp tiểu thư nói có người tướng mạo tương tự giống tôi như vậy, đúng là có chút hiếu kỳ, nên mới hỏi thêm mấy câu nhiếp tiểu thư không ngại chứ không ngại không ngại thật ra thì thế giới lớn như vậy có người tướng mạo giống nhau không phải chuyện ly kỳ diệp oản oản nói chẳng qua là nghe nhiếp tiểu thư mới vừa mô tả nói chung là khiến tôi liên tưởng tới một người dịch linh quân chậm rãi nói diệp oản oản người nào hách liên giác không biết nhiếp tiểu thư từng nghe qua cái tên này sao dịch linh quân mở miệng hỏi à, diệp oản oản nhất thời sững sờ Thật không ngờ Dịch Linh Quân lại có thể đoán ra được. Bất quá, những gì mình kể ra cũng đã hết sức rõ ràng. Vì vậy, Diệp Oản oản gãi đầu một cái, cũng không che giấu, "Người tôi nói, quả thật chính là người này." Dịch Linh Quân lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười khẽ tin rằng hẳn là Nhiếp tiểu thư hiểu rõ, danh tiếng của Hách Liên giác tại độc lập 12 châu cũng không khá lắm. Chính là bởi vì, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vẫn hy vọng nhiếp tiểu thư có thể vạch rõ giới hạn với loại người như vậy, không nên tiếp cận quá gần. Nghe đồn hách liên giác và dịch linh quân đã từng đánh nhau, lại cộng thêm con đường võ đạo hai người tôn sùng hoàn toàn bất đồng. Bên chính bên ta, quả thực là đối thủ một mất một còn. Nghe vậy, ánh mắt diệp oản oản lóe lên, xua tay lia lịa không đâu không đâu. Mới vừa nói, tôi và hách liên giác căn bản cũng không quen. Ồ, xem trí nhớ này của tôi mà xem lão quái vật kia gọi là hách liên gì gì nhỉ, bỗng nhiên quên bén đi mất. Dịch linh quân nhìn Diệp oản oản chằm chằm, khóe miệng hơi co rúm lại, phải không? Làm sao lão phu lại nghe nói, quan hệ giữa nhiếp tiểu thư và hách liên giác không cạn, có danh nghĩa thầy trò. Audio điện tử võ tấn bền Dịch linh quân vừa dứt tiếng, trong lòng Diệp oản oản nhất thời thoáng hồi hộp một chút, vội vàng phủ nhận tin đồn nhảm. Đệt, chuyện hách liên giác muốn thu nhận nàng làm đồ để có cực ít người biết làm sao dịch linh quân sẽ biết được bất quá người ta tai mắt khắp nơi có biết thì cũng không có gì kỳ lạ thật sự là như vậy phải không dịch linh quân mặt không cảm xúc so với chân châu còn thật hơn diệp oản oản vô cùng chắc chắc tôi và hách liên giác tuyệt đối không có loại quan hệ đó có thể tùy tiện điều tra lời này diệp oản oản nói nói chung cũng không thể coi là giả Ban đầu Hách Liên Giác nhất định muốn thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền, còn yêu cầu nàng phải hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với những vị sư phụ khác, không thể đi theo những người khác học võ. Dù có là ông ngoại cũng không được. Suy nghĩ một chút, nàng cũng không có khả năng đồng ý. Tóm lại, tại Độc Lập Châu, Hách Liên Giác so với tội phạm bị truy nã cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa lại còn là đối thủ một mất một còn của hội trưởng trọng tài hội. Nếu như bị Dịch Linh Quân biết được quan hệ của nàng và Hách Liên Giác, Vậy thì còn đến đâu? Ừm, vậy thì tốt, hồi lâu sau, Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. Đúng rồi, Dịch hội trưởng, đúng lúc hôm nay ngài có ở đây, mà tôi cũng tới rồi, có chuyện còn muốn mời Dịch hội trưởng ngài ra quyết định. Sau một thoáng trầm tư, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nói một chút coi, Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Dịch hội trưởng, là như vậy, tin rằng hẳn là ngài cũng biết được, tại châu của chúng tôi Trước đó vài ngày dòng chính và dòng thứ có một cuộc chiến tranh. Mà sớm trước đó mấy năm, tôi đã thành lập một thế lực gọi là Không Sợ Minh. Thời điểm dòng chính và dòng thứ chuẩn bị khai chiến, Không Sợ Minh chúng tôi và dòng chính đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược, đều có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng ngài đoán xem, dòng chính kia cũng quá là chẳng ra gì rồi. Thời điểm Không Sợ Minh chúng tôi gặp nạn, dòng chính căn bản liền mặc kệ sự chết sống của chúng tôi, dẫn đến Không Sợ Minh chúng tôi bại trận. Có thể nói là tổn thất nặng nề Trường 2.282 Nhất định phải nghiêm trị Diệp oản oản nói đâu ra đấy Sau khi nói xong mặt đầy vẻ giận dữ Thật giống như hận không thể đem Dòng chính chém thành muôn mảnh Ồ, lại có loại chuyện này Dịch Linh Quân như có điều suy nghĩ Vâng 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 Thật không ngờ tới Dòng chính lại là như vậy Chúng tôi tổn thất to lớn Hiện tại tôi chỉ muốn nhờ trọng tài hội Giúp tôi giữ gìn lẽ phải mà thôi Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, hiệp ước mà không sợ minh và dòng chính ký, chính là hiệp ước theo mẫu của trọng tài hội ban hành. Dòng chính làm như vậy, phản bội là chuyện nhỏ, nhưng cũng tương đương không coi trọng tài hội ra gì. Dòng chính không coi trọng tài hội ra gì thì cũng coi như xong đi, vậy mà lại còn không coi dịch hội trưởng ngài ra gì. Tôi không biết là ngài nghĩ như thế nào, ngược lại nếu như là tôi, tôi nhịn không được. Diệp Oản Oản chật chật lắc đầu. Ừm, dựa theo cô nói như vậy, Vậy thì đám dòng chính kia đúng là cả gan làm loạn, công khai khiêu chiến quyền uy của trọng tài hội rồi." Dịch Linh Quân nói. Nghe tiếng, ánh mắt Diệp Oản oản lấp lánh, đầu gật như gà con mổ thóc, "Đúng vậy, còn ai nói không phải sao? Quá cả gan làm loạn, coi trời bằng vung, nhất định phải nghiêm trị, răn đe." "Ừm," Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười, "Vậy cô cảm thấy, trọng tài hội chúng tôi phải làm như thế nào để xử lý chuyện này mới tính là ổn thỏa?" "Chuyện này còn cần dịch hội trưởng ngài tự mình làm chủ, tôi nào dám nói thêm cái gì. Tôi đề nghị, để cho dòng chính bồi thường gấp 10 lần tổn thất cho không sợ minh chúng tôi. Chỉ cần dòng chính nguyện ý bồi thường, như vậy, thật ra thì, không sợ minh chúng tôi cũng không phải là hẹp hòi gì, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Diệp Oản Oản cười nói. Như vậy, dịch linh quân nhìn Diệp Oản Oản chăm chăm, nhiếp tiểu thư, nói xuông không có tác dụng, cô có chứng cứ gì có thể chứng minh lời cô nói là thật sao? dù sao trọng tài hội chúng tôi cũng không thể chỉ nghe lời nói một phía của cô có đương nhiên là có trong lúc nói chuyện diệp oản oản vội vàng lấy hiệp nghị hợp tác chiến lược mang theo bên người ra đưa cho dịch linh quân dịch hội trưởng ngài xem đây chính là hiệp ước ban đầu mà không sợ minh và dòng chính ký phía trên giấy trắng mực đen viết rất rõ rõ ràng ràng còn có cả con dấu nữa đấy diệp oản oản vô cùng nghiêm túc chỉ chỉ vào hai chỗ đóng dấu dịch linh quân cầm hiệp ước lên, sau một hồi quan sát, gật đầu nói, không sai, đây chính là điều lệ hiệp ước theo mẫu của trọng tài hội chúng tôi gửi tới các châu, hơn nữa còn là bản chính. Vậy, dịch hội trưởng, ông xem, đề nghị mới vừa rồi của tôi. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt. Đề nghị gì cơ, dịch linh quân hỏi đầy nghi ngờ. Chính là yêu cầu dòng chính bồi thường gấp 10 lần tổn thất cho không sợ minh chúng tôi đấy. Làm sao ngài lại quên rồi vậy? Diệp Oản Oản nói không thể, không thể. Dịch Linh Quân lắc đầu một cái. Nghe Dịch Linh Quân nói vậy, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày, là quá nhiều rồi sao? Được rồi, tôi cũng cảm thấy có chút đòi hỏi hơi nhiều. Nếu không, gấp 8 lần, như vậy đi, coi như cấp cho Dịch Hội trưởng Ngài chút thể diện, gấp 6 lần thôi cũng được. Vậy cũng không được, Dịch Linh Quân nói. Diệp Oản Oản nhìn Dịch Linh Quân chầm chầm, con người khẽ đảo một vòng, ha ha. Dịch Hội trưởng, ông xem, lần này tôi tới Thiên Thủy Thành, tới vô cùng vội vàng, cũng không mang theo cho ngài quả ra mắt gì. Chỉ bằng như vậy đi, để cho dòng chính bồi thường tôi gấp 6 lần tổn thất, dịch hội trưởng ngài giữ lại 3 phần. Ừm, không tệ, trẻ nhỏ dễ dậy, dịch linh quân khẽ gật đầu. Diệp oản oản âm thầm bĩu môi, còn tưởng rằng cái gã hội trưởng trọng tài hội này thanh cao lắm đấy, ngờ đâu dịch hội trưởng cũng chỉ vậy mà thôi. Mặc dù tôi cũng rất động tâm, nhưng tiếc là, cô không có chứng cứ, làm thế nào tôi có thể yêu cầu dòng chính bồi thường cho nhiếp tiểu thư cô được đây? Dịch Linh Quân thở dài một tiếng. chương 2283, chúng ta cũng không quen. Diệp Oản Oản sững sờ, có mà, chứng cứ không phải là đang ở trên tay ngày sao? giấy trắng mực đen, còn có cả con dấu đấy. Ồ, Dịch Linh Quân theo bản năng hướng về hiệp ước quan sát, thấp giọng cười một tiếng, nói, ra rồi, cô nhìn cái trí nhớ này của tôi mà xem. Trong lúc nói chuyện, dịch linh quân ở ngay trước mặt Diệp Oản Oản, đem hiệp ước xé nát bấy, chợt ném vào thùng rác ở bên cạnh. Chẹp chẹp, cô nhìn xem, lần này hẳn là không có chứng cứ rồi đi. Dịch linh quân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đang ngây người như phóng, nói. Sau khi Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía dịch linh quân, nhất thời ngơ ngác. Ngụ nội nó, đây là hội trưởng trọng tài hội chó má gì, lại có thể xé nát hiệp nghị chiến lược giữa không sợ minh và dòng chính. Đây là Trần Trụi Bao Che, là phạm tội, là hạ lưu vô sỉ. Thứ kia, con miệng nó, lão ta vừa xé nát không phải là giấy, mà là tiền. Là tiền của nàng đó. Ông, tôi liều mạng với ông. Diệp Oản Oản giống như một con mãnh thú bị người ta đoạt mất đồ ăn, săn ống tay áo lên, làm bộ như muốn cùng Dịch Linh Quân liều mạng. Nhưng mà, Diệp Oản Oản vẫn chưa kịp có hành động, cửa phòng két một tiếng, bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Người đến là một cô gái tướng mạo xinh đẹp, mặc y phục màu đỏ, vóc người đẹp như tranh thủy mặc, một đôi mắt tràn đầy cuốn hút, mái tóc gợn sóng, trên mặt nở một nụ cười đầy tà mị, cứ như là yêu tinh có thể làm bất cứ chàng trai nào trầm mê trong đó. Sư muội. Sau khi cô gái nọ nhìn thấy Diệp Oản Oản, rõ ràng sửng sốt một chút. Medusa sao tỉ tỉ. Sao Medusa, nickname, tên một trong ba chị em nữ quỷ gần trong thần thoại Hy Lạp với những sợi tóc là những con rắn, tiếng hoa có lúc phiên âm là Mỹ, Mễ Đỗ Toa. Sau khi nhìn thấy cô ta, Diệp Oản Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Medusa, người thiên thủy thành, đồ đệ thiên tài của hách liên giác. Tại thiên thủy thành, gia thế hiển hách. Năm đó, Diệp Oản Oản và Medusa thân thiết như chị em ruột. Vô luận như thế nào, Diệp Oản Oản cũng không ngờ tới, chính mình lại sẽ có thể ở một nơi như thế này gặp lại Medusa. Trời đất! Medusa nhanh chóng tiến lên, ôm trầm lấy Diệp Oản Oản, sư muội, sư tỷ rất nhớ muội. Còn không đợi Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, Medusa buông Diệp Oản Oản ra, xoay người nhìn về phía Dịch Linh Quân, sư phụ, ngài cho người mang sư muội đến đây, làm sao lại không nói với đệ tử một tiếng? Sư, sư phụ. Medusa vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản hoàn toàn sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Linh Quân. Con miệng nó. Dịch Linh Quân, Dịch Đại hội trưởng trọng tài hội, lại chính là hách liên giác. Vào giờ phút này, nhìn cảnh tượng nơi này, Diệp Oản Oản hận không thể đập đầu tự tử một cái. Lần này con miệng nó cũng quá xấu hổ. Nàng sớm nên đoán ra, dịch linh quân và người đàn ông tóc bạch kim ban đầu xuất hiện tại Hoa Quốc nhìn giống nhau như đúc kia là một người. Người đàn ông tóc bạch kim đó, 80 đến 90 chính là hách liên giác. Chỉ bất quá, khí chất của dịch linh quân, thật sự là quá phi phàm, thánh khiết rồi so với hách liên giác diệp oản oản từng tiếp xúc qua, hoàn toàn không thể so sánh nổi, là tranh lệch giữa trời và đất. Cho dù dịch linh quân và người đàn ông tóc bạch kim ban đầu xuất hiện tại Hoa Quốc có tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng không thể không nói, khí chất của dịch linh quân hoàn toàn lấn át tướng mạo. Trao đổi nói chuyện với nhau, hoàn toàn không thể liên tưởng, dịch linh quân lại chính là cái lão ma đầu hách liên giác đó. A, à, không nhận nổi, không nhận nổi, cô ấy cũng không quen biết với chúng ta hách liên giác cười lạnh một tiếng lắc đầu nói diệp oản oản sư phụ xảy ra chuyện gì medusa thần sắc cổ quái không cách nào hiểu được diệp oản oản nhanh chân đi tới bên cạnh dịch linh quân trên mặt mang theo một nụ cười lúng túng thiệt là ngài xem ngài làm sao lại không nói sớm vậy diễn xuất cũng quá tốt rồi áo trời không lọt tôi còn thực sự cho là hai người nữa đấy medusa nhìn hai người diệp oản oản và dịch linh quân hơi có chút cạn lời đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, Diệp Oản Oản không thể nhận ra thân phận của hách liên giác, ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, mỗi lần hách liên giác xuất hiện, đều chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người ngoài. Nhất tiểu thư, chúng ta cũng không quen, dịch linh quân liếc Diệp Oản Oản một cái. chương 2284, Phước Mười Đời Tu Luyện Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, Diệp Oản Oản cười khan. Thôi thôi, nào có hiểu lầm hay không hiểu lầm gì đó, mới vừa rồi không phải cô vừa nói sao, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tôi là mực." Dịch Linh Quân nói. Cái khác liền coi như xong đi, những lời này cũng không phải là tôi nói, đây là chính ông nói." Sắc mặt Diệp Oản oản biến thành đen. "Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." Rõ ràng chính là lão ta mới vừa nói, hiện tại lại có thể vứt cho chính mình. Không sai, chính là Hách Liên Giác không hề sai trước đó cô còn nói cô và tôi và cả medusa sư tỷ cô căn bản không quen ngay cả tên đều không nhớ được dịch linh quân nói dịch linh quân vừa dứt tiếng khóe miệng diệp oản oản có chút co giật con miệng nó lão ma đầu này chính mình mới vừa rồi lúc nào từng đề cập qua về medusa tỷ tỷ bản lĩnh khích bác ly gián của lão ma đầu này đã lô hỏa thuần thanh tôi nói không nhớ được tên ông lúc nào từng nhắc tới medusa tỷ tỷ rồi hả diệp oản oản cắn răng nghiến lợi mau nhìn thừa nhận đi medusa con xem một chút nghe một chút đây chính là sư muội bạch nhãn lang kia của con đấy hiện tại bản lãnh lớn rồi đều không nhận chúng ta nữa rồi chê chúng ta mất mặt dịch linh quân lắc đầu một cái thở dài một tiếng medusa có chút bất đắc dĩ sư phụ sư muội hẳn là cô ấy không có ý tứ như vậy làm sao lại không phải là ý đó chứ chính cô ta đều đã thừa nhận còn không nghe thấy sao? Dịch linh quân hừ lạnh. Mắt thấy dịch linh quân hoán đổi sang, trạng thái, hách liên giác, phát huy bản lĩnh chọc tức chết người không đền mạng nhuần nguyễn kia, diệp oản oản đều sắp bị chọc cho tức chết. Vì vậy nàng hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng mở miệng nói, nói không sai, tôi đây chính là không quen biết lão quái vật, lão ma đầu hách liên giác kia, thì sao? Nghe nói như vậy, sắc mặt dịch linh quân nhất thời cứng đờ, đầy thương tâm, tay run run chỉ chỉ về phía nàng, con con con. Tiểu Vô Ưu, làm sao con lại có thể tuyệt tình như thế? Quả nhiên, quả nhiên thế gian này phụ nữ đều là những kẻ tuyệt tình. Dịch Linh Quân nói xong, hốc mắt đều ửng đỏ, dường như một giây kế tiếp giọt lệ nóng sẽ trực trào ra. Diệp Oản Oản quả thật là đều không còn gì để nói rồi. Một bên, Sư Tỷ không ngừng nháy mắt cho nàng, để cho nàng đừng chấp nhặt với Hách Liên Giác. Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ đành phải ho nhẹ một tiếng nói, cho xin đó có được không? Kỹ thuật diễn xuất của ngài tinh xảo như vậy, tôi cũng không nghĩ là ông và Dịch Linh Quân là cùng một người. Trong lời đồn, ông và Dịch Linh Quân lại là đối thủ một mất một còn. Nếu như là tôi ở trước mặt Dịch Linh Quân nói là rất quen thuộc với ông, lỡ đâu Dịch Linh Quân vì muốn bắt ông, dùng tôi làm nhược điểm thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó há không phải là ông sẽ bị nguy hiểm. Hách Liên giác lặng lẽ sững sờ, nhìn nàng một cái, cô thật sự nghĩ như vậy? diệp oản oản dĩ nhiên nếu không thì sao hách liên giác nhưng cô nói tôi là lão quái vật lão ma đầu diệp oản oản chỉ vậy thôi hả tôi đây liền thích lão quái vật lão ma đầu không được sao hách liên giác nhưng cô còn nói ngay cả tên của tôi đều không nhớ rõ diệp oản oản lập tức đảo giọng còn không phải là vì muốn làm giao động dịch linh quân bảo vệ sự an toàn của sư phụ sao tách khỏi sư phụ mấy năm nay đồ nhi đối với ngày ngày nhớ đêm mong rối ruột rối gan, mỗi ngày hồi tưởng lại sự gian dạy hướng dẫn của ngài đối với đồ nhi, cảm thán thế gian này lại không có ai có thể tiêu sái suốt trần như sư phụ ngài, không hề bị ràng buộc bởi thế tục. Cuộc đời này, may mắn được sư phụ dạy dỗ, quả thực là phước 10 đời tu luyện của đồ nhi. Diệp Oản Oản nói liền một chàng không kịp lấy hơi. Hốc mắt phiếm hồng của hách liên giác nhất thời lấp lánh, quả thật là được thời đắc ý, vó ngựa phi nhanh, ta biết ngay mà. Ta đã nói tiểu vô yêu nhà ta, là người hiểu rõ vi sư nhất trên thế gian này. Diệp Oản Oản, ha ha, nàng có phải là người hiểu rõ lão già này nhất hay không, nàng không biết, nhưng ngược lại nàng chắc chắn là người có thể vỗ mông ngựa khiến lão ta cảm thấy thoải mái nhất. Chương 2285, đây là áo giáp chống đạn thì có. Sau khi giải quyết khách liên giác, Diệp Oản Oản mặt đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm mặt của ông ta, ông chẳng lẽ ông giả mạo dịch linh quân chuyện này nghĩ lại cứ sai sai thế nào ấy hội trưởng trọng tài hội tại sao người nào cũng đều có thể vì tiện giả mạo một bên medusa nghe vậy khẽ cười một tiếng nói làm sao lại như vậy chứ thân phận chân thật của sư phụ vốn chính là gia chủ dịch gia diệp oản oản quả thật là bị sự thật này làm cho sợ ngây người diệp oản oản chuyện này làm sao có thể rõ ràng là hai người từ thân phận cho đến địa vị, đến khí chất, đến tính cách đều hoàn toàn trái ngược nhau, làm sao sẽ có thể là cùng một người. Hách Liên Giác nói như đúng rồi, chẹp chẹp, người trong giang hồ này, ai mà lại không có mấy lớp com lê vỏ bọc phòng thân cơ chứ. Tiểu Vô Ưu, điểm này, ban đầu vi sư cũng từng dạy con rồi mà. Sao đầu nhi con lại quên hết sạch chân truyền của sư phụ rồi vậy hả? Diệp Oản Oản, nàng thừa nhận đúng là com lê của nàng rất nhiều không sai nhưng mà nhưng mà com lê này của ông cũng quá dọa người rồi đi đây mà là com lê sao ông đây con miệng nó chính là đang mang áo giáp chống đạn sao thì có diệp oản oản không nhịn được ói hỏng bét hách liên giác thở dài nói ai ra, đồ nhi ngoan ngoãn đừng trách vi sư vi sư biết con sùng bái vi sư nhất vi sư đây còn không phải là sợ lỡ như con biết thân phận chân thật của vi sư sẽ ghét bỏ vi sư sao Diệp Oản Oản, lại có thể không cách nào phản bác. Ai bảo nàng tự mình nói thích lão quái vật, lão ma đầu. Hách liên giác nói xong, tựa như cười mà không phải cười mà quay sang nhìn Diệp Oản Oản một cái, vốn là vi sư còn chuẩn bị đi vân thành tìm con, thật không nghĩ tới con lại không kiên nhẫn như vậy, trực tiếp len lén chạy đến thiên thủy thành rồi, sao vậy? Nhìn thấy si căng đan của tiểu tử kia, đứng ngồi không yên rồi. Diệp Oản Oản bị đâm trúng nỗi đau, Nhất thời sắc mặt cứng đờ, nói bậy. Làm gì có, tôi mà lại là cái loại phụ nữ thích ăn giấm chua này sao? Khách Liên giác gật đầu liên tục, không sai, không hổ là sư phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi dậy con khôn lớn thành người. Diệp Oản Oản nghe đến đó đột nhiên phát hiện không đúng, này, từ khi nào ông lại nuôi tôi lớn vậy? Trời má, lại còn ngậm đắng nuốt cay. Khách Liên giác nói chung là ý tứ đều không sai biệt lắm nha. Diệp Oản Oản, kém rất nhiều có được không? Đang nói chuyện, ánh mắt hách liên giác đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, liếc ra bên ngoài cánh cổng, ui chao, tiểu vô ưu Nhìn một chút xem sư phụ thấy được cái gì kia, đây không phải là người trong lòng của con sao? Cái gì, ở đâu, ông bị ảo giác thì có. Diệp Oản Oản vừa lầm bầm vừa thuận theo phương hướng của hách liên giác nhìn lại. Kết quả lại có thể thật sự thấy được tư dạ hàn ở ngay trước cổng. He he he, tiểu vô ưu cô gái bên cạnh người trong lòng con hình như là tiểu nha đầu nhà tần tung đấy. Chật chật chật, từ xa nhìn lại, hai người này nhìn qua quả thực là một cặp trời sinh à nha. Ta thấy, cái si căng đan này nói không chừng là sự thật đó nha. Giọng nói của hách liên giác vô cùng, gợi đòn. Chỉ thấy nơi cổng, quả nhiên tư giả dạ hàn và tần hy viện sóng vai đứng chung một chỗ. Trên mặt tần hy viện là nụ cười mỉm thật xinh, dường như đang nói gì đó với tư giả dạ hàn. Diệp Oản Oản thần sắc lãnh đạm bình tĩnh đáp, nói không chừng là hai bọn họ vừa vặn tới cửa thăm ông cùng một lúc, vô tình gặp nhau, chuyện rất bình thường mà thôi. Hách Liên Giác nói, vô tình gặp được, cũng không cần thân mật như vậy đi. Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc, thân mật chỗ nào, sư phụ, ánh mắt của ngài có vấn đề. Hách Liên Giác thoạt nhìn trò chuyện rất thoải mái nha. Diệp Oản Oản là người phụ nữ kia đơn phương vui vẻ một phía đi bảo bảo nhà tôi không để ý tới cô ta. Hách liên giác nhiều lần dò xét, thấy quả thật Diệp Oản Oản lãnh đạm bình tĩnh chứng chạc, tỏ vẻ rất là hài lòng, không tệ, không tệ. Tiểu đồ đệ của hách liên giác ta chính là có khí phách, không phải là đám tiểu nha đầu lấy dấm ăn thay cơm có thể so. Sao nguyên gốc kim ti nguyễn giáp áo giáp mềm làm bằng tơ vàng, chuyện kiếm hiệp thường mô tả, đao kiếm chém khó đứt, khó gây tổn thương, dịch thoáng thành, áo giáp chống đạn, để dễ hình dung chương 2286, bắp đùi to như vậy không ôm sao. Trước cửa nhà, dường như tư giả hàn cũng không tiếp tục nghe Tần Nhược Hy nói chuyện, bắt đầu bước vào trong sân trước tiên. Mà lúc này, Tần Hy Viện đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của tư giả hàn. Một giây kế tiếp, đột nhiên, rầm, một tiếng thật lớn vang lên. Hách liên giác chỉ kịp thấy cái bàn chính giữa ông và Diệp Oản Oản đã đã bị bàn tay đầy nhỏ. Nhắn và tinh tế kia của nàng, một trưởng vỗ bể. Gạch nối dài gạch nối dài. Đệt, ngay cả người đàn ông của lão nương cũng dám đụng, ta chửi thề 18 đời nhà ngươi. Diệp oản oản đập nát bàn, xoẹt, rút đường đao bên hông ra, bổ thẳng xuống, tạo thành một cái rãnh sâu hóm dưới nền đất. Hách liên giác, Medusa, vừa khen lãnh đạm bình tĩnh, vừa khen trứng chạc xong đấy. Medusa ho nhẹ một tiếng, lau mồ hôi, quả nhiên tiểu sư muội vẫn là tiểu sư muội, một chút đều không thay đổi. Vậy mà cô lại còn thật sự cho rằng cô ấy đã đổi tính rồi. Diệp Oản Oản nhấc đao lên liền định xông ra ngoài, kết quả bị Hách Liên giác túm lại y như túm một con gà con vậy, đứng lại, tỉnh táo một chút, con xông ra như vậy cũng quá hạ thấp đẳng cấp của vi sư rồi. Diệp Oản Oản cạn lời rồi, việc nàng xông ra và hạ thấp đẳng cấp của lão sư phụ này có quan hệ gì với nhau? Tinh, một tiếng, lúc này điện thoại di động của diệp oản oản đột nhiên nhận được một email diệp oản oản tiện tay mở ra nhìn một cái chỉ thấy nội dung email là vài tấm hình mà trong hình lại chính là một màn trước cửa nhà dịch linh quân tư dạ hàn và tần hy viện đứng sóng vai hơn nữa bởi vì góc chụp hai người nhìn qua quả thật là vô cùng thân mật thậm chí còn có ảnh chụp hai người tay trong tay nếu không phải là mới vừa rồi diệp oản oản tận mắt thấy chẳng qua là tần hy viện đơn phương độc thoại nói chuyện với tư giả hàn, hẳn là đã bị những tấm ảnh chụp này đánh lừa. Hách liên giác lại gần, liếc nhìn email Diệp Oản Oản nhận được, nhíu mày nói, cô nàng thiên kim tần gia này rõ ràng là muốn cướp người đàn ông của con đấy. Đây chính là khiêu khích trắng trợn. Diệp Oản Oản, ánh mắt tôi còn chưa bị mù. Đương nhiên là nàng biết. Hách liên giác ý vị sâu xa nói, hơn nữa, đối phương khí thế hung hăng, xem bộ dáng là muốn đẩy căng thẳng lên cao trào hà nha. Bất quá, cô nàng tần hy viện này nói chung cũng có đủ tiền vốn để phách lối. Dù sao tại độc lập châu, có không biết bao nhiêu người đàn ông muốn kết hôn cùng cô ta. Ví như cái gã em nuôi ân hành, kẻ đang muốn cùng người đàn ông của con tranh đoạt chức gia chủ, cũng đang phí hết tâm tư làm cho tần hy viện vui vẻ. À đúng rồi, cô ấy cũng còn là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí con dâu được các đại danh môn tranh giành. Theo ta được biết, ân duyệt dung cũng rất là hài lòng đối với cô ta. Không thể không nói, những gì hách liên giác nói là sự thật, nhất là một câu cuối cùng, chính là vấn đề trước mắt khó giải quyết nhất giữa nàng và tư dạ hàn. Diệp Oản Oản, sư phụ, ông rốt cuộc muốn nói cái gì? Hách liên giác nháy mắt một cái, trên mặt như hiện lên ánh sáng lấp lánh, mặt đầy mong đợi nói, tiểu vô yêu à, không phải con nói con rất tôn kính ông ngoại của mình, không thể chỉ nhận mỗi mình ta làm vị sư phụ duy nhất sao? Đã như vậy, vi sư cũng không miễn cưỡng con, không bằng vi sư liền lùi một bước. Con làm con gái của ta là được rồi." Nhìn lấy biểu cảm giống như miễn cưỡng gắng gượng chấp nhận kia của Hách Liên Giác, Diệp Oản Oản sạm mặt lại, ông là đang nằm mơ sao? Hách Liên Giác nhất thời mặt đầy bi thương, cực kỳ lú diễn cảnh đau đớn ôm lấy ngực, "Tiểu Vô Ưu, tại sao con lại nói như thế, chẳng lẽ con không muốn làm con gái của ta sao?" Diệp Oản Oản cạn lời, không nói gì mà dòm lão ta, quả thật là hoàn toàn không cách nào liên hệ lão cùng với vị võ đạo tông sư Dịch Linh Quân đức cao vọng trọng lại với nhau, ông muốn có con gái, sao không tìm một người phụ nữ để tự mình sinh một đứa. Hách Liên giác mặt đầy ghét bỏ, phụ nữ quá phiền toái. Đáng đời, này thì độc thân chọn đời. Diệp Oản Oản quả thật là vô lực, ói hỏng bét, cho nên ông liền muốn tìm một món hàng có sẵn đúng không? Nghĩ cũng hay nhỉ. Hách Liên giác than thở, nhưng mà coi như ta tìm một người phụ nữ để sinh con, cũng không sinh được đứa con nào đáng yêu, hợp tâm ý ta như tiểu vô yêu con. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi giãn ra, đừng có làm bộ dáng này với tôi. Hai con người hách liền giác híp lại, âm thanh tràn đầy dụ dỗ nói, bắp đùi ta đây to như vậy, chẳng lẽ con cũng không ôm sao? Vi sư hiện tại chính là hội trưởng trọng tài hội đó nha. Con suy nghĩ một chút, nếu như là con đáp ứng, vậy con sẽ chính là con gái của hội trưởng trọng tài hội chương 2287, một chút tư tâm mà thôi. Hách liên giác nói mà trên mặt như hiện rõ chứ, đùi đây nà, mau tới ôm, mau tới ôm. Chính ông cảm thấy có thể sao? Diệp oản oản sạm mặt lại. Hách liên giác quả thực là hứng lên nghĩ ra đủ trò. Độc lập châu ai lại không biết thân phận của nàng, có người nào lại không biết dịch linh quân căn bản không có con gái. Làm sao nàng có thể đột nhiên thoát cái liền biến thành con gái hội trưởng trọng tài hội. Có vi phụ sao ở đây, không có cái gì là không thể. Dịch linh quân ta nói con là con gái của ta, cả độc lập châu này ai dám hoài nghi. Sao cha? Diệp oản oản. Vi phụ? Trời má, nàng còn chưa có đáp ứng có được không? Ông thay đổi cách xưng hô kiểu này, có phải là hơi nhanh hay không? Bất quá có đôi lời hách liên giác nói ngược lại cũng không sai. Tại độc lập châu, hình tượng dịch linh quân trong lòng dân chúng cũng như là một vị thánh nhân. Lời ông ta nói, sẽ không có bất luận người nào nghi ngờ. Bất quá, dù sao thì Diệp Oản Oản cũng cảm thấy lời đề nghị này của Hách Liên Giác Nát ơi là nát, không thèm nghe ông nói nữa, đừng nói cho người khác biết là tôi đã tới. Sau khi bị Hách Liên Giác quấy dày một hồi, vào lúc này Diệp Oản Oản đã bình tĩnh lại, ngay trước khi Tư Giả Hàn bước vào, nàng đã kịp lắc mình trốn ra phía sau. Tiểu Vô Ưu, con suy nghĩ thêm một chút đi mà hách liên giác đầy ai oán hướng theo bóng lưng của Diệp Oản Oản nhìn một cái. Lúc này, người giúp việc tới thông báo tư giả hàn đến cửa thăm hỏi, lúc này hách liên giác mới lập tức hoán đổi sang trạng thái, dịch linh quân. Tần hy viện mới vừa rồi rõ ràng là cùng tư giả hàn đi đến đây, bất quá dường như cô ta cũng không tiến vào. Đương nhiên, có khả năng người ta chỉ là vì cố ý muốn, vô tình, gặp được tư giả hàn mà thôi, sau đó đem những tấm ảnh chụp, mập mờ kia gửi cho Diệp Oản Oản để tạo ra mâu thuẫn. Hiện tại, mục đích của cô ta đã đạt được. Sau khi tư giả hàn cất bước đi vào, bên trong đại sảnh, người giúp việc còn chưa kịp sửa sang lại, vì vậy thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là chiếc bàn bị đánh nát kia. Cùng với cái lỗ sâu hóm trên mặt đất do đao chém. Tư giả hàn, dịch linh quân mặt đầy vẻ cao thâm khó dò, mặt không đổi sắc mở miệng nói, mới vừa so tài cùng tiểu đồ đệ mấy chiêu, còn chưa kịp thu dọn, xin lỗi xin lỗi. Tư giả hàn nhìn về phía Medusa ở bên cạnh một cái, rất tự nhiên cho rằng, tiểu đồ đệ mà dịch linh quân nói là cô. Tư giả hàn, ngài nói quá lời, không có gì đáng ngại. Medusa vừa âm thầm quan sát gương mặt điển trai điên đảo chúng sinh, khiến người ta không cách nào rời mắt nổi trước mặt, vừa bận rộn phân phó người dọn dẹp đại sảnh, đồng thời mang lên một chiếc bàn trà mới, sau đó liền lui xuống quản lý tư, mời ngồi. Dịch linh quân bắt chuyện, phong độ đại tông sư cao thâm người người, trên mặt không có chút thần sắc khác thường nào. Núp ở phía sau, Diệp Oản Oản nhìn bản lĩnh trở mặt này của dịch linh quân, quả thật là hoài nghi có phải là lão ta bị. Tâm thần phân liệt rồi hay không? Tư giả hàn khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện dịch linh quân, dịch hội trưởng trải qua hành trình thật vất vả mới trở về thiên thủy thành, vốn không nên mạo muội quấy dày. Bất quá thời gian đại hội sắp tới, có chuyện này nhất định phải sớm thương lượng với ngài." Dịch Linh Quân hơi nhíu mày, "Ồ, chuyện quản lý Tư muốn nói là chuyện gì?" Tư Giả Hàn cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mang dự thảo luật mà anh đã tốn nhiều ngày chỉnh sửa cẩn thận đưa tới. Dịch Linh Quân hướng về Tư Giả Hàn nhìn một cái, ngay sau đó mở bản dự luật dày cộp mà anh vừa đưa sang. Sau khi thoáng nhìn lướt qua, Dịch Linh Quân cũng đã hiểu được ý đồ của Tư Giả Hàn rồi, "Ha ha, sửa sang lại những thứ này quản lý tư tốn không ít tinh lực rồi đi. Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, quản lý tư tuổi còn trẻ mà đã có tấm lòng vì cộng đồng, quả nhiên là hậu sinh khả úy à nha. Không biết tư giả dạ hàn nghĩ tới điều gì, sắc mặt lãnh đạm từ khi mới vào cửa tới giờ, bỗng trở nên nhu hòa thêm vài phần, mở miệng nói, hội trưởng, ngài khen chật rồi, vãn bối không dám giành công. Cũng không phải vì độc lập châu, bất quá chỉ là một chút tư tâm của tôi mà thôi dịch linh quân ung dung thản nhiên nhìn một cái về vị trí phía sau, nơi Diệp Oản Oản đang ẩn thân, ngay sau đó mở miệng hỏi, ồ, tư tâm. chương 2288, không phải vì chúng sinh. Phía sau phòng khách, Medusa dùng cánh tay huyết nhẹ Diệp Oản Oản một cái, trêu đùa, phần tư tâm này của quản lý tư. Hẳn là muội đi. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, không khỏi nghĩ đến lời hách liên giác mới vừa nói tất cả mọi người đều đang theo đuổi danh vọng quyền lực nhưng người chàng trai này lại tựa hồ như hoàn toàn không có chút dục vọng cá nhân nào hoàn toàn chỉ sống vì nàng medusa hạ thấp giọng lên tiếng nhắc nhở bất quá oản oản muội cũng không thể quá tin tưởng hắn được không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền thế nếu như có thể kháng lại được cũng bất quá chỉ bởi vì cám dỗ không đủ lớn mà thôi nếu như sư phụ thật sự có con gái hơn nữa muốn gả cho cậu ta muội cảm thấy cậu ta còn có thể thở ơ không động lòng sao dịch linh quân cười một tiếng xem ra quản lý tư không phải vì chúng sinh mà chỉ là vì một người sao tư giả hàn vâng người trẻ tuổi đúng thật là rất thẳng thắn bất quá hẳn cậu phải biết nếu như cậu nói là vì độc lập châu tỷ lệ tôi ủng hộ cậu có lẽ sẽ phải lớn hơn một chút dịch linh quân ý vị thâm trường mở miệng nói tư giả hàn tôi tin rằng hội trưởng ngài hẳn là chú trọng kết quả hơn sự tính ban đầu của tôi là cái gì, cũng không quan trọng. Sự tính ban đầu của anh đối với những người khác mà nói cũng không quan trọng. Chẳng qua là, đối với bản thân anh thì lại nặng tựa ngàn cân. Dịch Linh Quân dùng nắp ly trà khều lá trà trong ly một cái, ngay sau đó phong cách nói chuyện bỗng nhiên chuyển biến mạnh, lần này tôi vội vã trở về Thiên Thủy Thành, thật ra là còn có một nguyên nhân khác. Tư giả Hàn không hiểu, hỏi do, không biết ngài có tiện nói ra nguyên nhân. Dịch Linh Quân thở dài một tiếng, đáp tôi tìm được con gái thất lạc nhiều năm của mình. Phụt, phía sau phòng khách, Diệp Oản Oản đang núp ở đó, nghe lén cuộc nói chuyện. Đột nhiên sau khi nghe tới câu này của Dịch Linh Quân, suýt chút nữa phun thẳng ra ngoài. Lão mà đầu này nói bừa cái gì thế? Nhưng mà, chuyện khiến cho Diệp Oản Oản càng thêm cạn lời, còn ở phía sau. Tư giả hàn nghe vậy, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, hội trưởng có con gái người người tại độc lập châu đều biết dịch linh quân không kết hôn cũng không có con cháu dịch linh quân mặt đầy tự hào không sai đương nhiên là tôi có con gái hơn nữa còn là một thiếu nữ cực kỳ đáng yêu cực kỳ xinh đẹp trên thế giới này cha mẹ nào mà chẳng cảm thấy con của mình là tốt nhất dịch linh quân dường như cũng không ngoại lệ cho nên nghe nói như vậy tư giả hàn vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng vậy thì phải chúc mừng hội trưởng rồi Dịch Linh Quân vừa quan sát phản ứng của Tư Dạ Hàn, vừa tiếp tục nói, chỉ tiếc, ánh mắt nha đầu này quá cao, ai cũng coi thường. Làm một người cha, việc tôi mong muốn nhất chính là thấy con bé tìm được một vị lang quân như ý. Vì hôn sự của nó, thật sự là tôi đã hao tốn rất nhiều tâm huyết. Dịch Linh Quân vừa nói vừa than thở, đối với phương hướng phát triển của cái đề tài này, Tư Dạ Hàn cũng không khỏi cảm thấy có gì đó hơi, chấm sai. Với sự thông minh của anh mà nói, anh cảm thấy lời nói này của dịch linh quân quả thực giống như là cố ý nói cho anh nghe. Nhưng quả thực anh không cho là một vị danh sư như dịch linh quân. Sẽ đi làm loại chuyện này. Vì vậy, trong lúc nhất thời, tư giả hàn rơi vào trầm mặc miễn cưỡng trả lời một câu, duyên phận chưa tới mà thôi, hội trưởng cũng không cần sốt ruột. Nơi đáy mắt dịch linh quân như có ánh sao xẹt qua, liền lập tức đầy thẳng thắn mở lời, hôm nay nhìn thấy quản lý tư, thật ra khiến hai mắt tôi tỏa sáng năng lực chắc tuyệt, tâm tư thản nhiên, tướng mạo chắc hẳn nhất định cũng rất được các cô gái yêu thích. Cô con gái kia của tôi, trời sinh đã thích trai đẹp. Nghe đến đó, ý tứ dịch linh quân có thể nói là đã hết sức rõ ràng rồi. Thế cho nên, tư giả dạ hàn hoàn toàn trầm tư, dịch linh quân lại muốn làm mai cho mình và con gái của ông ta. chương 2289 có thể cạnh tranh công bằng không biết quản lý tư có nguyện ý gặp mặt con gái tôi một lần hay không? Dịch Linh Quân đề nghị. Người ta đều đã nói đến mức độ này, tư giả hàn không thể tránh né. Tại Độc Lập Châu, Dịch Linh Quân nước cao vọng trọng, đồng thời cũng là một vị tiền bối tư giả hàn rất kính ngưỡng. Xuất phát từ tấm lòng yêu thương con gái, mà người ta không ngại nói ra những lời này, vô luận như thế nào mình cũng không thể nào phất lờ thể diện của đối phương. Vì vậy, sau một hồi châm trước lựa lời, tư giả hàn nói cảm ơn hội trưởng đã có lòng. Có một người cha như ngài, chắc hẳn nhất định là lệnh thiên kim là một cô gái rất ưu tú. Chỉ tiếc, tôi đã có vị hôn thê rồi. Mặc dù chọn lời uyển chuyển, nhưng giọng nói của tư giả hàn cũng rất kiên định. Dịch Linh Quân cười một tiếng, hờ hững mở miệng nói, nếu chỉ là vị hôn thê, đó chính là chưa lập gia đình. Huống chi, cái gọi là hôn ước, theo tôi được biết, nhiếp gia và tư gia các người, hẳn là cũng chưa hề xác nhận chuyện hôn ước, đúng chứ? Tư giả hàn nghe vậy khẽ nhíu mày, chỉ tiếc, điều dịch linh quân nói chính là sự thật. Không nói mẹ của anh, thậm chí ngay cả hoản hoản bên kia, cha mẹ nàng cũng không hài lòng đối với anh, từ đầu đến cuối vẫn không hề nhượng bộ. Chỉ có mình ông ngoại ủng hộ và đồng ý với hôn sự của bọn họ. Nhìn thấy được biểu cảm của tư giả hàn, dịch linh quân tiếp tục mớm lời, đã như vậy mà nói, hai người chẳng qua chỉ là quan hệ yêu đương mà thôi thứ cho tôi nói thẳng đã như vậy hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng không phải sao phía sau phòng khách khóe miệng diệp oản oản không ngừng co giật cạnh tranh công bằng cái giám á cái lão già này rõ ràng là đang dùng vị trí hội trưởng để đè người đấy lại còn bày ra hình tượng một người cha hết lòng vì con tư giả hàn nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng mặt không đổi sắc mà từ chối xin lỗi hội trường ở chỗ này của tôi không tồn tại cạnh tranh công bằng không một ai có thể sánh được cùng cô ấy bên trong chỗ ẩn núp medusa nhìn người đàn ông đứng trước sự cám dỗ vẫn liên tục giữ được sự đúng mực ngược lại lại có vài phần thưởng thức chao ôi tiểu sư muội ánh mắt nhìn người của muội này thật sự có vẻ rất khá à nha sư phụ đều đã nói đến một bước này rồi lại còn không động tâm đã rất không dễ dàng muội hẳn là rất vui vẻ nhỉ Mặc dù tư giả hàn đã kháng cự được cám dỗ, nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được lửa giận trong lòng Diệp Oản Oản giờ phút này. Diệp Oản Oản, vui vẻ cái gì chứ? Lại có thể bị tần hy viện mò được tay, mò được tay, mò được tay, mò được tay. Diệp Oản Oản nhỏ giọng lầm bầm vô hạn tuần hoàn. Sau khi Medusa nhận ra Diệp Oản Oản đang lầm bầm gì, có chút cạn lời, muội còn nhớ đến vấn đề tí tẹo này cơ đấy. Đều đã là thời đại nào, chẳng qua chỉ là đụng phải tay mà thôi đụng phải tay còn mà thôi đụng phải tay ai âm thanh diệp oản oản thiếu chút nữa không nhịn được cất cao cũng còn may nửa đường nhịn lại được medusa ho nhẹ một tiếng nhưng mà một người đàn ông như cậu ta bị chạm trúng hẳn là không có liên quan gì chứ diệp oản oản hung ác chừng cô đương nhiên là có liên quan rồi người của muội ai cũng không cho đụng chạm một đầu ngón tay cũng không được medusa cho nên tất cả lúc trước đều là muội đang giả vờ đúng không hiện tại mới thật sự là muội diệp oản oản bên trong đại sảnh ai nha nha lại có thể không mắc câu dịch linh quân không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này lại khó giải quyết như vậy ánh mắt lóe lên đầy thành khẩn nói chàng trai trẻ bất cứ lúc nào cũng không nên khẳng định thứ gì quá vẹn toàn tư giả hàn không ngờ tới hôm nay qua đây đề tài sẽ chuyển thành loại chuyện như vậy vì vậy chỉ có thể vội vàng tìm cách vòng trở về hội trưởng chuyện dự thảo luật dịch linh quân bỏ tập hồ sơ trong tay xuống, say mi tâm một cái, làm ra vẻ mệt mỏi, ai ra, gần đây tôi vì hôn sự của con gái bảo bối, thật sự là quá mức hao phí tinh lực. Thứ này tạm thời cậu cứ để đó đi, khi nào có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ xem. Diệp oản oản giận đến suýt chút nữa vọt thẳng ra ngoài. Dụ dỗ, dỗ không được thì uy hiếp có đúng không? Có còn biết xấu hổ hay không? chương 2290, con gái ngoan của ta chân mày tư giả hàn cao lại cực khẽ không thể nhận ra, nhìn thái độ dịch linh quân đã biết sợ rằng hôm nay sẽ không có kết quả gì. Vì vậy chỉ có thể đứng lên, vậy ngài nghỉ ngơi trước, ngày khác vãn bối sẽ đến nhà thăm hỏi. Ánh mắt dịch linh quân liếc xéo nhìn lướt qua nơi cổ tay tư giả hàn bị ống tay áo che kín, ngay sau đó đứng dậy tiến khách. Sau khi tư giả hàn rời đi, Diệp Oản Oản lập tức từ phía sau phòng khách nhảy ra, lão quái vật. Ông nói bậy gì đấy? Dịch linh quân dù gấp vẫn ung dung ngồi xuống bên cạnh bàn trà, vi phụ nói bậy khi nào. Vi phụ đây chính là đang đưa ra cảnh ô lưu cho cậu ta. Nếu không, cậu ta chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Có ý gì, Diệp oản oản nghe vậy cau mày. Con cho rằng tiểu nha đầu tần ra kia ăn chay, cho phép một người đàn ông như vậy ba lần bốn lượt cự tuyệt và nhục nhã. Dịch linh quân vừa nói chuyện vừa quay sang nhìn Diệp oản oản, người đàn ông của con ngay lập tức sẽ gặp phải phiền toái lớn rồi mà chỉ có con con gái ngoan của ta mới có thể giúp được cậu ta mà thôi cùng lúc đó tần ra lúc tần hy viện trở về sắc mặt âm trầm đến cực hạn cô hầu gái ở phía sau cô ta cúi đầu thật thấp cũng không dám thở mạnh lấy một cái cũng chưa bao giờ có người dám đối đãi với tiểu thư như vậy tần tung cất bước xuống lầu thấy lúc con gái lúc ra cửa còn thật cao hứng trở về thì sắc mặt lại khó coi vội lên tiếng hỏi thăm viện viện chuyện này là thế nào ai chọc giận làm con mất hứng. Tần Hy Viện không nói gì, cô hầu gái ở bên cạnh mở miệng đáp, còn không phải là do cái gã quản lý tư đó sao. Cũng quá đáng rồi, quả thật là cấp cho thể diện mà không cần. Tư dạ hàn, tần tung cau mày, xảy ra chuyện gì? Hầu gái giải thích, cái tay quản lý tư đó, trong mắt không có ai, không hề coi tiểu thư của chúng ta ra gì, dùng mọi cách cự tuyệt đối với tiểu thư của chúng ta. Nếu là muốn dục cầm cố túng, cũng phải có chút thái độ nhưng mà hôm nay hôm nay hắn lại có thể hắn như thế nào tần tung trầm giọng hầu gái giận đến dậm chân hôm nay chẳng qua tiểu thư chỉ đụng tay hắn một cái hắn lại dùng khăn giấy khử độc lau tới lau lui còn nhục nhã tiểu thư đủ rồi tâm miệng cho ta tần hy viện tức giận trách mắng cắt ngang lời của hầu gái từ nhỏ đến lớn cô còn chưa bao giờ chịu phải loại khuất nhục này chủ động hạ thấp giá trị của mình đi gần gũi một người đàn ông đối phương lại vì một con danh quê mùa hèn kém, nhiều lần nhục nhã cô. Lẽ nào lại như vậy? Tần Tung nghe xong, nhất thời cũng tức giận, con gái của Tần Tung này há có thể cho phép hắn khi dễ như thế. Tần Tung nói xong, vội vàng đi trấn an con gái nhà mình, viện viện, con yên tâm, cục tức này, cha nhất định sẽ giúp con hả giả. Nhưng mà, dì ân bên kia, ân duyệt dung không đáng sợ, huống chi chính bà ta cũng đều đã sớm vứt bỏ đứa con trai này con vốn là cơ hội lật bàn duy nhất của thằng nhãi kia, nhưng mà nó cũng không biết quý trọng. Thật sự là quá ngu xuẩn, một người đàn ông như vậy cũng không xứng với con gái của Tần Tung ta." Tần Tung vẻ mặt đầy kiêu hãnh nói, "Cái gì mà ruột thịt hay không, căn bản không quan trọng, cái quan trọng chính là sự lựa chọn của viện viện con. Ai có thể làm cho con vui vẻ, cha liền đem lại hết thảy mọi thứ cho người đó." "Cha, con muốn khiến hắn ta trả giá thật lớn, để cho hắn hối hận không kịp." Tần Hy Viện siết chặt quả đấm, ngay sau đó ra mệnh lệnh cho hầu gái ở bên cạnh, ngươi. Đi, hẹn gặp mặt ân hành cho ta, nói là ta có việc tìm hắn. Nếu người đàn ông này không biết tốt xấu như thế, vậy thì cô sẽ đem tất cả mọi thứ thuộc về hắn đem cho kẻ đối đầu với hắn. Cô cũng không tin, đến lúc mất đi hết thảy, hắn còn không chịu thua. Cô nhất định phải khiến cho hắn quỳ xuống cầu xin được tha thứ chương 2291, tư giả hàn thất sủng rồi hả? Trong một phòng ăn kiểu Pháp nào đó tại Thiên Thủy Thành. Ân hành không sớm không muộn, đến trước giờ hẹn 5 phút. Giờ phút này, khắp người hắn là trang phục cao quý và đủ loại phụ kiện đắt tiền, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thần thái như một vị công tử quyền quý hào hoa. Khoảng chừng một giờ sau, tần hy viện cuối cùng mới lưỡng thững xuất hiện. Bất quá, ân hành lại không hề tỏ ra có ý thiếu nhẫn nại chút nào. Thấy tần hy viện đến rồi, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng đứng dậy giúp cô kéo chiếc ghế ở đối diện ra, lại tặng cô một bó hoa hồng tươi mơn mờn. Tần hy viện nhận lấy hoa, thoáng nhìn một cái liền bỏ qua một bên, cảm ơn. Ân hành thử thăm dò hỏi, sao vậy, nhìn qua giường như tâm tình tần tiểu thư không tốt. Khóe miệng tần hy viện giãn ra đầy diễu cợt, không có gì, chẳng qua chỉ là gặp phải một con chó không biết nghe lời. Ánh mắt ân hành khẽ đổi, nơi đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng nhìn bộ dạng như vậy tư dạ hàn bị thất sủng rồi hả vốn là hắn dùng hết thảy mọi thủ đoạn tần hy viện đều chẳng thèm ngó tới còn đi theo đuổi phía sau gã tư dạ hàn đó nhưng mà dù sao đi nữa đối phương vẫn là tần hy viện con gái của phó hội trưởng trọng tài hội hắn không dám dùng phương pháp đặc thù nếu không lỡ như đắc tội tần ra hắn sẽ gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục nghĩ mãi không ra cách vạn vạn không ngờ tới chính là Tần Hy Viện lại sẽ có thể chủ động phái người liên lạc với hắn. Ân hành khẽ mỉm cười, con chó kia không chỉ không nghe lời, mà nhìn có vẻ còn là một con chó bị mù mắt, lại dám chọc đại mỹ nhân như Tần Tiểu Thư đây tức giận. Tần Hy Viện ngước mắt nhìn hắn một cái, bởi vì lời ngon tiếng ngọt của người này mà tâm tình thoải mái hơn chút ít. Rất hiển nhiên, thái độ nịnh hót của ân hành đã thỏa mãn được lòng hư vinh của cô vốn bị tư giả hàn đả kích thảm hại đây mới là thái độ mà bọn đàn ông nên đối đãi với cô. Nghe nói gì ân có ý muốn giao ân ra cho anh. Tần Hy Viện thờ ơ hỏi. Ân hành cười khổ, đúng là mẹ có ý định này, chỉ bất quá. Tần Hy Viện, bất quá làm sao? Thần sắc ân hành có chút tịch mịch trả lời, chỉ bất quá bây giờ tư dạ hàn đã về tới thiên thủy thành. Dù sao anh ta cũng là con ruột của mẹ, vô luận tôi làm tốt đến đâu, người mà mẹ hài lòng nhất, vẫn luôn là anh ta. Tần Hy Viện khẽ xì một tiếng, vậy thì như thế nào? Ruột thịt hay không, cũng không có quan trọng như vậy. Ánh mắt ân hành lóe lên, Tần Tiểu Thư có ý tứ là. Tần Hy Viện không nhanh không chậm tiếp lời, yến hội buổi tối mai, anh và tôi cùng nhau tham gia. Ân hành nghe vậy sướng sờ, Tần Tiểu Thư nói là. Lễ khai mạc của đại hội. Trước đại hội thường niên, đều có một buổi lễ khai mạc. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, sẽ có một buổi dạ tiệc, tất cả mọi người tham gia đều là các quản lý và cao tầng của trọng tài hội tần hy viện lại muốn ở trong trường hợp như vậy để cho hắn đi làm bạn trai đây là sự nâng đỡ và coi trọng cực lớn tần hy viện nhíu mày sao vậy không nguyện ý ân hành đè nén niềm vui mừng như điên trong lòng sắc mặt nho nhã mà ôn nhu nói làm sao lại như vậy có thể được tần tiểu thư mời là vinh hạnh của tôi lúc này tần hy viện mới hài lòng nâng ly nói ha ân tiên sinh quả nhiên là một người thông minh, cạn ly. Ân hành, cạn. Sau khi kết thúc bữa cơm tối, ân hành tự mình lái xe tiến tần hy viện đến tần gia, ngay sau đó mới đi xe quay trở lại ân gia. Sau khi về đến nhà, ân hành lập tức tìm đến ân duyệt dung. Mẹ, ân duyệt dung mặt không biểu cảm ngẩng đầu, đã trễ thế này, có chuyện. Ân hành hăng hái nói, tối nay, tần tiểu thư hẹn gặp mặt con, biểu cảm của ân duyệt dung vẫn như cũ không có gì thay đổi, thật sao? Ân hành tiếp tục khoe, tần tiểu thư mời con đi cùng cô ấy tham gia buổi yến hội tối mai. chương 2292, Đại Khái muốn lửa buôn người. Ân duyệt sung ngước mắt nhìn ân hành một cái, dường như cũng không có vẻ bất ngờ, thật sao? Đến lúc đó thành phần tham gia đều là cao tầng trọng tài hội, là một cơ hội rất tốt. Con phải biểu hiện tốt một chút, lát nữa mẹ sẽ cho người giúp con chuẩn bị một bộ y phục thật tinh xảo ân hành mặt đầy cảm kích cảm ơn mẹ ân duyệt dung hài lòng gật đầu đi thôi cố gắng tạo mối quan hệ hòa hợp với tần tiểu thư ân hành lộ vẻ ngượng ngùng ra mặt khiêm tốn nói thật ra thì con và tần tiểu thư còn chưa phát triển đến một bước kia ân duyệt dung nói nhưng có thể mời con tham gia khai mạc yến hội đã nói rõ rất có hảo cảm với con dĩ nhiên là ân hành cũng biết một điểm này chẳng qua là cố ý thu liếm tài năng, sau khi cùng ân duyệt dung hỏi thăm một số điểm cần chú ý của buổi dạ hội, sau đó mới rời khỏi. Sau khi ân hành rời đi, lão quản gia từ phía sau đi ra. Chuyện này, mấy ngày trước đây tần tiểu thư vẫn luôn rất thân cận với thiếu gia, tại sao lại đột nhiên qua lại cùng ân hành. Thậm chí còn mời cậu ta tham gia yến hội trọng yếu như vậy. Nữ quản gia mặt đầy khó hiểu. Ân Duyệt Dung hừ lạnh một tiếng, bởi vì sao? Trừ bởi vì nữ nhân kia, còn có thể là bởi vì cái gì? Quả thực là tự hủy tương lai, ngu không thể nói. Nữ quản gia thở dài, thiếu gia nói chung cũng là loại người si tình. Ân duyệt dung cười lạnh, si tình, sẽ có thời điểm nó phải hối hận. Không biết nghĩ đến cái gì, nữ quản gia trần chờ hỏi thăm, đúng rồi, trước đó bà bảo tôi chuẩn bị người từng trải, tôi đã chuẩn bị xong. Ba cô gái, tôi tìm khắp độc lập 12 châu, đều là mỹ nhân số 1, hiện tại, có cần phải đưa đến chỗ thiếu ra nữa hay không? Ân Duyệt Dung nói, đưa, đương nhiên là phải đưa, nếu như không thích, vậy cứ tiếp tục tìm, tiếp tục đưa tới. Đứa bé A cửu này, bất quá chỉ là quá đơn thuần trong tình cảm, chưa gặp được bao nhiêu cô gái, cho nên mới bị nữ nhân kia lừa gạt. Ân Duyệt Dung nói xong, trên mặt tràn đầy vẻ diễu cợt, năm đó Tư Hoài Trương còn không phải là nói là người phụ nữ kia đơn phương một phía thôi hay sao, nhưng mà cuối cùng như thế nào? còn không phải là ăn chơi đàng điếm, thấy một đứa yêu một đứa. Nữ quản gia vốn còn muốn muốn nói gì, nghe được câu này, liền không dám nhiều lời, chỉ có thể thuận lời đáp, vâng, tôi sẽ lập tức đưa đi. Giờ phút này, một trang viên nào đó của Thiên Thủy Thành. Hách liên giác đang khóc lóc huyên náo bầy đủ trò. Ôi ôi, thương tâm, thương tâm, có làm con gái của hội trưởng cũng không chịu chào đón ta, trước hội trưởng này ta làm còn có ý nghĩa gì, không bằng cáo lão về quê quách cho rồi. Hoa 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 tiểu vô ưu ta nói với con này, nữ nhân ân duyệt dung kia chính là một lão bà biến thái, cô ta chắc chắn sẽ không để tiểu nha đầu con làm hỏng tác phẩm hoàn mỹ nhất của cô ta. Nếu như con không chịu làm con gái ta, nhất định sẽ hối hận. Tiểu vô ưu để tránh bị hách liên giác léo réo nghe mệt chết, Diệp Oản Oản vội vã thoát khỏi trang viên. Bắt đầu vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản lập tức nginh đón, Phong tỷ cuối cùng tỷ cũng trở lại rồi, làm cho đệ gấp muốn chết. Nếu như là tỷ không trở lại, đệ kiểu gì cũng phải xông vào trang viên của hội trưởng đấy. Phó Minh Hy cũng mau đuổi theo hỏi thăm, Phong tỷ, người của trọng tài hội kia tìm cô tới, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp hoàn hoàn, đại khái là muốn dụ dỗ lừa buôn người đi. Chính mình không có con gái, lại nhất định muốn câu nàng làm con gái. Bắt đầu cái gì? Phó Minh Hy, cái gì? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, nói đùa thôi, không có gì, chỉ là cùng tôi tìm hiểu một chút chuyện về sửa đổi dự luật. Đang nói chuyện, Đại trưởng Lão và Tam trưởng Lão đã hỏi thăm được tình báo trở về. Minh Chủ, Minh Chủ, chúng tôi đã trở lại. Đã nghe ngóng được gì rồi? Diệp Oản Oản lập tức truy hỏi. chương 2293, Alo, Cha. Đại trưởng Lão nuốt nước miếng một cái, vội mở miệng nói gia viên ân ra như thùng sắt gió thổi không lọt quả thực là không vào được bất quá chúng tôi thông qua một chút phương thức khác nghe được không ít tin tức tam trưởng lão tiếp tục báo cáo chúng tôi nhìn thấy ân hành đột nhiên ra ngoài giữa đêm liền đi theo kết quả minh chủ cô đoán xem chúng tôi phát hiện cái gì diệp oản oản cái gì nói mau đừng thừa nước đục thả câu tam trưởng lão chúng tôi phát hiện là ân hành lại đi gặp tần hy viện đấy diệp oản oản cau mày biết bọn họ nói cái gì sao đại trưởng lão lập tức đẩy tam trưởng lão sang một bên dành nói khi đó chúng tôi cố ý tìm một vị trí gần đó thính lực tôi tốt nghe được một chút đại khái chính là đôi cầu nam nữ này đã gian díu với nhau tần hy viện còn mời ân hành làm bạn trai cô ta tại buổi yến hội tối mai tam trưởng lão lại chen vào chật chật ả à đàn bà kia thật sự là không biết xấu hổ lại có thể chửi tu la chủ đại nhân là chó không nghe lời rõ ràng chính là à ta chủ động quấn lấy nhưng đã bị tu la chủ đại nhân ngó lơ thì có phải không hai con ngươi diệp oản oản híp lại đối với cái kết quả này hách liên giác đã sớm cảnh báo trước thật không ngờ là giống y như đúc với những gì ông ta đoán hơn nữa còn nhanh như vậy con ả à, tần hy viện này thoát cái đã chạy đi tìm ân hành rồi hiển nhiên là vì muốn trả thù tư dạ hàn chỉ tiếc tần hy viện tự cho là có thể nghiền ép anh uy hiếp anh nhưng trên thực tế căn bản a cửu cũng không quan tâm những thứ này nhưng mà nàng quan tâm còn có một chuyện đại trưởng lão do dự mở lời diệp oản oản chuyện gì đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng thôi hay là để tam trưởng lão nói đi tam trưởng lão lui về sau một bước tin tức này là do đại trưởng lão thăm dò được để đại trưởng lão nói thì tốt hơn đại trưởng lão tại sao là tôi thăm dò rõ ràng là tam trưởng lão ông đề nghị đi đến chỗ tu la chủ ở thăm một chút. Thấy hai người lại bắt đầu cho ông đẩy tôi tôi đẩy ông, Diệp Oản Oản rút đường đao bên hông ra, bộp một cái, vỗ lên bàn, cho các người 10 giây. Cùng nhau nói cho tôi. Đại trưởng lão và tam trưởng lão nhất thời đồng thanh nói, chúng tôi tra được ân duyệt dung phái người đưa cho tu la chủ ba vị mỹ nhân. Diệp Oản Oản, đại trưởng lão và tam trưởng lão, hơn nữa, ân duyệt dung vẫn còn tiếp tục phái người tìm, dường như là không hề có ý định dừng lại. Sau khi dứt tiếng, bầu không khí tĩnh mịch một mảnh, xung quanh Diệp Oản Oản giống như có khí thức kinh khủng gì đó đang cuồn cuộn xoắn lại. Đại trưởng lão và tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi run lẩy bẩy. Một bên, bắt đầu vô tư nói, ui chao, không phải chỉ là ân duyệt dung đưa cho tu la chủ ba mỹ nữ thôi sao? Phong tỷ chúng ta gió to sóng lớn gì chưa từng gặp, cái này có gì đáng ngạc nhiên? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Phó Minh Hy cũng vội vàng liên tục phụ họa, đúng vậy, đúng vậy, Minh Chủ cũng sẽ không để ý loại chuyện, chuyện. Lời còn chưa dứt, không khí đột nhiên truyền tới một tiếng, răng rắc, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Bắt đầu, Phó Minh Hy, Đại trưởng Lão, Tam trưởng Lão trơ mắt nhìn ly thủy tinh trong tay Diệp Oản Oản nứt ra giống như mạng nhện, cuối cùng, bể thành bột phấn. Phó Minh Hy, chuyện, nhỏ, tức khắc, mấy người nhất thời đều rút lại vào trong xó y như con chim cút, mặt đầy kinh hoàng. Vốn nàng cũng không muốn dùng phương pháp quá vô sỉ, nhưng mà bây giờ xem ra, ý nghĩ của nàng so với trước đây đã đi lệch ra xa quá nhiều, quả nhiên là cần phải đi con đường của chính mình, dũng cảm làm chính mình. Diệp Oản Oản không nói hai lời lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại trước khi đi hách liên giác để lại cho nàng. Hách liên giác, alo, tiểu vô ưu. Diệp Oản Oản, alo, cha. Hách Liên giác. Chương 2294, cha và con gái tình thâm. Diệp Oản Oản mới vừa nói ra một chữ cha, đầu kia điện thoại di động đột nhiên truyền tới tiếng âm thanh cắt máy ngang tút tút tút. Diệp Oản Oản đầy hoài nghi mà nhìn điện thoại di động một cái. Có chuyện gì vậy? Không tới 3 giây, điện thoại di động của nàng lập tức vang lên, là điện thoại của sư tỷ. Diệp Oản Oản đầy nghi ngờ núi máy, alo, sư tỷ. Âm thanh Medusa có chút lo lắng hỏi thăm, "Tiểu sư muội, mới vừa rồi muội gọi điện thoại nói với sư phụ cái gì?" "Không nói gì, ông ấy sao rồi vậy?" Diệp Oản Oản mặt đầy khó hiểu. Medusa vội nói, "Mới vừa rồi sư phụ đang ở tại sân thượng lầu 2 nói chuyện với tỷ đây, lúc nhận điện thoại của muội, đột nhiên lại không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống dưới lầu. Sau đó vẫn đứng ngẩn người ở đó, tỷ gọi thế nào cũng không phản ứng." Diệp Oản Oản, à, tại sao ư?" Medusa, tiểu sư muội, rốt cuộc muội đã nói gì? Diệp Oản Oản, muội nói một chữ. Medusa, một chữ, chuyện này là không thể nào. Vậy tại sao sư phụ lại sẽ kích động như thế? Diệp Oản Oản, một chữ cha. Medusa. Sau mấy giây yên lặng, đầu kia điện thoại di động truyền tới một vài tạp âm, tựa hồ là điện thoại của sư tỷ bị cướp mất. Sau đó, từ đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng kêu đầy kích động cơ hồ muốn khóc của Hách Liên Giác tiểu vô ưu, con con con, con mới vừa gọi ta là cái gì? con gọi ta là cha, tiểu xa xa, tiểu xa xa, con nghe rồi chứ? con gái ta gọi ta là cha rồi. medusa ho nhẹ một tiếng, vội vàng vuốt lông dỗ dành. đúng vậy sư phụ, con nghe được rồi, con đã nói vô ưu vẫn luôn vô cùng tôn kính ngài, kính yêu ngài, làm sao lại có thể cự tuyệt ý tốt của ngài? khách liên giác gào, tiểu vô ưu, nhanh! nhanh lại gọi một tiếng cha cho ta nghe một chút diệp oản oản bất đắc dĩ thở dài được 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 cha cha đừng gào con có chuyện đứng đắn muốn nói với ngài lại nghe được hai tiếng cha hách liên giác quả thật là đầy thỏa mãn hơn nữa nhanh chóng nhập vai vào nhân vật con gái ngoan con nói đi diệp oản oản ho nhẹ một tiếng nói mặc dù là con không ngại lại có nhiều thêm một lớp com lê làm vỏ bọc bất quá cha xác định là kiểu nói bữa này của ngài sẽ có người tin. Mặc dù thiên thủy thành bên này cơ hồ không có ai nhận biết con. Nhưng mà, ít nhất ân duyệt dung cũng biết con có hình dạng như thế nào đấy. Bà ấy cũng từng gặp con. Còn có tần hy viện 80 đến 90% cũng đã điều tra con, biết tướng mạo của con. Con đang yên đang lành lại trở thành con gái của cha, vậy thì nói kiểu nào cũng không xuôi nổi. Hách liên giác nói với một ngữ khí tự tin siêu phàm, coi như là biết được tướng mạo của con thì như thế nào. Trên cái thế giới này, người có tướng mạo tương tự như nhau nhiều vô số kể, không có gì đáng ngạc nhiên. Huống chi, con gái ngoan, tựa hồ là con còn chưa hiểu rõ danh vọng của cha tại độc lập 12 châu này. Trước đó vi phụ cũng đã nói, chỉ cần là lời nói của ta, sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản không khỏi nghĩ tới một thành nữ, chỉ hưu nói ngựa sao sao thành nữ tương đương đổi trắng thay đen thành nữ này cũng không phải là nói bừa mà là chuyện có thật trong lịch sử ở vị trí cấp trên cho dù có nói bậy nói bạ cũng sẽ trở thành chân lý huống chi dịch linh quân lại có danh vọng cao như vậy sẽ không có bất luận kẻ nào tin rằng dịch linh quân lại bởi vì chính mình không có con gái liền nhất định phải đi câu một người khác làm con gái cho đã ghiền hách liên giác tiếp tục nói những thứ khác Vi phụ tất nhiên cũng đã sớm xử lý xong. Mặc kệ bọn họ đi thăm dò như thế nào, điều tra ra sao, kết quả đều sẽ chỉ có một. Vi phụ có một cô con gái thất lạc đã nhiều năm, mà con chính là con gái của vi phụ. Diệp hoàn hoàn quả thật là không biết nói gì cho phải. Cũng đã sớm xử lý xong. Hóa ra lão mà đầu này đã mưu đồ từ lâu rồi sao? Sao chỉ hưu nói ngựa chỉ lộc vi mã sau khi tần thủy hoàng băng hà, thái giám triệu cao lộng quyền chèn ép vua mới là tần nhị thế để trừ khử những ai không phục triệu cao nghĩ ra một kế cực kỳ thâm độc hắn sai ra nhân dắt một con hưu đến sân triều và nói với tần nhị thế bẩm đại vương thần có một con ngựa quý muốn hiến cho đại vương nhị thế ngạc nhiên nói đây là hưu chứ đâu phải ngựa triệu cao bèn quay hỏi các đại thần rằng đây là con gì những kẻ bợ đỡ su nịnh muốn nhân cơ hội sau này có dịp nhờ và triệu cao liền nhao nhao nói đó là con ngựa chỉ có một số ít người khẳng khái dám nói thẳng đó là hưu chứ chẳng có gì giống ngựa. Nghe số đông nói thế, tần nhị thế tưởng là ngựa thật, nghĩ mình loạn óc, bèn vào vọng di cung trai giới. Còn những người nói thật là hưu đều bị triệu cao để bụng, về sau tìm cách trả thù. chương 2.295, cấp bậc bộ com lê mới. Huống chi với kỹ thuật diễn xuất đầy tinh tế và chân thật của con gái ngoan, còn có gì phải lo lắng. Vi phụ tin tưởng con hách liên giác không quên dỗ dành con gái. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, có qua có lại, không hề, làm sao lại có thể là diễn xuất. Cha, con đây cũng không phải là kỹ thuật diễn xuất, con đây là thổ lộ chân tình. Chúng ta vốn chính là cha và con gái tình thâm. Hách liên giác quả thật là cảm động đến phát khóc, tràn đầy tư thái cha con tình thâm, đúng đúng đúng, con gái ngoan của ta nói đúng. Con gái ngoan, con yên tâm, sau này toàn bộ độc lập 12 châu con đều có thể đi ngang đừng nói là con muốn đi cướp đàn ông với người khác, coi như là con muốn mở hậu cung, vi phụ cũng có thể thỏa mãn con. Diệp Oản Oản, không cần đâu cha. Ha ha, hậu cung, muốn chết sao? Cú điện thoại này là Diệp Oản Oản gọi ở tại ban công, bắt đầu, Phó Minh Hy, Đại trưởng Lão, Tam trưởng Lão chỉ nghe được Diệp Oản Oản gọi một tiếng cha, đều cho là nàng đang nói chuyện cùng nhiếp gia chủ. Không một ai ngờ tới, đầu kia điện thoại di động lại sẽ là hách liên giác hách liên giác lại tiếp tục nói linh tinh cả nửa ngày ở trong điện thoại cuối cùng không quên dặn dò nàng đúng rồi tiểu tử tư gia bên kia tốt nhất là con không nên nói cho cậu ta biết trực tiếp giả vờ không quen biết là được nếu không lộ ra sơ hở coi như là sẽ không đạt được hiệu quả điều này rất quan trọng diệp oản oản sờ cầm một cái nghĩ thầm trong đầu a à cửu bên kia nàng đương nhiên là không muốn cho anh biết mình len lén trốn tới chỗ này còn về phần anh có thể nhận ra mình hay không, nàng cũng không thể bảo đảm. Bất quá, ngẫm lại xem, thời điểm ban đầu tư giả hàn dùng thân phận tu la chủ làm bộ như người xa lạ, còn không phải là nàng suýt chút nữa đã bị lừa gạt hay sao? Lúc ấy, đối mặt với tu la chủ, quả thật là nàng đều đã nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Nhìn kiểu nào, kỹ thuật diễn xuất chuyên nghiệp này của nàng cũng phải giỏi hơn anh chứ. Huống chi, còn có lão cáo già gian xảo hách liên giác chủ trì, cấp bậc bộ, com lê, mới này của nàng, không thua gì lớp áo giáp chống đạn kia của hách liên giác. Chẹp chẹp, đột nhiên có chút mong đợi. Nếu như mình, một người con gái xa lạ, lấy thân phận con gái của hội trưởng đi, cua, tư giả hàn, anh ấy sẽ có phản ứng gì? Lúc đó, nơi ở của tư giả hàn tại Thiên Thủy Thành. Lâm Khuyết cuối cùng cũng thành công đuổi được ba cô gái do ân gia bên kia đưa tới cho bọn họ. Sau khi hoàn thành công việc, Lâm Khuyết đầy mệt mỏi quay lại báo cáo với Tư Dạ Hàn, tôi nhổ vào. Cuối cùng cũng đuổi đi được, tôi nói, gì dung thế này cũng quá độc ác rồi đi, may mắn là trời cao, hoàng đế ở xa, phong tỷ sẽ không biết những chuyện này. Nếu không coi như thảm, mặc dù Tư Dạ Hàn không nói gì, nhưng rất hiển nhiên, anh cũng rất vui mừng vì một điểm này. Thấy trên mặt của Tư Dạ Hàn lại lộ ra biểu cảm như thể gặp phải chuyện gì rất khó giải quyết, Lâm Khuyết yếu ớt hỏi thăm, cửu ca, hôm nay anh đi chuyến này hội trưởng lão nhân ra rốt cuộc là có thái độ gì vậy tư giả hàn quay sang nhìn lâm khuyết một cái không lên tiếng mãi hồi lâu mới hỏi dịch hội trưởng có con gái lâm khuyết không biết tư giả hàn hỏi vậy là có ý gì theo bản năng liền lắc đầu không có đâu không phải là dịch hội trưởng chưa kết hôn sao tư giả hàn điều này không có nghĩa là ông ta không có con gái lâm khuyết càng thêm mộng bức rồi ở ha anh nói cũng có đạo lý bất quá cửu ca anh đột nhiên nói chuyện này để làm cái gì tư giả hàn cũng không để cho lâm khuyết đi hỏi thăm ý tứ riêng tư của dịch linh quân loại chuyện này nếu dịch linh quân đều đã lên tiếng tuyệt đối không có khả năng nói bừa chẳng qua là anh cảm thấy có chút đột ngột bất quá cũng còn may dịch linh quân không phải là tần tung cho dù là hôm nay chính mình cự tuyệt ông ta với lòng giả của dịch linh quân cũng sẽ không vì vậy mà ôm hận gây khó dễ cho anh chẳng qua là nghĩ lại chuyện hôm nay, sau khi mình cự tuyệt, thái độ sắp tới của dịch linh quân, đột nhiên anh lại có chút không xác định rồi. Ông ta là thực sự bởi vì hôn sự của con gái mà không rảnh quan tâm đến chuyện khác, hay là cố ý gây khó khăn. chương 2296, cơ hội thật tốt đẩy ra phía ngoài. Lễ khai mạc đại hội ngày hôm đó. Sau khi buổi lễ khai mạc đầy trang nghiêm kết thúc, màn đêm buông xuống, giả tiệc chính thức bắt đầu. Trọng tài hội có thể nói là thế lực nắm quyền thế ở đỉnh chóp kim tự tháp tại độc lập 12 châu. Thành viên cao tầng của trọng tài hội, tất cả đều là đại lão lớn của các châu, thét ra lửa, mửa ra khói, làm mưa làm gió một phương. Nhất là hội trưởng đời này lại là võ đạo tông sư Dịch Linh Quân. Có thể nói, thực lực trọng tài hội nhiệm kỳ này là mạnh nhất từ trước tới nay. Cho nên, có thể thấy được giả tiệc đại hội thường niên lần này rầm rộ như thế nào. Đương nhiên lần này khiến cho rất nhiều vị quản lý và các thành viên cao tầng càng phấn khởi, không chỉ là bởi vì lần này hội trưởng có mặt, mà còn là bởi vì con gái của phó hội trưởng Tần Tung, đệ nhất mỹ nhân thiên thủy thành Tần Hy Viện Du học trở về. Hơn nữa, Tần Gia đã tung ra tin tức, muốn kén rể cho Tần Đại Tiểu Thư. Trong lúc nhất thời, ngưỡng cửa Tần Gia cơ hồ đều đã sắp bị đạp hỏng. Trừ quyền thế gia, khiến cho người ta truy đuổi, không gì bằng mỹ nhân huống chi vị này lại còn là mỹ nhân có quyền thế tất cả mọi người đều hiểu rõ cưới được tần hy viện có ý vị như thế nào tại sao tần đại tiểu thư còn chưa đến hôm nay cô ấy sẽ tới sao sự kiện trọng đại như hôm nay tất nhiên là sẽ đến rồi coi như không phải là người nhà tần hội phó bản thân cô ấy cũng là cố vấn luật cao cấp của trọng tài hội hừ có tới hay không nói chung cũng không có quan hệ gì với các người đại tiểu thư cũng đã sớm có người trong lòng rồi. Nghe nói như vậy, bên cạnh nhất thời có người vừa đầy thận trọng quay sang nhìn tư giả hàn cách đó không xa, vừa thấp giọng mở miệng hỏi, ý anh nói là xì căng đan cách đây mấy ngày trước, giữa tần tiểu thư và quản lý tư. Còn không phải sao, đừng quên tần gia quản lý cái gì, nếu không phải là tần gia âm thầm chấp nhận, làm sao lại có thể cho phép tin tức như vậy dò rỉ ra. Hơn nữa nghe nói còn là tần đại tiểu thư chủ động theo đuổi người ta nữa đấy vậy chẳng phải là chúng ta đã hết cơ hội rồi sao? Bất quá thật kỳ quái, hôm nay tại sao quản lý tư lại đi một mình tới trước? Nếu quả thật như tin tức dò gì kia nói, khẳng định là hôm nay tần tiểu thư nên cùng đi với anh ta chứ? Phụ nữ mà, dù sao cũng phải sửa soạn trang điểm các kiểu, phỏng chừng một lát nữa sẽ đến ngay thôi. Cách đó không xa, Tần Tung cầm một ly rượu vang trong tay, đang nói chuyện với ân Duyệt Dung. Nhìn thấy ân Duyệt Dung, sắc mặt của Tần Tung lạnh lùng, khá là khó coi, ha ha, quản lý ân, đứa con trai này của bà, thật đúng là tâm cao khí ngạo. Cũng không biết các người làm mai với tiểu thư nhà nào, lại khiến cho nó ngay cả con gái của Tần Tung này cũng đều coi thường. Ân duyệt sung đáp, Tần hội phó, ngài nói quá lời. Làm gì có tiểu thư nhà nào, bất quá chỉ là một tiểu nha đầu quê mùa. Tần tiểu thư là long phượng trong loài người, chẳng qua chỉ là đứa con trai này của tôi không có mắt nhìn, Tần Tung hừ lạnh một tiếng, hừ, cũng còn khá, nhà các người cũng coi như là có một người thông minh. Ân Duyệt Dung cao mày, quay sang nhìn con trai đứng cách đó không xa một cái. Thấy con trai không có chút bộ dáng muốn nhúc nhích nào, lửa giận trong lòng càng dâng cao. Vì một ả đàn bà, chắp tay đem cơ hội thật tốt như vậy đẩy ra phía ngoài. Thời điểm mọi người ở đây ôm đủ loại tâm tư, bàn tán trò chuyện ẩm ý. Lúc này, nơi cửa, một chiếc xe sang trọng màu bạc trắng đột nhiên đỗ xịch lại nhất thời có người lanh mắt nhận ra đó là xe riêng của tần đại tiểu thư đang trông ngóng ngóng trông mỹ nhân xuống xe thật không ngờ tới người thứ nhất xuống xe lại không phải là tần hy viện mà là một người đàn ông chỉ thấy người đàn ông kia xuống xe trước ngay sau đó đầy lịch thiệp mở cánh cửa sau của xe ra ồ đây không phải là ân hành sao đúng vậy làm sao hắn ta lại bước xuống từ trên xe của tần đại tiểu thư. Tiếp đó, tần hy viện hôm nay ăn mặc sặc sỡ lóa mắt bước xuống dưới sự dìu đỡ của ân hành, ngay sau đó thật tự nhiên khoác lấy cánh tay của hắn ta, một bộ tư thái cực kỳ thân mật. chương 2297, bị anh em cướp đàn bà. À, đây, đây là có chuyện gì? Ân hành và tần hy viện. Ân hành không phải là em trai nuôi của quản lý tư sao? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, mấy ngày trước xì căng đan tần hy viện và tư giả hàn còn đang cực kỳ hot, hôm nay bạn trai tần hy viện lại là ân hành. Đây là diễn biến cốt truyện kiểu gì vậy? Cơ hồ là tầm mắt mọi người đều theo bản năng đều quay sang nhìn về phía tư Dạ hàn, giống như là anh bị xanh biếc, bị đại tiểu thư từ bỏ. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc, thương hại, đủ các loại của tất cả mọi người, từ đầu đến cuối tư dạ hàn vẫn giống như tuyết trắng che phủ trong băng xương bất tận, không hề bố thí bất kỳ biểu cảm gì. Giống như bản thân anh đang ở trong một thế giới song song khác. Một vị quản lý khác ở bên cạnh anh, không nhịn được bắt chuyện với tư dạ hàn, quản lý tư, người tần tiểu thư yêu thích không phải là anh sao? Làm sao lại sẽ ở cùng một chỗ với em nuôi anh vậy? Thế này cũng quá đáng rồi, bất quá anh cũng đừng quá thương tâm. Ngày mai đại hội sẽ chính thức được tổ chức, trong đầu tư giả dạ hàn vốn đang còn chìm đắm trong việc hoàn thiện dự thảo luật một lần cuối cùng, rốt cuộc cũng bố thí cho mọi người một ít biểu cảm, chậm rãi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, thương tâm. Thích, không cần nói, tôi biết tôi biết, anh đã phải trải qua một khoảng thời gian thật khó khăn rồi. Người quản lý tỏ vẻ đầy cảm thông, không muốn sát muối vào, vết thương lòng của anh. Bất kể là ai, bị anh em trong nhà mình cướp đi đàn bà, lại còn cướp mất một người đàn bà như vậy, cũng sẽ không dễ chịu. Tần tiểu thư đã tới. Nữ thần, hôm nay cô thật sự là quá đẹp. Sau khi tần hy viện và ân hành tiến vào đại sảnh, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, dối giết chào hỏi, ánh mắt toàn bộ đều mang theo chút hít ghen tị nhìn gã ân hành ở bên cạnh cô ta. Lúc này, có một vị nữ quản lý nào đó có quen biết với tần hy viện đến gần cô ta và hỏi, viện viện, trước đó không phải là cô và quản lý tư ở chung một chỗ sao? Làm sao hôm nay? Tần Hy Viện nhìn về phía tư giả hàn cách đó không xa, vậy mà lại không nhìn thấy được bất cứ rung động nào trên mặt của đối phương, không nhìn thấy được vẻ ghen tị và hối hận mà cô đang muốn thấy, vì vậy thần sắc liền trở nên âm trầm. Thanh âm Tần Hy Viện không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho mọi người chung quanh nghe được, tôi và quản lý tư. Đây là tin đồn nhảm ở đâu truyền ra vậy, thật là ngại quá, tôi và quản lý tư cũng không quen biết, cũng không có bất cứ quan hệ nào hy vọng các vị không nên tin tưởng loại tin vịt vô căn cứ này tần hy viện nói xong nhìn về phía ân hành ở bên cạnh sắc mặt ngọt ngào nói giới thiệu với mọi người một chút ân hành mới là đối tượng mà tôi lui tới trên mặt của ân hành nhất thời lộ ra vẻ ôn nhu mà lại đầy cương chiều đối diện với một vô số ánh mắt khiếp sợ pha lẫn hâm mộ hắn cảm giác lòng hư vinh nhận được sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có qua nhiều năm như vậy cuối cùng hắn cũng có một lần hoàn toàn thắng được tư dạ hàn. Câu nói này của Tần Hy Viện lại trực tiếp chối bỏ chuyện mình thích tư dạ hàn, còn trực tiếp công bố quan hệ với ân hành. Đối với một người đàn ông mà nói, đây quả thực chẳng khác nào ở ngay trước mặt mọi người, đánh thẳng vào thể diện của hắn ta. Nữ quản lý kia nghe vậy sắc mặt lúng túng, vội vàng hùa theo cách nói của Tần Hy Viện, ôi chao, thì ra là tin đồn nhảm sao. Ai lại đi đồn bậy bạ loại chuyện này, thật là quá thiếu đạo đức rồi nói xong không quên tâng bốc thêm vài câu, thì ra là cô đang cùng lui tới với ân hành. Thật là trai tài gái sắc, quá xứng đôi. Những người khác cũng bắt đầu dối rít chúc mừng hai người. Đám đàn ông trước đó còn đang hâm mộ tư giả hàn được tần đại tiểu thư hâm mộ, tất cả đều có chút hả hê nhìn về phía anh. Ân duyệt dung cất bước đi tới bên cạnh tư giả hàn, mùi vị như thế nào? Nếu như là bây giờ con hối hận, thì cố gắng thử đi xin tần tiểu thư tha thứ, có lẽ còn kịp sắc mặt tư giả hàn lãnh đạm thờ ơ, từ đâu quản lý ân lại cho là, ánh mắt của tôi thấp như vậy, sẽ vừa ý tần hy viện. Nghe nói như vậy, ân duyệt dung suýt chút nữa bị làm cho tức chết. Ngay cả người con gái như tần hy viện vậy mà con trai mình cũng ghét bỏ, lại đi vừa ý cái loại nha đầu quê mùa kia, vậy mà lại còn nói với kiểu có lý chẳng sợ. chương 2298 còn có màn kịch càng đẹp mắt hơn. Không đợi ân duyệt dung lên tiếng nói chuyện, Tư giả Hàn trực tiếp ném câu tiếp theo với sắc mặt đầy lạnh giá. Đừng có để cho tôi một lần nữa thấy được lại có thêm nữ nhân nào xuất hiện trong khoảng cách ba bước từ biệt thự của tôi. Ân Duyệt Dung không ngờ rằng mình phí hết tâm tư, con trai lại chẳng phân biệt tốt xấu như vậy. Con, tốt, rất tốt. Con gái của phó hội trưởng đều coi thường. Khẩu khí của con lớn lắm rồi đấy. Mẹ cũng muốn nhìn một chút. Con có thể tiếp tục cứng đầu tới khi nào? A à cửu, nhớ kỹ lời ngày hôm nay mẹ nói một ngày nào đó con sẽ hối hận ân duyệt dung nói xong nâng giày cao gót dẫm mạnh giận đùng đùng bỏ đi bây giờ bà đã hoàn toàn thất vọng đối với đứa con trai này bên kia bên cạnh tần hy viện có thể nói là đông đảo như sao vây quanh trăng tất cả mọi người cơ hồ đều đứng vòng chung quanh người cô ta hôm nay tần hy viện mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh đen xếp lấp như vải cá cả người sáng lấp lánh thiết kế tinh xảo giúp tôn lên vóc người mỹ lệ của cô ta trong đám người cô thật sặc sỡ lóa mắt, hoàn toàn xứng đáng trở thành tiêu điểm. Lại cộng thêm bên cạnh người cô là gã ân hành đẹp trai anh Tuấn, khí chất nho nhã. Tổ hợp trai xinh gái đẹp càng thêm thu hút ánh nhìn của mọi người. Tần tiểu thư thật là quá đẹp, không hổ là đệ nhất Mỹ nữ thiên thủy thành chúng ta. Tôi thấy toàn bộ độc lập 12 châu cũng không tìm ra được người nào đẹp hơn so với tần tiểu thư đấy. Đó là đương nhiên, bàn về xinh đẹp, bàn về tài hoa, bàn về gia thế, ai có thể sánh được với viện viện. Thật là quá hâm mộ ân hành đi mà. Ân hành đầy thâm tình, chân thành nhìn ngắm tần hy viện ở bên cạnh, ôn nhu nói, viện viện là cô gái đẹp nhất, ưu tú nhất mà tôi đã từng gặp. Có thể có được sự coi trọng của cô ấy, là tôi có phúc ba đời. Mấy vị cao tầng túm năm tụm ba, tay cầm ly rượu, đều thổn thức không thôi. Thật không nghĩ tới, lại bị cái tên ân hành này nhanh chân đến trước tối nay ân hành có thể nói là được thời đắc ý rồi. Sợ là có người sẽ phải thương tâm rồi đi. Dĩ nhiên, bị em trai nuôi của mình của mình cướp đoạt mất đàn bà, chuyện này đổi lại là ai không khó chịu. Trong góc, Du Thiệu nhìn về phía của Tần Hy Viện và ân hành, ngữ khí ngưng trọng, không ngờ rằng Tần Tiểu Thư lại sẽ cùng ân hành tiến tới với nhau. Đã như vậy, chuyện này sợ là có phần khó giải quyết. Trong tư tâm, thật ra thì hắn cũng không đồng ý với cách làm của Tư Dạ Hàn chẳng qua với tư cách thuộc hạ, hắn không cách nào nói thêm cái gì đối với chuyện này. Một bên, Lâm Khuyết nghe vậy đầy tức tối lên tiếng, cái con ả à tần hy viện kia cũng quá mức ảo tưởng rồi đi. Rõ ràng là cửu ca chúng ta coi thường ả à ta, hiện tại lại khiến cho mọi người nghĩ rằng ả à ta bỏ rơi cửu ca. Còn cả cái thằng danh ân hành đó nữa, anh nhìn cái mặt nhọn tiểu nhân đắc chí của thằng đó mà xem. Chuyến thăm hội trưởng của quản lý mấy ngày trước có thu hoạch gì không? Xu thiệu hỏi. Lâm Khuyết lắc đầu, tôi cũng không biết được tình hình lúc đó. Chẳng qua là sau khi cửu ca trở về, thái độ có chút kỳ quái. Dù thiệu nhức đầu không thôi, lúc đầu tôi cũng đã nói, cô nàng tần hy viện này cũng rất quan trọng. Tình hình hiện tại, cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Trên ban công phòng yến hội, Hách Liên Giác đang gọi điện thoại cho Diệp Oản Oản, con gái ngoan, làm sao con còn chưa tới, sẽ không phải là đổi ý đấy chứ. Đừng trách cha không nhắc nhở con, Hôm nay Tần Hy viện đi cùng với Ân Hành đấy. Đây rõ ràng là muốn, vả mặt người đàn ông của con ở ngay trước mặt mọi người. Hiện tại con không biết đâu, tất cả mọi người đều đang cười trên nỗi đau của người khác, đợi xem kịch vui. Đầu kia điện thoại di động, Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, muốn xem kịch vui còn không đơn giản sao, chờ lát nữa còn có màn kịch càng đẹp mắt hơn. Giờ phút này, Medusa đang giúp Diệp Oản Oản chuẩn bị bên trong phòng hóa trang. Thợ hóa trang thợ trang điểm cả đám đều nhìn chăm chú cô gái trước mắt, tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng vẩy nhẹ làn váy tung bay, khẽ ngẩng cao đầu, sư tỷ như vậy có được không? chương 2299, quên còn có thể dựa vào mặt kiếm cơm. Medusa mãi mới từ trong kinh diễm to lớn phục hồi lại tinh thần, quá, quá được, trời à, tiểu sư muội tỷ vẫn một mực cảm thấy tần hy viện đã quá đẹp, bây giờ mới biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu sư muội, bình thường làm sao muội lại ăn mặc như một đứa ăn mày vậy, cũng quá lãng phí gương mặt này của muội rồi đi. Nhìn lấy bộ dáng bóp cổ tay thở dài của sư tỷ, Diệp Oản Oản thở dài, ai già, chủ yếu là Tương đương con bà nó tương đương không biết xấu hổ kiếm cơm quen rồi, suýt chút nữa quên là muội còn có thể dựa vào mặt kiếm cơm đấy. Medusa Bên trong phòng yến hội, Ân hành đang được thời đắc ý mà phụng bồi tần hy viện đi vòng quanh nói chuyện xã giao với một đám đại lão nổi tiếng. Đóng vai, con trai ngoan, ở ân gia nhiều năm như vậy, làm thế thân của tư giả hàn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu ở trước mặt tư giả hàn. Thể xác và tinh thần hắn cảm nhận được một sự thoải mái xưa nay chưa từng có. Câu dẫn được tần hy viện Mỹ Lệ làm rung động lòng người, câu dẫn được cô gái có gia thế và dung mạo đẹp nhất thiên thủy thành, rốt cuộc rốt cuộc hắn cũng vững vàng đem tư giả hàn dẫm ở dưới chân. Ân hành cố ý kéo tần hy viện đi tới trước mặt của tư giả hàn, đại ca, tôi cùng với viện viện ở chung một chỗ rồi, không chúc phúc cho chúng tôi sao? Trước đó mấy ngày, tư giả hàn liên tiếp làm việc với cường độ cao, tinh lực cơ hồ tiêu hao, giờ phút này ngồi ở trên ghế cao chân trước quầy rượu, đang nghiêng đầu đưa tay nâng chán nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi bị quấy dày, con người chậm rãi nhấc lên. Mặc dù là góc độ nhìn lên trên, nhưng ánh mắt sắc lẹm của kẻ bề trên trời sinh kia, vẫn như cũ giống như nhìn con kiến hôi bằng nửa con mắt, mang theo áp lực khiến cho người ta sợ hãi, có cảm giác bị áp bách. Lâm Khuyết biết cửu ca nhà mình có tính tình gì, đối với người không quan tâm, ngay cả một ánh mắt cũng đều lười bố thí. Bất quá, cái tên ân hành này, thật ra chính là một ngoại lệ. Đến nay hắn vẫn còn nhớ như in ánh mắt của cửu ca, khi anh biết được gì dung thu nhận một đứa con nuôi, hơn nữa còn tỉ mỉ bồi dưỡng. Khi đó, anh biết được bất cứ lúc nào mình cũng sẽ có thể bị thay thế. Chính là loại ánh mắt cô độc, như thể ngay cả một chỗ dựa cuối cùng cũng đã vỡ vụn thành muôn vàn mảnh nhỏ. Vô luận ân duyệt dung có quá đáng như thế nào, cửu ca cũng không hề thương tâm như một khắc kia. Mặc dù hiện tại, đối với người này cửu ca đã sớm không để trong lòng. Bất quá, nhìn thấy hắn nhảy nhót như một con ruồi trước mặt mình, còn chạy tới dương dương tự đắc diếu võ dương oai, Lâm Khuyết vẫn có cảm giác chán ghét chịu không nổi. Ở dưới khi áp quá mức cường đại của tư dạ hàn, ân hành gắng ngượng mãi mới khiến cho mình không trở nên hèn kém, vẫn như cũ dơ ly rượu lên. Tần Hy Viện thì đang thấp giọng cười khẽ một tiếng, vẫn là trước tiên để tôi kính quản lý tư một ly đi. Quản lý tư đối với nhiếp tiểu thư quả thật là tình cảm sâu đậm, tôi chúc hai vị đầu bạc giang long. Ý vị diếu cợt của Tần Hy Viện thật rõ ràng, tư dạ hàn lại vì một cô nàng nhiếp vô ưu mà cự tuyệt cô ta. Giờ phút này nhìn thấy cô đứng về phía đối thủ một mất một còn ân hành bên này, cô cũng không tin rằng anh có thể thở ơ không động lòng. Giờ phút này, xung quanh vẫn như cũ có không ít người ung dung thản nhiên mà hướng về phía bên này quan sát. Một màn này, thật sự là cực kỳ bùng nổ. Mà vào giờ phút này, một màn trước mắt này cũng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào trong mắt của Diệp Oản Oản tại nơi cửa. Trước đó nàng để cho đại trưởng lão và tam trưởng lão đi hỏi thăm tình hình của ân gia, có một ít chuyện có dây mơ dễ má với ân gia, bọn họ cũng nghe ngóng một chút. Tất cả đều được báo cáo tỉ mỉ đúng sự thật cho Diệp Oản Oản nghe. Năm đó chỉ là bởi vì tư giả dạ hàn không đạt được yêu cầu của ân Duyệt Dung, không cách nào khiến cho bà ta hài lòng, ân Duyệt Dung liền lập tức thu dưỡng một đứa con nuôi, một lần nữa bồi dưỡng. Từ đầu đến cuối Diệp Oản Oản nghĩ mãi không ra, làm sao ân Duyệt Dung có thể nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ con trai của mình như vậy cho dù nàng cũng không biết tình huống năm đó, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, tư giả hàn đối với cái dạng mẹ gần như điên cuồng, hà khắc lại vô tình này, vẫn như cũng nói gì nghe nấy, dùng hết tất cả sự cố gắng, muốn nhận được sự công nhận của bà ta. Thời điểm đó, anh lại phát hiện chính mình bất quá chỉ là một người tùy thời sẽ có thể bị thay thế, sẽ có tâm tình gì. chương 2300, tưởng như hai người. Nàng biết, hết thảy chuyện này đều đã đi qua, Bây giờ tâm tình của tư giả Hàn đã sớm sẽ không vì chuyện như vậy mà có chút chập chờn. Từ thái độ lãnh đạm của anh đối với mẹ liền biết ngay. Nhưng mà, làm sao nàng có thể để những người này làm vẩn đục tâm tình bình lặng trong lòng người nàng trân trọng nhất trên đời này được. Đúng lúc này, không biết là ai đột nhiên nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, bỗng phát ra một tiếng bật thốt lên thật khẽ, "Ôi, thật là đẹp." Dần dần, tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều những người khác cũng đầy hoài nghi mà nhìn về phía cánh cửa. Chỉ thấy phía cuối hội trường hào hoa rực rỡ, một người thiếu nữ mặc bộ váy dạ hội phong cách phục cổ, được thiết kế đầy gọn gàng mà tinh tế, cũng có những chi tiết lại hết sức xa hoa. Màu sắc và kiểu dáng của bộ lễ phục này cực kỳ kén người mặc, khảm nạm chân châu và kim cương được đính hoàn toàn thủ công, tản ra ánh sáng dạng người dưới ánh đèn pha lê. Một bộ lễ phục xa hoa dạng rỡ đến vậy, vốn đáng lẽ sẽ, giọng khách hát giọng chủ, mặc ở trên người nàng, lại sẽ không đoạt đi được chút ánh hào quang nào của người thiếu nữ nọ, dù cho là một phần nhỏ nhất. Toàn thân cô gái như một khối ngọc tự nhiên hoàn mỹ nhất, đôi môi dạng người như ánh ban mai, tóc đen như mực. Nhất là một đôi con ngươi như có hỏa diễm rực cháy kia, thật giống như đang phản chiếu cả bầu trời minh mông. Cho dù nàng cũng không hề làm gì, chỉ đứng ở nơi đó, cũng đã như vầng thái dương rực rỡ mà trói mắt giữa ngày hè ấm áp, đẹp đến mê say lòng người nếu như so sánh, một tiểu thư khuê các như tần hy viện, hay các vị danh viện khác, trong nháy mắt bóng trở nên nhạt nhòa, không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Tần hy viện đương nhiên cũng đã chú ý tới cánh cửa, nhưng sau khi thấy rõ người đứng ở nơi đấy là ai, sắc mặt khẽ biến. Cô gái kia là... Ngay từ đầu, phản ứng của tần hy viện chẳng qua là sự ghen tị theo bản năng với tướng mạo của cô gái này mà thôi. Trước đó, tần hy viện chỉ thấy được Diệp Oản Oản thông qua hình ảnh, chưa từng gặp qua người thật. Giờ phút này, bởi vì Diệp Oản Oản có tranh lệch quá lớn đối với trong hình, lại nhất thời không hề nhận ra. Vẫn nhờ có ả hầu gái tâm phúc ở bên cạnh cô nhắc nhở, tiểu thư, cô gái này không phải là nhiếp vô yêu sao? Làm sao cô ta sẽ tới nơi này? Tần Hy Viện sướng sờ, lúc này mới giật mình nhận ra, nhiếp vô ưu Trong hình, đa phần là những ảnh chụp lén sinh hoạt thường ngày của nhiếp vô ưu phần lớn đều là lôi thôi lách thích vô luận như thế nào, cô cũng không thể đem người trong những bức hình và người thiếu nữ trước mắt này liên hệ lại với nhau. Những người khác tới tham dự giả dạ tiệc ngày hôm nay, cơ bản là đều không nhận biết Diệp Oản Oản. Vào lúc này, tất cả đều đã bị cô gái xa lạ này hấp dẫn sự chú ý. Trời ơi, đây là tiểu thư nhà nào? Không biết nữa, chưa từng thấy. Trời đất, đây là sắc đẹp thần thánh gì vậy? Thậm chí ngay cả Tần tiểu thư đều bị đè xuống có người thấp giọng bình luận một người khác cũng nhỏ giọng phụ họa nào chỉ là bị đè xuống quả thật chính là ảm đạm phai mờ rồi không chỉ là người chung quanh ngay cả ân hành cũng nhìn chằm chằm nơi cánh cửa nhìn đến ngây ngẩn cả người nghe những lời bàn tán của người chung quanh ánh mắt tần hy viện rơi vào trên người cô gái kia sau một hồi quan sát trong mắt hiện ra một vẻ khinh thường và diễu nhại không hề che giấu chút nào nói chung cũng thật đúng là thú vị ở trên đời này A Miêu A cầu quá nhiều, nhưng mà, những thứ mèo mèo chó chó này lại không hề tự nhận thức được bản thân mình chút nào. Có một số chỗ, chỉ có nắm giữ thân phận và quyền lực tuyệt đối mới có thể đặt chân. Loại người giống như Nhiếp Vô Ưu, mà lại có dũng khí đi đến yến hội ở cấp bậc này. Bày ra trò, ngàn dặm tìm chồng ư? Tần Nhược khi cô cũng rất muốn nhìn xem, cái con hề nhảy nhót này diễn được màn kịch đặc sắc gì. Ân duyệt dung nhíu chặt chân mày, ánh mắt khóa chặt vào cô gái ở nơi cửa nhiếp vô ưu Nói xong, lại lắc đầu, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Mặc dù tướng mạo cực kỳ tương tự, nhưng khí chất lại tưởng như hai người. Khí chất của cô bé này không giống với người phàm. chương 2301, cướp danh tiếng. Vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng từ trong xương tủy của cô gái, phảng phất như vạn vật đều bị trận ngoài cửa, hết thảy đều không được để vào trong mắt. Loại lạnh lùng này không hề giống sự lãnh đạm thờ ơ trong tính cách thật giống như là không có người hoặc vật nào mà nàng có thể coi trọng. Tất nhiên, loại khí chàng này, quả thực khiến cho người ta rất không thoải mái. Mà cô nàng nhiếp vội yêu của Vân Thành kia, bà đã từng gặp qua, không có khả năng có được khí chàng bực này mới đúng. Nguyện nó, cửu ca, anh mau nhìn nơi cánh cửa, có chuyện gì vậy, đây không phải là cửu tẩu sao. Trong góc, đôi tay lâm khuyết run lên một cái, làm đổ hết cả phân nửa ly rượu vang. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc tối nay tư giả dạ hàn mới thể hiện ra cảm xúc như một con người, lập tức quay sang nhìn về phía cánh cửa. Một bên, nguyên phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội, dù thiệu nghe vậy cũng hướng về cánh cửa nhìn lại, mặt đầy không cách nào tin tưởng, hả? Đó, đó là nhiếp tiểu thư, lâm khuyết, cậu chắc chắn chứ? Trong ấn tượng, vô luận là tóc húi cua ca hay là nhiếp vô ưu, đều là hình tượng nữ ma đầu, làm sao sẽ có thể cao quý yêu nhã như vậy? đẹp đến quả thật là khiến cho lòng người mê say. Loại đệ nhất mỹ nhân thiên thủy thành như tần hy viện, ở trước mặt người thiếu nữ này, quả thực là bị ép đến mức không có chút cảm giác tồn tại nào. Hơn nữa, tướng mạo này đi cùng với phong cách ăn mặc này, nhìn qua liền tỏa ra khí áp muốn sống chưa tiến vào. Chỉ đứng im tại chỗ, cũng không cần tỏ bất cứ thần thái hay hưa tay múa chân biểu đạt, cũng đã tỏa ra một vẻ cao ngạo khinh thường vạn vật từ trong cốt tùy tản mát ra. Nếu như là hội trưởng trọng tài hội độc lập 12 châu có loại khí chàng này, hắn cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng còn, nhiếp vô ưu Nói nhảm, đương nhiên là tôi. À, ờ, chắc, chắc là vậy. Lâm Khuyết nhìn dung mạo và khí chất đẹp mà lạnh lùng đến tận xương kia của cô gái nọ, vậy mà lại đột nhiên có chút không xác định rồi. Ngay vào lúc này, tầm mắt của người thiếu nữ kia lướt qua phương hướng của bọn họ, ánh mắt Lâm Khuyết trong lúc vô tình đối mặt cùng với cô. Mà đôi mắt của cô gái, không hề để hắn ở bên trong đó chút nào giống như lâm khuyết chỉ là một người xa lạ không thậm ngay cả người cũng không tính mà giống như là không khí lâm khuyết có chút bối rối hề cô ấy không biết mình con bà nó có ý gì cô ta có thân phận gì chứ xem thường tôi như vậy lâm khuyết cắn răng nghiến lợi quá khinh người một bên tư giả hàn hơi nhíu mày bởi vì mới vừa rồi tầm mắt của cô gái cũng lướt qua anh trong một cái trước mắt nhưng lại hoàn toàn là ánh mắt nhìn người xa lạ oản oản tối hôm qua anh mới vừa gọi điện thoại cho oản oản nàng vẫn còn đang ở tại vân thành không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy sẽ xuất hiện ở nơi này huống chi nàng đã đáp ứng với anh tuyệt đối sẽ không tới thiên thủy thành anh cũng chưa từng thấy bộ dáng và biểu cảm xa lạ này của oản oản cứ như thể là một người khác ân duyệt dung cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ dù gì thì tần hy viện cũng đã sớm hận thấu xương đối với nhiếp vô ưu Hôm nay cô ta lại còn tới cướp danh tiếng của mình, làm sao hy viện có thể nhẫn nhịn được. Hầu gái vội vàng trấn an, đại tiểu thư, cô đừng nóng giận, bất quá chỉ là một con ả hồ ly tinh có chút nhan sắc mà thôi, làm sao có thể so với cô được. Tôi đây liền tới đuổi ả ta đi ngay, dám đến một buổi yến hội như hôm nay, quả thực là tự dước lấy nhục. Nghe tiếng, khóe miệng tần hy viện khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu, chẳng lẽ Tùy tiện một con chó hoang mèo hoang, cũng có tư cách khiến cho ta đây cảm thấy đau đầu choáng váng sao? Đại tiểu thư nói đúng lắm, chẳng qua chỉ là thứ a miêu a cẩu, sẽ có chút khiến cho sự kiện hôm nay trở nên kém sang. Lúc này, ả à hầu gái lập tức đầy vinh váo hung hăng huỳnh huịch đi thẳng về phía Diệp Oản Oản. "Cô, hầu gái cản đường cô gái nọ, đầy lạnh lùng trợn mắt lườm cô một cái, là nhị tiểu thư nhiếp ra của Vân Thành đúng không?" Cô gái nó cũng không lên tiếng. Thật giống như căn bản không nhìn thấy ả hầu gái cản ở trước người. Chương 2302, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Nhiếp tiểu thư, thật xin lỗi, nơi này cũng không phải là địa phương mà người có thân phận như cô có thể tùy tiện tìm tới. Tôi nghĩ trước tiên cô phải làm cho rõ ràng, loại thân phận gì mới có thể tham dự loại sự kiện như thế này. Nhưng mà, cô gái đứng tại chỗ, thật giống như hoàn toàn coi ả hầu gái kia như là không khí. Không hề có chút hứng thú muốn quan tâm. Hầu gái nghiêm mặt nói, nhiếp tiểu thư, tôi biết cô là nhị tiểu thư nhiếp gia Vân Thành. Bất quá, nơi này của chúng ta cũng không phải là yến hội thông thường, mà là dạ tiệc nội bộ dành cho cao tầng của trọng tài hội, người bình thường tuyệt đối không được tiến vào. Nếu như cô muốn tìm người mà nói, cũng xin mời đứng ở bên ngoài chờ yến hội kết thúc đi. Nếu như làm quấy dày các vị khách quý, sợ rằng cho dù là toàn bộ nhiếp gia các người cũng không kham nổi. Ả à hầu gái vừa nói vừa vẫy tay gọi an ninh đến, mời nhiếp tiểu thư lập tức rời đi. Nếu không tôi đành nhờ người ta mời cô đi ra ngoài rồi. Chỉ bất quá một màn khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, bất ngờ không kịp đề phòng phát sinh, chỉ thấy lông mày cô gái nọ khẽ nhíu một cái, giơ tay phải lên. Còn không đợi Ả à hầu gái kia phục hồi lại tinh thần, cô đã hung hăng và thẳng một cú tát ngay giữa mặt Ả à hầu gái. Bép! Một tiếng vang đầy thanh thúy mang đậm tính nghệ thuật thu hút ánh nhìn của tất cả các quý vị khán giả. Thấy vậy, sắc mặt tần hy viện nhất thời biến đổi. Cái thứ chó hoang mèo hoang này, lại dám đánh hầu gái của mình một cái bạt tai. Lúc này nụ cười trên mặt tần hy viện càng nồng hơn. Quả nhiên là nha đầu quê mùa chưa từng va chạm xã hội. Cái đồ điếc không sợ súng, một cái bạt tai này của cô ta, sợ rằng cần dùng tính mạng của toàn bộ nhiếp ra để thay cô ta trả nợ. Cách đó không xa, đám người Lâm Khuyết cũng thật sự sợ hết hồn. Cô nàng kia có phải là điên rồi hay không? Đánh chó còn phải ngó mặt chủ đấy. Đánh con ả à hầu gái này một cái tát, nói chung cũng không có gì. Nhưng hầu gái này lại là hầu gái của con gái của hội phó trọng tài hội đấy. Như vậy, thứ nhất, ở tại loại sự kiện này làm ra loại chuyện này, đã không còn là chuyện của riêng cá nhân nữa. Đây cũng tương đương với Diệp Oản Oản đại biểu cho nhiếp gia hung hăng đánh phó hội trưởng trọng tài hội một cái bạt tai. Audio điện tử võ tấn bền. Hậu quả này, rốt cuộc cô ấy có nghĩ tới hay không vậy hả? Ngươi, ngươi, tiện nhân kia, ngươi dám đánh ta, ả à, hầu gái bộ mặt, căm thức nhìn người thiếu nữ nọ. Phiền phức, cút ngay. Thiếu nữ lườm hầu gái một cái, hơi có chút mất kiên nhẫn mở miệng nói. An ninh, hầu gái la lớn. Một giây kế tiếp, xuất hiện mười mấy vị nhân viên an ninh thân thủ bất phàm bao vây thiếu nữ lạ mặt kia lại chỉ bất quá thiếu nữ cũng không hề có chút thần sắc kinh hoàng nào càng thêm lộ ra vẻ coi nhẹ như mây gió thật giống như đang vừa xem vừa chê cười lui ra nương theo một tiếng trách mắng đầy nghiêm nghị medusa từ ngoài cửa sải bước đi tới các ngươi đang làm gì medusa xuất thân con cháu thế gia nhà giàu của thiên thủy thành lại còn là đồ đệ của dịch linh quân Coi như là cao tầng trọng tài hội cũng phải cấp thể diện cho cô. Hầu gái thấy cô, lập tức tiến lên giải thích, xa xa tiểu thư, nữ nhân này tự tiện xông vào giả tiệc. Cô ta còn đánh tôi, tôi phải cho người bắt cô ta lại. Medusa lạnh mặt nói, bắt cô ấy, cô ấy là bạn ta. Bạn cô. À hầu gái lập tức quay sang cầu cứu tần hy viện. Sau khi nhận được sự cho phép của tần hy viện, nụ cười trên mặt tản đi, nói, xa xa tiểu thư hẳn là cô cũng biết đây là loại sự kiện như thế nào cô ta đánh tôi một cái tát cũng tương đương với đánh tần đại tiểu thư một cái tát tương đương với đánh phó hội trưởng một cái tát tôi nghĩ xa xa tiểu thư hẳn không thích hợp quản loại việc vớ vẩn này hơn nữa tôi cho là xa xa tiểu thư hẳn là nên lập tức đoạn tuyệt quan hệ bạn bè cùng thứ người như vậy nếu không chính mình chọc vào phó hội trưởng là chuyện nhỏ làm mất thể diện của dịch hội trưởng là chuyện lớn trong lúc nói chuyện Xa, xa bỗng nhiên cười lớn mới vừa muốn mở miệng nói gì trong đám người lại truyền tới loạt tiếng bật thốt lên dịch hội trưởng đến rồi xin chào hội trưởng đại nhân giờ phút này dịch linh quân với một thân áo dài trắng từ trên lầu chậm rãi đi xuống bất quá chú ý có thể thấy có thể phát hiện được tốc độ bước đi của ông ta càng lúc càng nhanh hội trưởng nhìn thấy dịch linh quân tất cả mọi người đều cảm thấy kính nể đều dối giết nhìn về phía ông ta giống như nhìn một vị thần vậy. chương 2303, tự mình hiện thân. Không bao lâu, một người bưng ly rượu ra nghênh đón, sau khi nhìn thấy dịch linh quân, thấp giọng cười, hội trưởng, đã lâu không gặp. Người nói chuyện chính là tần hội phó của trọng tài hội. Tần hội phó cũng không ngờ tới, yến hội lần này, dịch hội trưởng lại tự mình hiện thân. Xin chào hội trưởng. Sau khi tần hy viện nhìn thấy dịch linh quân, lập tức tiến lên cung kính thăm hỏi. Ừm, um. dịch linh quân hờ hững đáp một tiếng. Mắt thấy tần hội phó còn muốn tiếp tục mở miệng nói gì, dịch linh quân cười cắt ngang, hôm nay tôi tới đây, chủ yếu là có một số việc cần phải thanh minh và xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được. Nghe tiếng, tần hội phó gật đầu liên tục đáp, hội trưởng trăm công nghìn việc, vẫn ưu tiên xử lý công việc trước. Rất nhanh, dịch linh quân đi lên khu vực trung ương, đảo mắt qua toàn trường một cái. Từ sau khi dịch linh quân lên đài, hội trường của buổi yến hội trong nháy mắt yên tĩnh lại, lại cũng không có chút tạp âm nào. Dạ hội hôm nay, chủ yếu là để giải trí. Bất quá, tôi vẫn đành xuất hiện một chút, làm ảnh hưởng tới sự hưng phấn của mọi người. Dịch linh quân mở miệng nói. Hội trưởng nói cái gì vậy? Ân duyệt dung hướng về dịch linh quân cười nói. Nghe tiếng, dịch linh quân khẽ vuốt cằm, tin rằng chuyện ở Vân Thành, mọi người cũng đều đã nghe thấy rồi nhắc đến chuyện xảy ra tại vân thành mọi người tại đây đều xứng sờ loại đại sự này đương nhiên là không ai không biết nhất là những vị cao tầng trọng tài hội như bọn họ há có thể không rõ ràng tôi còn nhớ chuyện này là do quản lý ân tự mình đến tận nơi xử lý dịch linh quân nhìn về phía ân duyệt dung hội trưởng đúng là như vậy ân duyệt dung gật đầu thừa nhận phó đạo liên minh công hội vân thành làm việc vô cùng khác người nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở chúng ta Khiến chúng ta tự hỏi, một vài chế độ và quy củ độc lập châu lưu truyền đến nay, có còn hợp lý hay không? Có phải là cần tiến hành một chút cải tiến hay không? Dịch Linh Quân chậm rãi nói. Dịch Linh Quân vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều cả kinh. Những quy củ và chế độ tại độc lập châu này, đều là do lão tổ tông lưu truyền xuống, há có thể sửa đổi. Hội trưởng, những quy củ này, một vị cao tầng vội vàng nhìn về phía Dịch Linh Quân can ngăn. Nhưng mà dịch linh quân lại liếc gã cao tầng đang nói một cái lời tôi nói vẫn chưa nói hết hy vọng cậu không cắt ngang thêm lần thứ hai vâng 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 dịch linh quân tiếp tục nói đoạn thời gian trước quản lý tư tư giả hàn đến tìm tôi đưa ra một số nghi vấn về quy củ và chế độ về vấn đề lập pháp mà những nghi vấn này đều nhắm vào những chỗ không còn hợp lý tư giả hàn nghe tiếng ánh mắt không ít cao tầng đồng loạt rơi vào trên người tư giả hàn ân hành âm thầm cười lạnh không thôi. Cái tên tư giả hàn này, quả nhiên là to gan lớn mật, lại dám có nghi ngờ đối với chế độ và quy củ của độc lập châu, hơn nữa còn để đến tai dịch hội trưởng, quả thật chính là tự tìm đường chết. Xem ra, lần này dịch hội trưởng tới đây, chủ yếu là vì phê bình, thậm chí trừng phạt tư giả hàn. Ánh mắt ân duyệt dung đầy sắc bén, quay sang nhìn tư Dạ hàn. Ha ha, quản lý tư thật sự cho là như vậy sao? Từ xưa đến nay, chế độ và quy củ độc lập châu, bảo đảm cho độc lập châu được truyền thừa. Sửa đổi quy củ, quả thực là một chuyện thiếu lâm. Không sai, quản lý tư, sự can đảm của cậu cũng có phần quá lớn rồi. Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười, đối với ý kiến dự thảo sửa đổi mà quản lý tư đề cập, sau khi tôi thẩm định, nói chung là cũng không ghét, thậm chí cảm thấy có một chút không tệ. Sau khi Dịch Linh Quân dứt tiếng, đám cao tầng vốn còn đang phê phán tư Dạ Hàn trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Hôm nay dịch hội trưởng tới đây, không phải là vì phê phán tư giả hàn. Đa tạ dịch hội trưởng, tư giả hàn hướng về dịch linh quân nói. Xem ra, trước đó là anh suy nghĩ nhiều, dịch linh quân không thể nào là cái loại người lấy việc công trả thù riêng được. chương 2304, chuyện liên quan đến con gái tôi. Được rồi, chuyện công việc, trước tiên tạm thời tôi chỉ nói tới chỗ này. Về phần chi tiết cụ thể, cần chúng ta thương lượng rõ ràng trên bàn hội nghị. Đương nhiên, trừ chuyện này ra, còn có một chuyện riêng khác. Dịch Linh Quân nói đến đây, khẽ mỉm cười, là chuyện liên quan đến con gái tôi. Dịch Linh Quân nói xong, mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc rồi. Tuy nói, Dịch hội trưởng vẫn chưa lấy vợ, cũng không nghe nói có quan hệ qua lại cùng với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng vẫn luôn có một tin đồn, nói Dịch Linh Quân có một đứa con gái bảo bối. Đương nhiên, mọi người cũng chưa từng kiểm chứng hay điều tra về chuyện dịch hội trưởng có con gái. Dù sao, tin đồn chẳng qua cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Ân Duyệt Dung nhìn về phía Dịch Linh Quân, nói trước nghe được tin đồn trên phố, đều nói dịch hội trưởng có một đứa con gái. Chưa từng nghĩ lại là sự thật. Dù sao, Dịch Linh Quân vẫn chưa lấy vợ, đối với loại tin đồn này cũng không có một ai dám tự mình đi hỏi Dịch Linh Quân. Lỡ như không phải là thật, há chẳng khác nào bọn họ chụp thẳng một cái mũ lên đầu vị hội trưởng trọng tài hội này. Đối với vấn đề này, tư giả dạ hàn như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước, anh từng ghé thăm dịch linh quân, mà dịch linh quân cũng từng chủ động nói với anh một số vấn đề có liên quan tới con gái của ông ta. Về phần diệp oản oản, trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại sớm đã ói hỏng bét từ lâu. Nếu như không phải là chính dịch linh quân đồn ra loại tin tức này, ai sẽ có thể đi hỏi tham gia được những vấn đề riêng tư của lão ta. Ha ha, dịch linh quân khẽ mỉm cười, con gái tôi từ nhỏ đã được tôi đưa ra nước ngoài, vẫn luôn trưởng thành và phát triển ở ngoại quốc, nói chung cũng được tính là có một chút thành tựu. Chẳng qua là, trước đó cha và con gái chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ, nhiều năm không hề có liên hệ. Bây giờ mâu thuẫn được hóa giải, cuối cùng cũng có thể gặp lại. Dù sao, con gái cũng không thể nào rời bỏ được người cha già này, lặn lội đường xa vạn dặm tới đây. Con gái thời thời khắc khắc nhớ nhung cha, mà làm cha, tự nhiên cũng hy vọng con gái có thể trở lại quê nhà, sớm hôm quê quần đoàn tụ. Diệp oản oản, bản lãnh nói mừa của lão ma đầu này, quả nhiên là có bài có bản. Dịch hội trưởng có ý tứ là, nghe nói như vậy, một vị cao tầng như có điều suy nghĩ. Dịch hội trưởng nói lời này, thật giống như không nói gì, chẳng qua chỉ là kể chuyện nhà, nhưng thật sự có lẽ không phải vậy trọng điểm của ông ta là, ông ta vô cùng coi trọng đứa con gái này, hơn nữa con gái ông ta có thành tựu lớn, có bản lãnh lớn. Ở trong loại sự kiện này, khen con gái của mình như vậy, dọn đường long trọng như vậy để con gái ra mắt, chỉ sợ, chẳng lẽ là muốn để con gái tiến vào vòng tròn trọng tài hội, chấp trưởng đại cuộc sao? Thân sắc tần hội phó hơi có chút khó coi. Trong trọng tài hội, dịch linh quân không nghi ngờ chút nào là người đứng đầu, đại biểu cho quyền lực tuyệt đối còn hắn ta chỉ là người đứng thứ hai dưới một người trên vạn người nếu như dịch linh quân thoái vị trong tương lai chức vụ hội trưởng kia hẳn là hắn sẽ có cơ hội thu vào tay nhưng hiện tại dịch linh quân lại bỗng nhiên đem con gái từ nước ngoài gọi trở về lại nói những lời này kẻ ngu đều có thể nghe ra được ý tứ đây là dịch linh quân đang muốn trọng điểm bồi dưỡng con gái của mình chẳng lẽ sau này ông muốn con gái tiếp nhận vị trí của mình tuy nói Mỗi một đời hội trưởng đều là do cao tầng biểu quyết bầu ra. Nhưng nếu như Dịch Linh Quân nguyện ý, với thủ đoạn và danh vọng của ông ta, hoàn toàn có thể giúp cho con gái của mình được bầu làm hội trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Sau một hồi trầm tư, thần sắc Tần hội phó mới khôi phục lại như thường. Đây chỉ là suy đoán của cá nhân hắn mà thôi, sẽ chưa chắc là sự thật. Cũng có thể, dịch hội trưởng vẻn vẹn chỉ đang muốn tuyên cáo cho mọi người biết, ông ta có một đứa con gái mà thôi. Tần Hy viện nhìn về phía dịch Linh Quân, vội vã mở miệng hỏi, hội trưởng Đại Nhân lại có một cô con gái. Vậy, không biết tỷ ấy đang ở nơi nào, có tham gia buổi yến hội tối hôm nay không? Con gái của dịch hội trưởng, cô nhất định phải coi trọng hơn mới được, cũng nhất định phải kết giao một phen. Trường 2.305 cô, cản đường, vân mạc, còn không qua đây. Rất nhanh, dịch Linh Quân nhìn về phía người thiếu nữ ở trước hội trường, mở miệng cười nói. Vâng thưa cha. Cô gái mặt không cảm xúc, thật giống như không coi ai ra gì, đi về phía dịch linh quân. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người cô gái có vẻ cao cao tại thượng, khinh thường vạn vật kia. Sự lạnh lùng và cao ngạo từ sâu tận trong xương tủy, một uy áp muôn sông chưa chọc vào, phối hợp với gương mặt đầy quyến rũ kia của cô, cứ như là một nữ thần không thể xâm phạm. Chẳng cần phải làm gì, cũng đã đủ để chặn tất cả mọi người ở ngoài cửa. Cô ta. Ánh mắt Tần ghi Viện rơi vào trên người cô gái trẻ kia, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cô gái này, cô gái này không phải là nhiếp vô ưu của nhiếp gia Vân Thành sao? Làm sao lại trở thành con gái của Dịch Linh Quân rồi? Không đúng. Mới vừa rồi, hội trưởng Dịch Linh Quân nói cô ta tên là gì? Vân Mạc. Hơn nữa, từ nhỏ đã được Dịch hội trưởng đưa ra nước ngoài, làm sao sẽ có thể là nhiếp vô ưu? Nhưng tướng mạo kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? à, hầu gái ở bên cạnh đã sớm đờ đẫn tại chỗ, nhìn về phía cô gái đang từng bước một đi hướng vào bên trong hội trường, trên gương mặt phủ đầy sự hoảng sợ ngập tràn. Cô gái này, không phải là nhiếp vô yêu, mà là thiên kim ái nữ của dịch hội trưởng, dịch vân mạc. Nhưng, cô gái liếc tần hy viện đang ngăn cản ở bên người một cái, trong mắt hiện ra một sự chán ghét nồng đậm, trên mặt vẫn là vẻ lạnh giá thấu xương vẹn vẹn một chữ thật giống như đã đủ đẩy người ta vào hầm băng lạnh buốt tần hy viện còn chưa kịp tỉnh hồn lại sửng sốt thấy rõ cô cản đường rồi thiếu nữ kia lạnh lùng nói dưới áp lực và bầu không khí không cho phép chối từ như vậy tần hy viện bỗng theo bản năng nhường đường cho cô gái kia con bà nó không thể nào đâu cô ấy không phải là nhiếp vô ưu lâm khuyết nhìn chằm chằm cô gái trẻ giống như nam cực phủ đầy băng tuyết kia thần sắc không khỏi đầy kinh ngạc Cửu ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy không phải là cửu tẩu sao? Không có khả năng, dung mạo quá giống nhau rồi đi. Không không không, cũng không đúng, làm sao cửu tẩu có thể có khí tràng kinh khủng như vậy? Nhất cử nhất động này, thậm chí chỉ một ánh mắt, cũng quá kinh con miệng nó khủng. Mới vừa rồi ánh mắt cô ấy nhìn tần hy viện, quả thật là ngay cả tần hy viện cũng không được xem như một con người, thật sự không giống như là cửu tẩu. Lâm khuyết lầm bẩm trong miệng, nào chỉ là nhìn tần hy viện tôi có cảm giác trừ hội trưởng dịch linh quân gia căn bản là cô ấy không xem bất cứ một ai trong chúng ta như một con người cả thế này cũng quá cuồng vọng lớn lối chân mày du thiệu hơi nhân lại ông ta sống lâu như vậy còn chưa từng thấy một thiếu nữ nào không để ai vào trong mắt như thế nhìn một cái đã biết tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó còn bà nó đó nhất định chính là một loại cảm giác yêu việt từ trong xương tản ra có được không khí chàng kia, thật sự cũng quá giống với cửu ca rồi đi. Không đúng, quả thật là so với cửu ca hung tợn hơn gấp trăm lần, không, một ngàn lần. Lâm Khuyết nói, cửu ca là nội liếm, còn cô gái kia là hoàn toàn không hề che giấu chút nào. Trong lúc nói chuyện, tư giả hàn lãnh đạm liếc nhìn Lâm Khuyết một cái. Cửu ca, tôi không phải là có ý đó, ý tôi nói là cô gái kia cũng quá đáng rồi. Lâm Khuyết lập tức giải thích. Giờ phút này, ân duyệt dung nhìn chằm chằm người thiếu nữ đang chậm rãi đi tới bên người dịch linh quân trong mắt hơi có chút nghi ngờ thời điểm tại vân thành đích thân bà đã quan sát nhiếp vô yêu nhiếp vô yêu đúng là rất đẹp nhưng cũng không có hoàn toàn để lộ vẻ đẹp của mình ra mà cô bé này thì lại hoàn toàn bất đồng đã đem vẻ đẹp của chính mình biểu hiện đầy tinh tế hơn nữa nhiếp vô yêu cũng không hề tạo ra áp lực gì đáng kể nhưng còn cô gái này loại uy áp phát ra này là sự lạnh lùng từ trong xương. Cứ như thể từ khi vừa ra đời, đã được định sẵn sẽ trở thành người lãnh đạo tối thượng. Nhất là thời điểm ánh mắt cô ấy nhìn người khác, cái loại lạnh lùng từ trong cốt tủy này, không giống như là giả vờ. chương 2306, Thu Liếm lại ánh mắt nhìn quản lý tư. Cô bé này tướng mạo xinh đẹp đến tột độ, nhưng tính cách lại tựa hồ như cao lãnh vạn phần. Trừ cha của mình, xem thường bất luận kẻ nào cũng còn may mới vừa rồi bà không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ bất quá ân duyệt dung vẫn còn nghi vấn trong lòng ở trên đời này làm sao sẽ có thể có hai người với tướng mạo tương tự như thế chẳng lẽ trong chuyện này có chút cổ quái cô bé này rốt cuộc có phải là con gái của dịch hội trưởng hay không hay nói cách khác cô ấy là nhiếp vô yêu cha rất nhanh thiếu nữ đi lên đài vòng qua cánh tay của dịch linh quân lúc này vẻ lạnh lùng trong mắt mới tản đi một chút trở nên nhu hòa hơn con gái ngoan giới thiệu chính mình cùng mọi người một chút đi dịch linh quân cười nói nghe vậy cô gái liếc nhìn mọi người một cái có chút ấm ức nói cha con nghĩ chuyện này dường như cũng không cần thiết gì tiền đề để giới thiệu chính mình là có người quen biết mà con muốn kết giao nhưng cha thật xin lỗi trước mắt con còn chưa phát hiện được người như vậy vân mạc đừng không hiểu chuyện như vậy dịch linh quân. Gương mặt cô gái càng thêm lạnh lùng, cha, hẳn cha cũng biết, từ nhỏ tới lớn, cho tới bây giờ con cũng chưa từng hiểu chuyện. Thích, các vị, hết sức xin lỗi, con gái bảo bối này của tôi, được nuông chiều từ bé. Đối mặt với loại sự kiện thế này, có khả năng còn chưa được quen cho lắm, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Thần sắc dịch linh quân có chút bất đắc dĩ, nhưng trong con người lại không có chút trách cứ nào. Nghe tiếng, một vị cao tầng lắc đầu liên tục, lập tức vội vàng mở miệng cười nói, dịch hội trưởng nói gì vậy, vân mạc tiểu thư khí chất bất phàm, tác phong làm việc lại càng không giống người bình thường, có cá tính của riêng mình. Bây giờ, có thể có được một cô con gái có chủ kiến của riêng mình như vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Đúng đúng đúng, quản lý cao nói đúng, tôi cho là, loại tính cách này, nhất định là thiết diện vô tư, vô cùng thích hợp gia nhập trọng tài hội chúng ta, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi quản lý đều dối giết phụ hỏa ca tụng. Nhưng ánh mắt vốn toàn bộ đều tập trung ở trên người tần hy viện cũng lập tức rút đi, như thể dịch chuyển tức thời vậy. Có một vị quản lý tuổi tác tương đối lớn, giống như lơ đáng hỏi một câu, hội trưởng lệnh thiên kim ưu tú như thế, chắc hẳn nhất định là hoa đã có chủ chứ. Những người bên cạnh cũng ngùa theo, ai già, cũng không biết là ai có cái phúc khí đó, có thể được dịch tiểu thư coi trọng. Dịch Linh Quân quay sang nhìn con gái bên cạnh mình một cái, mở miệng nói, ha ha, tôi thật sự rất hy vọng có thể có một người bên cạnh quan tâm chăm sóc cho con bé. Chỉ tiếc, vẫn chưa gặp được người yêu thích. Nói bóng gió, chính là đang ế trèo queo, chưa có bạn trai đúng không? Thiên kim của dịch hội trưởng, con gái bảo bối duy nhất của dịch hội trưởng, vậy mà lại có thể vẫn còn độc thân. Nghe được tin tức này, nhất thời ánh mắt không ít người đều sáng lên mà đối mặt với sự quan tâm và lấy lòng của mọi người, từ đầu tới cuối Diệp Oản Oản đều để một vẻ mặt không để bất cứ ai trong mắt. Chẳng qua là, dịch linh quân ở cách nàng rất gần, cho nên không hề bỏ lỡ một động tác nhỏ của nàng. Dịch linh quân ho nhẹ một tiếng, vừa cùng mọi người hàn huyên, vừa ung dung thản nhiên mà tiến tới bên tai Diệp Oản Oản, hạ thấp giọng nhắc nhở một câu, con gái ngoan, thu liếm một chút. Diệp Oản Oản, thu liếm cái gì? Dịch Linh Quân, ánh mắt con nhìn quản lý tư. Diệp Oản Oản, con nhìn người đàn ông của mình thì đã sao? Dịch Linh Quân, nhìn nữa là rất com lê đó. Diệp Oản Oản, yên tâm, không rất được, dầu gì số com lê cũng đủ để chứa đầy một tủ quần áo, chớ xem thường con có được không? Lại nói, cũng không thể trách nàng được, thật sự là không có cách nào mà. Hôm nay tư dạ hàn thật sự là quá đẹp trai rồi. Đại khái bởi vì buổi dạ hội hôm nay tương đối quan trọng, tư giả hàn mặc một thân âu phục xa hoa hiếm thấy, vẻ mệt mỏi trên gương mặt khiến cho nàng đau lòng kia, không chỉ không hề ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của anh, mà ngược lại càng khiến cho anh có thêm một tầng cám dỗ. chương 2307, thật đúng là định tuyển chồng cho nàng. Dịch Linh Quân dẫn Diệp Oản Oản đi xuống dưới dài, đi vào trong đám người. Đáy mắt như có ánh sao lóe lên, ngay sau đó bày ra vẻ của một người cha hiền, đầy trịnh trọng và trang nghiêm nói rằng, thật không dám giấu giếm, tâm sự lớn nhất hiện tại của tôi chính là hôn sự của Vân Mạc. Chẳng qua là ánh mắt đứa nhỏ này quá kén trọn, thật sự là khiến cho kẻ làm cha này nhức đầu không thôi mà. Lời này, không thể nghi ngờ, chính là một viên đá tảng, làm giấy lên ngọn sóng lớn ngập trời. Nghe được lời này của dịch linh quân, người sáng suốt có ai còn có thể không hiểu. Hội trưởng vội vã đem dịch vân mạc tìm về đây, sợ rằng mục đích chủ yếu là để tìm chồng cho con gái, còn không phải sao. Hội trưởng nghe ngài nói, Lệnh Thiên Kim đẹp như vậy, lại có năng lực như vậy, ánh mắt cao hơn một chút là việc không thể bình thường hơn. Cuống Chi dù sao cũng là muốn tìm người sẽ làm bạn suốt đời, dĩ nhiên là phải cẩn trọng chọn lựa. Không sai, Cuống Chi Thiên Thủy Thành chúng ta thanh niên tuấn kiệt nhiều như vậy, hôm nay cũng đến không ít, dịch tiểu thư hoàn toàn có thể quen biết nhiều người hơn một chút. Lúc này, mấy gã đàn ông trẻ tuổi mới vừa nãy còn đang vây ở bên cạnh Tần hy Viện Ân cần hỏi han, lập tức quấy đuôi chó đi sang bên này trong đó có một gã thân sĩ mặc âu phục màu xám cho phong độ nhanh nhẹn đầy ôn nhu tiếp cận dịch tiểu thư tôi tự giới thiệu mình một chút tôi là quản lý của trọng tài hội là người địa phương tại thiên thủy thành rất quen thuộc đối với nơi này dịch tiểu thư cô vừa trở về nếu như cần người dẫn đường tôi luôn sẵn lòng nguyện ý ra sức giúp cô thấy lại có thể có người đã chủ động tự đề cử mình những người khác cũng nhất thời đứng ngồi không yên rồi dối giết tiến lên tiếp lời. Mắt thẩm mỹ của dịch tiểu thư thật tuyệt, bộ đồ này thật sự là quá đẹp. Dịch linh quân bên kia, cũng có không ít các vị cao tầng lớn tuổi Hàn Nguyên, hội trưởng, con trai tôi cũng đã ở nước ngoài nhiều năm, nói không chừng cũng sẽ có điểm chung nào đó với lệnh thiên kim. Ồ, thật sao, dịch linh quân cũng không hề cự tuyệt ai, khách khí trò chuyện với từng người một, dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc tuyển chồng cho con gái. Diệp oản oản nhìn mà không còn lời nào để nói, chẳng lẽ thật đúng là lão ta dự định tuyển chồng cho nàng thật sao? Trời má, hỏi thăm nghiêm túc như vậy làm cái gì? Thái độ này của dịch linh quân, quả thực là e sợ thiên hạ không loạn. Gương mặt Diệp Oản Oản vẫn là tạo hình tượng lãnh ngạo, chân mày hơi hơi nhíu lại, mở miệng nói, cha, con qua bên kia một chút. Người đã đẹp, thì ngay cả một cái trao mày cũng đẹp đến cực hạn. Một chút mất kiên nhẫn nơi đáy mắt kia, giống như là giọt sương đêm đọng trên cánh hoa hồng, khiến cho những vị thân sĩ nổi tiếng vây chung quanh nàng bỗng trở nên ngây ngẩn thất thần. Dịch Linh Quân lập tức ân cần hỏi thăm, Vân Mạc, sao vậy? Không thoải mái sao? Không khí nơi này không tốt. Diệp Oản Oản thuận miệng ném câu tiếp theo, rồi lập tức xải cao giày cao gót, thẳng bước rời đi. Nói bóng gió, chính là ngại nơi này ồn ào. Dịch Linh Quân bất đắc dĩ chống đỡ, đứa nhỏ này, tính tình đúng là quá cô tịch rồi. Phương thức và cách nói chuyện của cô gái, tuy là khiến cho người khác rất không thoải mái nhưng cũng hoàn toàn không một ai dám nhiều lời dù sao cái cô nàng dịch phân mạc này cũng không nhằm vào đích danh một người nào mà là nhằm vào tất cả mọi người ở đây cũng không một ai nguyện ý đi lên làm chim đầu đàn cùng nàng lý luận mấy câu dù cho cái tính tính này của nàng phách lối như ngọn lửa lãnh ngạo như hàn băng nhưng lại khơi dậy khát vọng chinh phục của không ít người đàn ông tần hy viện đẹp thì có đẹp nhưng thật không có cá tính giống như một bông hoa tươi được tỉ mỉ tần mẩn nuôi trồng trong nhà kính. Huống chi, vô luận là bàn về xinh đẹp, hay là bàn về gia thế, tần hy viện và dịch vân mạc đều khác nhau như trời vực, không cách nào đánh đồng với nhau. Xem ra, từ hôm nay trở đi, danh xưng đệ nhất Mỹ nhân Thiên Thủy Thành, đệ nhất danh viện Thiên Thủy Thành, tất cả đều sẽ phải đổi sang cho người khác rồi. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Diệp Oản Oản vừa vặn đi về phía ân hành và tần hy viện. Chương 2308, nhanh giới thiệu làm quen. Khi cô gái từng bước một đến gần, khí chàng và khuôn mặt xinh đẹp kia càng làm cho thần hồn người ta điên đảo. Tất cả đám đàn ông đứng gần Ân Hành không khỏi siết chặt ly rượu. Mắt thấy thiếu nữ nọ chạy tới trước mặt, trong đám người, Ân Hành bưng ly rượu, tiến lên một bước, cực kỳ nho nhã hướng về phía cô gái nâng ly, "Dịch tiểu thư, tôi gọi là Ân Hành, là con trai của quản lý Ân Duyệt Dung." Nhưng mà thiếu nữ nọ lại hoàn toàn coi ân hành như là không khí, thật giống như không được hắn, cũng chưa từng nghe thấy âm thanh của hắn. Hình ảnh ân hành bị ngó lơ tất nhiên đã rơi vào trong mắt của mọi người. Mọi người không khỏi thổn thức không thôi. Phụt, lại có thể trực tiếp bị quăng cục lơ sao. Đây chính là người đàn ông được tần tiểu thư để mắt đến đấy. Dịch vân mặc ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái xin nhờ ánh mắt của dịch tiểu thư khẳng định là cao hơn tần tiểu thư rất nhiều có cái gì kỳ quái đâu hơi có chút lúng túng ân hành chỉ có thể khẽ mỉm cười làm bộ như không thèm để ý thu hồi ly rượu tần hy viện nghe những lời bàn tán xung quanh sắc mặt càng thêm khó coi thời điểm ánh mắt nhìn về phía ân hành cũng có chút bất thiện làm sao có ý đồ gì à tần hy viện nhìn ân hành một cái ân hành hơi sướng sờ ngay sau đó lắc đầu lãnh đạm bình tĩnh như thường nói, tần tiểu thư, dù sao vị này cũng là con gái của dịch hội trưởng. Tôi mời rượu, đây là chuyện nên làm, về phần cô ấy đáp lại ra sao, cũng không có liên quan gì tới tôi. Là một người đàn ông, hắn tự nhiên bị một người con gái đẹp như dịch vân mạc hấp dẫn. Nhưng đối với hắn mà nói, dịch vân mạc không khác nào một đám mây trên trời cao, có thể ngắm nhìn nhưng không thể với tới được. Mà tần hy viện thì đã là vật trong túi của hắn. Dưới tình huống này, hắn không có khả năng vì dịch vân mạc mà đi đắc tội với tần hy viện. Ồ, cũng rất khéo ăn khéo nói đấy, tần hy viện hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, làm sao cô lại có thể không biết được tâm tư của ân hành cơ chứ? Hôm nay đáng lẽ cô mới là người phụ nữ được chú ý nhất, hưởng thụ ánh mắt khát khao truy đuổi của tất cả cánh đàn ông. Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, từ trên trời rơi xuống một con ả gọi là dịch vân mạc. Đám đàn ông một giây trước còn vây quanh trước mặt cô, vậy mà lại phản bội chuyển sang theo chân dịch vân mạc. Thậm chí ngay cả ân hành cũng không ngoại lệ. Nơi Diệp Oản Oản đứng, có không ít cao tầng trọng tài hội nhau nhau muốn thử, nhưng lại không có một ai dám đi chuyện trò cùng cô con gái bảo bối này của dịch linh quân. Thứ người như vậy, lạnh như là một khối hàn băng, xem thường bất luận cái gì ở đây. Thử bắt chuyện cùng nàng, căn bản là tự dước lấy nhục. Cửu ca, cô ấy chắc là cửu tẩu đi. Ở trên thế giới này, trừ sinh đôi, không có khả năng có hai người với tướng mạo giống nhau như đúc mới đúng. Cách đó không xa, Lâm Khuyết nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, mặt đầy nghi ngờ nói. Ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên người thiếu nữ, yên lặng không nói một lời. Tư Dạ Hàn vô cùng khâm phục kính trọng đối với hội trưởng trọng tài hội dịch linh quân, cũng không cho là dịch linh quân sẽ đi nói láo lửa gạt mọi người. Chỉ bất quá, bằng vào trực giác của anh, cô gái kia không thể nào là cái gì mà dịch vân mạc như thế chỉ có hai cách giải thích người mà dịch linh quân mới vừa nhắc đến con gái dịch vân mạc đã đi đâu đó có thể là diệp oản oản thông qua thủ đoạn nào đó lừa gạt dịch linh quân lúc này mới trở thành dịch vân mạc trừ điều đó ra còn có một khả năng khác đó chính là hội trưởng dịch linh quân thật sự đang lừa gạt mọi người tại đây nhưng mà tại sao sau khi dịch linh quân cùng mọi người hàn huyên một phen lập tức chạy đi tìm con gái bảo bối của mình làm sao lại trò chuyện lâu như vậy chứ? Diệp oản oản lầu bầu than phiền. Còn không phải là đến rồi đây sao, con gái ngoan, sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm cha hỗ trợ? Dịch Linh Quân có chút mong đợi hỏi. Diệp oản oản gật đầu liên tục có, nhanh giới thiệu giúp cho con làm quen với tư dạ hàn đi. Dịch Linh Quân, cha thấy người bị tâm thần phân liệt là con đó, con gái ngoan. Diệp Oản Oản, quá khen, quá khen, con chẳng qua chỉ là cho giỏi hơn thầy. Dịch Linh Quân chương 2309, Giáng nhịn, tạo hình nhân vật không thể hỏng Quản lý tư Thời điểm tư giả hàn còn đang trầm tư, dịch Linh Quân gọi Tư giả hàn khẽ vuốt cằm, đi tới bên cạnh dịch Linh Quân, không khỏi liếc mắt nhìn cô gái bên người ông ta Hội trưởng, tư giả hàn nói Quản lý tư, ý kiến đoạn thời gian trước của cậu, tôi sẽ cân nhắc Người trẻ tuổi thường có sự can đảm lớn một chút, tư tưởng có vượt mức quy định cũng không phải là chuyện xấu. Dịch Linh Quân cười nói. Cảm ơn hội trưởng đã ủng hộ, tư giả hàn khách sáo. Đúng rồi, xin giới thiệu, vị này là con gái tôi, Dịch Vân Mạc. Dịch Linh Quân chỉ vào Diệp Oản Oản ở bên cạnh. Giờ phút này, cách đó không xa, ân hành thấy một màn như vậy, chân mày hằn lại, trong mắt âm trầm một mảnh. Lão già dịch hội trưởng này, làm sao lại đem con gái mình giới thiệu cho tư giả hàn làm quen chính mình thật vất vả mới lấy được sự vui vẻ của Tần Hy Việt, nếu như là tư giả hàn câu được dịch vân mạc, vậy thì hết thảy liền trở thành hư vô. Dịch tiểu thư, tư giả hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, giống như đang mang đeo mặt nạ, vẻ băng xương trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa tâm tình nào, một khí chất đầy cấm dục và không dính khói bụi trần gian. Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ liếc tư giả hàn một cái, chợt quay đầu, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng mà trong nội tâm lại là... Gào! thật là đẹp trai. Ăn mặc đẹp mắt như vậy để làm gì? Hiện tại nàng lại không thể cười. Không được, dáng nhịn. Tạo hình nhân vật của nàng không thể hỏng. Nhìn thấy tình cảnh này, ân hành mới vừa rồi còn có chút khẩn trương, nhất thời âm thầm cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ diếu cợt và khinh thường. Cô nàng dịch vân mặt kia, lãnh ngạo tận xương như vậy, trong mắt không có ai, làm sao sẽ có thể phản ứng lại tư dạ hàn coi như cái tên tư giả Hàn kia có bản lĩnh lại ưu tú hơn nữa thì đã sao? Chỉ tiếc, ánh mắt quá kém, hết lần này tới lần khác lại vì một ả đàn bà mà phá hủy hết thảy. Nếu không, nếu thật sự để cho tư giả Hàn leo lên được tầng hy viện, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Về phần Dịch Vân Mạc, mặc dù tối nay xuất hiện cực kỳ khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất hiển nhiên, Dịch Vân Mạc cũng không có ý tứ kết giao cùng bất luận kẻ nào ở nơi này. Cho nên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tư giả hàn, cuối cùng vẫn sẽ phải chấp nhận số phận bị hắn dẫm ở dưới chân. Dịch Linh quân nhìn về phía Diệp oản oản, không khỏi cười một tiếng. Kiểu làm bộ làm tịch này, chẹp chẹp, đúng là có vẻ hoàn toàn không có hứng thú. Không hổ là đồ để kiêm con gái của mình, có được bản lĩnh bằng một nửa của mình. Lúc này, cùng với tiếng nhạc du dương vang lên, yến hội tối nay chính thức bắt đầu. Tần Hy Viện Tiểu Thư không biết tôi có thể mời cô cùng nhảy chung hay không. Không bao lâu, đã có không ít thanh niên nòng cốt của trọng tài hội, tiến tới bên người Tần Hy Viện, muốn mời Tần Hy Viện nhảy chung. Tuy nói, Tần Hy Viện là đi tới cùng ân hành, nhưng đại đa số người ở đây cũng không từ bỏ ý định. Về phần dịch vân mạc, sau khi chứng kiến một hồi, dựng vách tường, đuổi khách kia, rất hiển nhiên cơ hồ tất cả mọi người đều né xa, tranh thủ vòng quanh tìm kiếm cơ hội khác. Không cần đâu, tôi đã có bạn nhảy, cảm ơn. Tần Hy Viện cười đầy lãnh đạm, vô cùng lễ phép từ chối. Bạn nhảy của Tần Hy Viện tiểu thư, hẳn là ân hành sao? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây không khỏi nhìn về phía Tần Hy Viện và ân hành. Ân hành nhếch cao khóe miệng, phong độ 10 phần, hai người hấp dẫn ánh mắt của đại đa số người. Ngay sau đó, chỉ thấy ân hành đầy nho nhã đưa tay ra, với tới Tần Hy Viện. Thấy ánh mắt của mọi người lần nữa trở lại trên người của mình, sắc mặt của tần hy viện lúc này mới dễ nhìn một chút, đầy yêu nhã đem tay của mình nhẹ nhàng khoác lên trên tay của ân hành. Tần hy viện từ nhỏ đã được được hưởng nền giáo dục tiên tiến, đối với loại sự kiện xã giao này như là cá gặp nước, kỹ xảo khiêu vũ cũng tương đối tinh xảo, phối hợp cùng ân hành cũng coi như ăn ý. Hai người nhất thời giành được từng loạt tiếng vỗ tay. Thật là tuấn nam mỹ nữ, ông trời tác hợp cho. Trường 2310, chủ động tấn công. Ui, cái tay ân hành kia, muốn phong độ có phong độ, muốn tướng mạo có tướng mạo. Đúng là người nối nghiệp tương lai của ân gia, lần này đúng là khó mà cạnh tranh được. À, lại nhìn quản lý tư một chút, theo đuổi tần hy viện tiểu thư rất lâu, người ta lại cũng không quan tâm hắn, cuối cùng ngược lại để cho ân hành đắc thủ. Hắn nhìn tần hy viện và ân hành nhảy chung, chỉ sợ là trong lòng cũng không thoải mái đi. Không thấy sao, tư giả hàn tự biết ở tần hy viện bên kia không có hy vọng gì không cạnh tranh được ân hành, mới vừa rồi lại muốn làm quen dịch vân mạc. Ha ha, nói đùa gì vậy? Ngay cả tần hy viện tiểu thư đều coi thường hắn, huống chi là người với đẳng cấp thân phận như dịch vân mạc. Còn thật sự cho rằng dựa vào gương mặt kia là có thể làm cho tất cả mọi nữ nhân đều yêu hắn sao? Không chỉ là giữa cánh phụ nữ, ngay cả giữa đám đàn ông với nhau cũng có sự ghen tị. Tư giả hàn có được chức cao như vậy trong trọng tài hội, trở thành người quản lý trọng tài hội trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, tướng mạo lại cơ hồ bắt giữ trái tim của tất cả mọi cô gái trong thành phố. Cộng thêm tư giả hàn luôn luôn độc lai like, độc vãng, không kết giao cùng bất luận kẻ nào, dĩ nhiên là sẽ có không ít người ngấm ngầm không ưa thích anh. Vào lúc này, thấy tần hy viện bị em nuôi của anh cướp mất rồi, những người đó dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Tôi thấy là căn bản dịch vân mạc không tự xem mình như một con người đi. Cái loại tính cách này, Hoàn toàn tự xem mình như nữ thần, xem thường tất cả mọi người. Đến bây giờ không có một người dám mời cô ấy cùng khiêu vũ. Đây cũng không phải nói không một ai muốn làm quen Dịch Vân Mạc, mời Dịch Vân Mạc cùng khiêu vũ một khúc. Chẳng qua là không một ai có can đảm này, khí chàng của Dịch Vân Mạc quá mức cường đại, lạnh lùng đến cực hạn. Thứ người như vậy, ngay cả giao tiếp với người ngoài cũng đều khinh thường. Đi mời Dịch Vân Mạc cùng nhảy, đây không phải là tự tìm ngược sao? Rất nhanh, ân hành và tần hy viện huyền chuyển nhảy múa trên sân khấu, trai tài gái sắc, làm người ta đố kỵ, gần như thu hút ánh mắt của mọi người. Ân hành ung dung thản nhiên nhìn về phía tư dạ hàn, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Tần hy viện ghé mắt nhìn sang tư dạ hàn, trong mắt tràn đầy khinh thường, ánh mắt rõ ràng đang hỏi tư dạ hàn, hiện tại, hối hận sao, quản lý tư. Ôi sao, trai tài gái sắc chính là đây, quả thật là tuyệt phối nếu như người nhảy cùng tần đại tiểu thư trong sàn nhảy chính là tôi, vậy thì thật tốt biết bao. Thật ra thì tôi càng muốn được cùng dịch tiểu thư khiêu vũ hơn. Cậu đang nằm mơ sao? Ha ha ha, tôi cũng cảm thấy là mình đang nằm mơ. Trong khi mọi người còn đang bàn tán với thần sắc đầy hâm mộ, có người chú ý tới, dịch vân mạc đột nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh tư giả hàn vốn đang đứng một thân một mình. Nhìn thấy có người tới, tư giả hàn ung dung thản nhiên khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt như có hàn băng ngập tràn chiếu về phía người thiếu nữ nọ, bất quá chỉ một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt lại, dường như cũng không hề chú ý. Tất cả mọi người đều cảm thấy hẳn là dịch vân mạc chẳng qua là đi ngang qua, thật ra thì đang muốn đi lại chỗ bàn bánh ngọt lấy chút đồ ăn nhẹ. Nhưng mà, chuyện khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt là. Thời điểm dịch vân mạc đi tới trước mặt tư dạ hàn, dừng bước, sau đó trực tiếp ngồi xuống trên chiếc ghế cao chân ở đối diện anh thấy cô gái lại ngồi xuống bên cạnh mình, đôi mắt tư giả hàn khẽ giãn ra, cực kỳ nhỏ không một ai có thể phát hiện được. Giờ phút này, bên cạnh của tư giả hàn có thật nhiều chỗ trống. Với tính tình của dịch vân mạc, hoàn toàn có thể chọn những vị trí không người bên cạnh anh ta, nhưng mà, hết lần này tới lần khác, nàng lại chọn ngồi ở đối diện tư giả hàn. Đại khái, chẳng qua chỉ là tùy tiện tìm một vị trí ngồi một chút mà thôi. Thời điểm mọi người ở đây nghĩ như vậy, ánh mắt của thiếu nữ không che giấu chút nào nhìn về phía người đàn ông đối diện, chậm rãi mở miệng nói quản lý tư, hân hạnh gặp mặt. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, ánh mắt mọi người tại đây vốn đang nhìn về phía ân hành và tần hy việt, cơ hồ trong nháy mắt tiêu tan, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mọi người không một ai không có thần sắc quỷ dị, cô nàng dịch vân mạc này, mới vừa rồi lại có thể đang chủ động bắt chuyện cùng tư dạ hàn, vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt tư giả hàn rất nhanh thoáng qua, biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó môi mỏng khẽ mở, trả lời một câu, hân hạnh. Nói xong, tư giả hàn liền không nói gì nữa, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía cô gái ở đối diện, tựa hồ là đang muốn biết ý đồ của nàng. Thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt và ngữ khí không nhiễm chút bụi trần, quản lý tư biết khiêu vũ sao. Vẻ mặt tư giả hàn cứng lại, hơi biết. Diệp oản oản, vậy thì cùng nhau nhảy một điệu chứ. Tư Giả Hàn, tất cả mọi người tại chỗ. Nếu như mới vừa rồi mọi người còn có thể miễn cưỡng giải thích là Dịch Vân Mạc có khả năng chẳng qua chỉ thuận miệng lên tiếng chào hỏi, giờ phút này không thể nghi ngờ đã trợn mắt há mồm tập thể. Dịch Vân Mạc trong mắt không người như thế, lại chủ động mời Tư Giả Hàn. Khiêu Vũ. Chương 2311, Tổng tài siêu bá đạo. Hoàn tổng online. Cách đó không xa, sắc mặt của Dịch Linh Quân đen như đáy nồi lại không thể kiên trì thêm một hồi. Trong đầu Medusa hiện lên cảnh cái bàn bị Diệp Oản Oản đập nát hôm đó, ho nhẹ một tiếng nói, dầu gì cũng kiên trì được thêm vài phút đồng hồ, biểu cảm cũng khống chế được, đã rất không dễ dàng. Dịch Linh Quân, thật đúng là không dễ dàng. Ở chỗ này, kích động nhất không ai bằng ân hành, vì vậy không khỏi liên tục nhảy chật mấy bước, không cẩn thận dẫm vào chân tần hy viện. Tần hy viện nhịn đau hướng về ân hành chừng mắt một cái, ân hành mới thất hồn lạc phách thu hồi ánh mắt. Chẳng qua là tâm tư rõ ràng đã sớm không còn ở trên khiêu vũ nữa rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, dịch vân mạc lại sẽ có thể đi bắt chuyện với tư dạ hàn, thậm chí. Chủ động mời tư giả hàn khiêu vũ. Cách đó không xa, ân duyệt sung vẫn đang luôn lưu ý dịch vân mạc thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng kích động dị thường. Đối với lời mời của cô gái, tư giả hàn tựa hồ có chút kinh ngạc, nhất thời yên lặng tại chỗ, không trả lời. Diệp Oản Oản nói chung là cũng không gấp, cứ như vậy duy trì khuôn mặt lạnh như băng đó. Trên mặt của hai người, tất cả đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở hay tâm tình gì, tiếng người vốn huyên náo ổn ả chung quanh bỗng lâm vào trong một sự yên lặng đầy quỷ dị. Một hồi lâu sau, tư giả hàn rốt cuộc mới lên tiếng, xin lỗi, dịch tiểu thư, hôm nay thân thể khó chịu. Tất cả mọi người, cự, cự tuyệt, tư giả hàn lại có thể cự tuyệt. Hắn bị điên rồi sao? quản lý tư đang nghiêm túc, lại có thể cự tuyệt dịch vân mạc. Nếu như ngay cả con gái của hội trưởng đều coi thường, vậy thì ánh mắt của cậu ta rốt cuộc cao bao nhiêu? Có thể nhận được sự coi trọng của cậu ta, sợ rằng là tiên nữ trên trời ấy chứ. Sau khi thấy con trai cự tuyệt dịch vân mạc, ân duyệt dung thiếu chút nữa giận đến hộp máu. Trước đó, thời điểm con trai nói với mình coi thường tần hy việt, bà còn xem thường, cảm thấy là nó còn trẻ không biết gì. Vạn vạn không ngờ tới, con mình ngay cả dịch vân mạc đều coi thường. Một bên, mọi người đồng loạt thổn thức không thôi. Cái tính tình này của dịch vân mạc, nhìn qua liền biết là một người không dễ chọc, tôi thấy là lần này sợ rằng tư giả dạ hàn sẽ gặp phải phiền toái rồi. Chờ đó xem kịch vui đi. Đừng nói là bọn họ, thậm chí ngay cả lâm khuyết và du thiệu giờ phút này đều đã toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Mặc dù có chút hoài nghi thân phận của cô gái này, nhưng mặc kệ như thế nào, thân phận của cô ấy hiện tại cũng là con gái của dịch linh quân đấy. Hơn nữa còn không phải là một người hiền lành. Dù thiệu đều đã không dám nhìn tiếp, Lâm Khuyết thì lại đấm ngực dậm chân, cửu ca anh anh anh. Lại có thể cự tuyệt ngay trước mặt mọi người như vậy. Anh cũng không thể miễn cưỡng cấp cho chút thể diện sao. Dù sao cửu tẩu không có mặt, lại không nhìn thấy, sẽ không biết. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đợi dịch vân mạc tức giận, gây khó khăn cho tư dạ hàn. Thì ngược lại, dịch phân mạc đối với sự cự tuyệt của tư Dạ hàn dường như hoàn toàn không có chút dấu hiệu tức giận chỉ hơi gật đầu một cái bày tỏ đã biết tiếp đó thuận miệng nói không ngại tôi ngồi ở đây chứ tư Dạ hàn đương nhiên sau đó diệp oản oản giơ tay lên một cái người hầu ở một bên vội vàng tiến tới cẩn thận từng ly từng tí hỏi dịch tiểu thư cô có gì cần phân phó xong xong rồi nhất định là dịch tiểu thư đã nổi giận rồi mắt diệp oản oản liếc ly rượu vang trước mặt tư dạ hàn đem đổ ly rượu của quản lý tư đi người hầu mặt đầy mộng bức không hiểu hích dịch tiểu thư có ý tứ là đem rượu vang của quản lý tư đổ đi có ý gì diệp oản oản bộ dạng đầy bá đạo ngữ khí lại không cho cực tuyệt thay bằng bát canh an thần bổ khí người hầu ở dưới vẻ mặt đầy sợ hãi của người hầu diệp oản oản khẽ nhíu mày lại bổ sung một câu còn nữa nhiệt độ điều hòa quá thấp thân thể quản lý tư khó chịu, lấy một cái khăn choàng qua đây. Người hầu, tư giả hàn, tất cả mọi người ở đây. Một loạt thao tác đầy vẻ, tổng tài siêu bá đạo, này của Diệp Oản Oản, thành công làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tương đương đinh tương đương tương đương tương đương tổng tài siêu bá đạo. Oản tổng online. chương 2312, còn không phải là tiên nữ sao? chân tần hy viện bị ân hành dẫm đến rốt cuộc không nhảy nổi được nữa rồi, hung hăng hướng về ân hành chừng mắt một cái. Giờ phút này ân hành thậm chí cũng không có tâm tư đi chấn an sự oán trách của tần hy viện, không cách nào tin nhìn chằm chằm phương hướng của hai người kia. Dưới ánh đèn sáng chói, con người của thiếu nữ đẹp đến giống như cực quang vậy, mà thần sắc tư giả hàn từ đầu tới cuối đều lãnh đạm, phảng phất như cùng nàng hòa lẫn vào nhau. Hai người đều lạnh giá như nhau, Đặt chung một chỗ rõ ràng vốn nên khiến cho tình cảnh lúng túng, nhưng không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy vô cùng hài hòa. Dịch vân mạc này, rốt cuộc có ý gì? Mới vừa rồi không phải là cô ta còn khinh thường phản ứng lại tư giả hàn sao? Làm sao thái độ với cậu ta lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy? Đương nhiên, vào lúc này tâm tình tần hy viện cũng không khá hơn chút nào. Cô vừa mới tung ra tin tức, nói là tư giả hàn đang theo đuổi cô, mà cô thì lại coi thường người ta nhưng mà bây giờ ngược lại thì tốt rồi, tư giả hàn thậm chí ngay cả con gái của hội trưởng đều cự tuyệt. Người sáng suốt, sẽ còn có ai đi tin tưởng lời của cô? Giống như tần hy viện dự liệu, vào lúc này đã có người phục hồi lại tinh thần rồi. Thật ra thì trước có tin đồn là tần hy viện theo đuổi tư giả hàn, bị tư giả hàn cự tuyệt, nguyên bản tôi còn chưa tin, cảm thấy không có khả năng. Hiện tại tôi ngược lại thật ra có vài phần tin tưởng rồi dù sao cậu ta thậm chí ngay cả dịch vân mạc đều cự tuyệt. tôi nói quản lý tư không phải là căn bản cũng không thích phụ nữ đấy chứ. không quá khả thi. tôi nghe nói cậu ta có một vị hôn thê là nhị tiểu thư nhiếp gia vân thành. nghe nói như vậy những người bên cạnh quả thật là cảm thấy kính nể như vậy nhị tiểu thư sợ rằng còn không phải là tiên nữ sao? người hầu sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được sau đó nào dám chế nãi vội vàng thu hồi ánh mắt đi chuẩn bị canh và khăn choàng rồi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị nói gì, lúc này, dịch linh quân bày ra một bộ dáng cha hiền đi lên, nhẹ nhàng khoác lên bả vai của Diệp Oản Oản, vân mạc, qua đây, vi phụ giới thiệu một số bằng hữu cho con quen biết. Dịch linh quân, tiểu nha đầu, con còn không thu liếm, con lê thật sự muốn rớt đó. Diệp Oản Oản bất mãn mà, xí, trong lòng một tiếng, bất quá giàu gì cũng biết có chừng mực. Vì vậy Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mặt không gợn sóng mà nói, quản lý Tư, xin lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, đi theo dịch linh quân rời đi. Diệp Oản Oản mới vừa đi không bao lâu, Lâm Khuyết và Du Thiệu lập tức chạy tới. Lâm Khuyết mặt đầy vẻ chưa tỉnh hồn, tôi nhổ vào. Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết, cửu ca, chuyện này là như thế nào? Cái cách làm này của dịch phân mạc, quả thật là so với việc cô ta chỗ tức giận tại chỗ, còn đáng sợ hơn du thiệu thử hỏi dò có lẽ chỉ đơn thuần là tùy tiện quan tâm một chút lâm khuyết liếc nhìn du thiệu y như nhìn kẻ ngu vậy nếu như là người khác nếu như tất cả những người khác ở đây cũng còn có thể nhưng mà dịch phân mạc cậu nhìn bộ dáng trong mắt không người kia của cô ta ngay cả lời đều lười đi nói với người khác sẽ rảnh rỗi không có chuyện gì đi quan tâm một người du thiệu theo dõi hắn vậy cậu nói là có ý gì lâm khuyết không không dám nói. Lâm Khuyết chỉ có thể nhìn hướng về Tư Dạ Hàn, "Cửu ca, dù gì thì anh cũng nói một câu đi." Tư Dạ Hàn liếc Lâm Khuyết một cái, "Nói cái gì?" "Dịch Vân Mạc coi trọng tôi." "Lâm Khuyết, đây, đây chính là chính anh nói. Tôi không nói đó nha." Gương mặt này của anh thực sự là quá có khả năng hút hoa đào, không thể trách hắn nghĩ bậy. Lâm Khuyết nuốt nước miếng, "Cửu ca, tôi đều đã sắp bị thần kinh thắc loạn." người phụ nữ này và cửu tẩu rốt cuộc là có quan hệ gì. Bằng không bây giờ anh gọi điện thoại cho cửu tẩu hỏi một chút đi. Tư giả hàn lườm lâm khuyết một cái, nếu như oản oản thành tâm muốn gạt tôi, dĩ nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Coi như là gọi điện thoại cũng không thể dò ra sự thật. chương 2313, lại hút hoa đào. Tư giả hàn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như dịch vân mạc không phải là oản oản, như thế thì cú điện thoại này của tôi. Lâm Khuyết nghe đến đó, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, nếu như là không phải, đó chính là bứt dây động rừng. Cửu Tẩu sẽ biết anh lại hút hoa đào rồi, đến lúc đó có thể sẽ phải chết chắc, Cửu ca, vẫn là anh lo xa nghĩ rộng, nghĩ đến lâu dài. Thật lợi hại. Một bên, Du Thiệu nghe đến đó cũng đã gật đầu liên tục. Nhưng mà, đại nhân, vậy bây giờ phải làm sao? Du Thiệu cẩn thận hỏi thăm. Quản lý tư, lúc này bên tai truyền tới tiếng bước chân của người hầu. Hiệu suất của người hầu quả nhiên cực kỳ nhanh, rất nhanh liền đã mang canh và khăn choàng đưa tới. "Quản lý tư, quả thực xin lỗi, yến hội lần này cũng không có chuẩn bị canh. Bát canh này là chúng tôi mới vừa phái người từ khách sạn tốt nhất của Thiên Thủy Thành mang tới." Thái độ của người hầu đối với tư giả Hàn đã hoàn toàn thay đổi, vô cùng ân cần nói. Tư giả Hàn khẽ gật đầu một cái, đuổi người hầu rời đi. Sau khi người hầu đi, tư giả hàn khều nắp bát canh, nhìn du thiệu một cái nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Muốn dò xét ra cô ấy đến tột cùng là ai, cũng không phải là không có biện pháp. Bên kia, dịch linh quân cuối cùng cũng kéo được Diệp Oản Oản trở lại. Vì rời đi sự chú ý của nàng, phòng ngừa nàng tiếp tục thả bay bản thân, vì vậy đã đưa nàng đứng an toàn trong vòng vây của chúng cao tầng. Mới vừa rồi, mặc dù thái độ dịch vân mạc để cho người ta mở rộng tầm mắt, nhưng cũng đã khiến cho không ít người lần nữa giấy lên hy vọng. Nguyên Lai, like, dịch phân mà cũng không phải là cũng không để ai vào trong mắt đó nha. Vậy đã nói rõ, cũng không phải là bọn họ không có cơ hội. Cộng thêm có dịch linh quân ở nơi đó chủ động tiến cử, tạo cơ hội, không ít người lại bắt đầu tìm cách xích lại gần nhau hơn. Một người quản lý nào đó thử thăm dò, tiến lên mời, "Dịch tiểu thư, dường như cô thích khiêu vũ, không biết tôi có thể có vinh hạnh được mời cô nhảy chung một khúc hay không?" diệp oản hoàn, không có hứng thú người quản lý kia sắc mặt sướng sờ nhất thời có chút lúng túng nhưng mới rồi không phải là cô còn chủ động mời người khác khiêu vũ sao làm sao vào lúc này lại nói không có hứng thú hắn cho là dịch vân mạc chắc hẳn là thích khiêu vũ ai ngờ đến người ta nói thẳng không có hứng thú lại hoàn toàn khôi phục thái độ trong mắt không có người sự phân biệt đối xử này có phải là quá rõ ràng rồi hay không thời khắc này Diệp Oản Oản nghĩ trong đầu, thích cái giám. Thứ nàng thích là người khiêu vũ cùng nàng kia đấy chứ. Lúc này, một vị cao tầng lớn tuổi dẫn một thanh niên tuấn tú trắng noãn đi tới, mặt đầy tươi cười giới thiệu, Hội trưởng, đây là con trai tôi, chính là một fan trung thành của Hội trưởng ngài. Mỗi một lần Hội trưởng giảng bài đều sẽ đi nghe. Dịch tiểu thư mới vừa trở về Thiên Thủy Thành, có khả năng không có người quen biết nào. Nếu như là bình thường có nhàm chán, tùy thời có thể gọi nó qua. Huyền tử mặc dù không có sở trường gì, nhưng tính tình cẩn thận chu đáo. Diệp Oản Oản nghe vậy, theo bản năng mà quay sang nhìn thanh niên kia một cái, một gã trai tơ sạch sẽ không chút tạp chất, tuổi không lớn lắm, dường như ra đời không lâu. Ánh mắt rất sạch sẽ, nhìn qua có cảm giác thật thoải mái. Chẳng qua là, giờ phút này nghe thấy lời của cha, đáy mắt thanh niên tràn đầy tuyệt vọng và khuất nhục, rõ ràng cho thấy bị ép buộc, cũng không nguyện ý đi làm loại chuyện này. Diệp Oản Oản nhìn lấy ánh mắt kia của thanh niên, không hiểu có cảm giác không đúng chỗ nào. Nội dung cốt truyện này, làm sao lại quen thuộc như vậy? Trong yến hội, cha già bất lương vì muốn lấy lòng tổng tài bá đạo, liền có ý đồ đem con gái đưa đến trên giường của tổng tài bá đạo. Có phải là nàng cầm nhầm kịch bản rồi hay không? Diệp Oản Oản xạ mặt đi, vội vàng dừng những ý tưởng đáng sợ này lại. Mà vào giờ phút này, cách đó không xa hình ảnh đủ loại đàn ông vây quanh Diệp Oản Oản lấy lòng, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của Tư Dạ Hàn. chương 2314, nếu như tôi có loại ý tứ này thì sao? Tên cao tầng kia thấy ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người con trai mình, hơn nữa thái độ thoạt nhìn thật hiếm thấy không có vẻ không vui, nhất thời sinh lòng hy vọng, càng thêm ra sức giao hàng. Bán con trai, A à Dương, còn không mau giới thiệu mình cùng dịch tiểu thư một chút cao tầng đẩy con trai một cái. Thanh niên được gọi là A Dương, mím chặt môi mỏng, sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cao tầng nóng nảy, ngây ngốc làm cái gì thế? Thanh niên một tay đem cha đẩy ra, thật có lỗi, con còn có việc gấp, trước xin lỗi không tiếp chuyện được ạ. À? Mày, cao tầng thấy thanh niên lại có thể bỏ chạy, quả thật là giận đến rậm chân. Vội vàng nói xin lỗi cùng Diệp Oản Oản, dịch tiểu thư, quả thực xin lỗi, đứa nhỏ này tính tình hướng nội có chút sợ người lạ diệp oản oản thuận miệng nói một câu rất có cá tính tại độc lập châu nhất lại là ở trong vòng trọng tài hội như vậy còn có thể ngay thẳng như vậy cũng đúng là không thấy nhiều cao tầng cũng không biết lời này của diệp oản oản là bỏ qua hay là trách tội vẫn cười ha hả liên tục xin lỗi bất quá nhìn dịch tiểu thư không có vẻ tức giận còn nói một câu rất có cá tính hẳn là vẫn có mấy phần hài lòng đúng chứ Tiểu tử thúi này, quá không biết phải trái. Bất quá, ông có thừa biện pháp để cho nó thuận theo. Quay về trực tiếp trói lại, đưa qua cho dịch tiểu thư là được rồi. Nhiệm kỳ của ông ta chẳng mấy chốc sẽ hết rồi, rất có thể lần kế sẽ bị thay đổi người khác. Dịch hội trưởng bên kia rất khó lấy lòng, nhưng nếu có thể làm cho dịch vân mạc vui vẻ, vậy coi như vô tư không lo. Cả đêm, dịch linh quân vì để cho Diệp Oản Oản không có thời gian đi tìm tư dạ hàn, quả thật là giống như hoa hồ điệp, ép buộc nàng đi vòng vòng khắp cả hội trường. Thật vất vả, rốt cuộc cũng chịu đựng được đến lúc dạ tiệc kết thúc. Nơi cửa, xe sang trọng rừng đầy, nhân vật nổi tiếng và các cao tầng lần lượt đi ra khỏi hội trường. Diệp Oản Oản nhìn vào trong đám người, bất đắc dĩ quá nhiều người, tư giả hàn đã không thấy bóng dáng. Diệp Oản Oản thở phì phò, hướng về dịch linh quân chừng mắt một cái. Dịch linh quân nhíu mày, chừng cha làm gì? nhìn chút tiền đồ kia của con, mới vừa rồi người ta trước mặt mọi người cũng cự tuyệt con rồi. Diệp Oản Oản không hề tức giận, ngược lại có chút đắc ý không thôi, cự tuyệt con thì thế nào? Bộ dáng bảo bảo nhà chúng ta cự tuyệt quả thật là quá đẹp trai rồi có được không? Dịch Linh Quân, đúng là, mê trai, đầu thai mới hết. Mặc dù quả thực không nhìn nổi cái bộ dáng tiểu đồ đệ bị trai đẹp mê hoặc đến thần hồn biên đảo, bất quá biểu hiện lần này của tư giả Hàn nói chung cũng không tệ, lại có thể cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy thật ra đã khiến ông nhìn cậu ta với cặp mắt khác xưa đã diễn thì phải diễn cho chót dịch linh quân đã giúp an bài cho diệp oản oản toàn bộ nơi ăn trốn ở diệp oản oản thì đang vừa dùng ánh mắt tìm kiếm tư dạ hàn vừa chờ xe tới đón trong bóng đêm thiếu nữ chẳng qua chỉ tùy ý đứng ở bên trong đã giống như ánh trăng lộng lẫy trong màn đêm khiến người ta không rời mắt nổi dịch tiểu thư sau lưng truyền tới âm thanh của đàn ông Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu lại, ngay sau đó liền thấy được ân hành đứng ở nơi đó. Đối với người không quan tâm, dường như ngay cả hứng thú mở miệng nói nàng cũng không hề có. Ân hành bị không để ý tới, rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc, lên tiếng bắt chuyện, chào dịch tiểu thư, mới vừa rồi tôi còn chưa kịp tự giới thiệu mình. Tôi gọi là ân hành, là em nuôi của quản lý tư. Nghe được mấy chữ, em nuôi của quản lý tư, cuối cùng thiếu nữ cũng cho hắn ta được một ánh nhìn. Ân hành nói với vẻ đầy hối lỗi, dịch tiểu thư, cái lão anh trai này của tôi tính tình cổ quái, thực sự là rất khó sống chung. Mới vừa rồi nếu như có chỗ nào đắc tội, xin dịch tiểu thư không nên phiền lòng. Ân hành nói tới chỗ này, chuyển đề tài, giải thích, anh trai tôi đã có vị hôn thê, hơn nữa nghe người ta quản chồng rất nghiêm, là một người rất không dễ đối phó. Đại khái là bởi vì như vậy, anh trai tôi mới cự tuyệt lời mời của cô để tránh sự hiểm nghi. Ân hành nói xong cười một tiếng, à, dĩ nhiên, anh trai tôi cũng đã lo lắng quá mức rồi. Dịch tiểu thư cô làm sao lại sẽ có loại ý tứ này? Ân hành còn chưa dứt lời, ánh mắt thiếu nữ đầy thờ ơ nhìn về phía hắn, nếu như tôi nói có loại ý tứ này thì sao? Ân hành chương 2315 có phần quá trùng hợp Đêm khuya, tại trụ sở ân gia Sau khi về đến nhà, ân duyệt dung cởi áo khoác trên vai xuống, đi vào phòng ngủ, phu nhân, bà trở về rồi. Nữ quản gia vội vàng tiến lên nghênh đón, nhận lấy áo khoác, sau đó lại đưa cho bà ly trà giải rượu. Bình thường ân duyệt dung đều ăn mặc cực kỳ cứng ngắc, quần áo vạn năm không thay đổi. Tối nay bởi vì sự kiện này tương đối quan trọng, cho nên mới hơi hơi long trọng một chút, thay một chiếc váy dạ hội màu đen sẫm. Mặc dù trang phục này đơn giản đến cực hạn, trên người cũng không có bất kỳ trang sức, nhưng không hề làm ảnh hưởng tí ti vẻ đẹp và sự cao quý của bà nữ quản gia nhìn chủ nhân nhà mình, âm thầm thở dài trong lòng. Nếu không phải là chủ nhân chấp niệm quá sâu, bằng vào điều kiện của chủ nhân, hẳn là cũng sẽ dễ dàng kiếm được một bàn tay trở che, nắm giữ một đoạn nhân duyên viên mãn. Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Thấy sau khi ân duyệt dung trở về vẫn cứ mãi trầm tư, nữ quản gia không khỏi ân cần hỏi thăm. Ân duyệt dung uống một hớp trà, mở miệng nói, hôm nay dịch hội trưởng giới thiệu cho chúng ta một người nữ quản gia, là người nào? Ân Duyệt Dung, con gái của ông ta, Dịch Vân Mạc. Cái gì, con gái, Dịch Hội trưởng có con gái, nữ quản gia mặt đầy kinh ngạc. Ân Duyệt Dung giải thích đơn giản tình hình buổi tối nay một lần, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ đầy suy ngẫm bà thấy thế nào? Sau khi nữ quản gia nghe xong lời Ân Duyệt Dung nói, trên mặt nghi ngờ không thôi, dựa theo lời phu nhân nói, con gái của dịch hội trưởng này lại có dáng dấp tương tự như nhiếp vô ưu vậy trên thế giới này làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Nữ quản gia nói xong, vừa nghĩ tới dịch vân mạc là do dịch hội trưởng mang tới, tự mình giới thiệu, lại không xác định được, trần chờ nói, nhưng mà, khí chất hoàn toàn bất đồng, lại là do chính miệng dịch hội trưởng tuyên bố, chắc chắn không có gì sai mới đúng. Nói không chừng, có lẽ nào chỉ là người giống người mà thôi. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng đấy. Ân Duyệt Dung khẽ cười một tiếng, bà nói không sai, cho nên, trong yến hội tối nay, cơ hồ không có một ai hoài nghi thân phận của cô gái kia, thậm chí ngay cả a cửu cũng nghĩ cô ta chính là Dịch Vân Mạc. Nữ quản gia nhìn về phía chủ nhân, "Phu nhân, ý của bà chẳng lẽ là bà cảm thấy cô gái kia không phải là Dịch Vân Mạc, mà là mà là Nhiếp Vô Ưu giả mạo?" Nửa câu phía sau này, nữ quản gia thật sự có một chút không dám nói. Ánh mắt Ân Duyệt rung lóe lên, "Thứ nhất, tôi tận mắt thấy Nhiếp Vô Ưu trên cái thế giới này có vóc người tương tự như vậy, hai người kia hết lần này tới lần khác lại là Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạc, chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp. Thứ hai, dịch hội trưởng từng nói, ông ta và con gái thất lạc nhiều năm, gần đây mới gặp lại. Làm sao có thể biết được, Dịch Vân Mạc này có phải là Nhiếp Vô Ưu giả mạo hay không? Nữ quản gia nghe nói như vậy, lại càng thêm không xác định rồi, chuyện này. Giả mạo con gái hội trưởng, cô gái kia sẽ có gan to như vậy sao? huống chi đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Con gái của hội trưởng, không phải nói muốn giả mạo liền có thể giả mạo đâu. Ân duyệt dung hừ lạnh một tiếng, mẫu kiều, bà đã có phần quá khinh thường cô gái kia, ngụy trang thành nhiều thân phận như thế, mà mỗi cái thân phận đều có lai lịch không nhỏ, còn có thể lừa gạt A Cửu đến mức nói gì nghe nấy. Bà thật sự cho rằng cô ta chỉ là một thiếu nữ ngây ngô, xung động lỗ mãng lại không biết tính toán hay sao. Nữ quản gia nghe vậy, mặt đầy không tưởng tượng nổi, thần sắc kinh ngạc nói, chẳng lẽ là nhiếp vô ưu đó thấy bà ngăn trở hôn sự giữa cô ta và thiếu gia, cho nên mới nghĩ ra phương pháp như vậy. Lắc mình một cái, thành con gái của dịch hội trưởng. Ân duyệt sung cười lạnh, dã tâm của cô ta, sợ là không chỉ dừng lại ở A Cửu. Nữ quản gia nghe mà sợ hết hồn hết phía, trầm ngâm nói, có cần hiện tại tôi lập tức phái người đi thăm dò hay không? chương 2316, chính thức theo đuổi quản lý tư. Ân Duyệt sung lắc đầu, nếu cô ta dám giả mạo, thậm chí ngay cả dịch hội trưởng cũng đều bị lừa gạt, dĩ nhiên là đã có sự chuẩn bị vẹn toàn. Coi như là chúng ta đi thăm dò, sợ là cũng không tra được cái gì. Hơn nữa, tôi suy đoán, vô cùng có khả năng, phía sau màn còn có một người quyền cao chức trọng đang giúp cô ta làm nội ứng. Nữ quản gia gật đầu liên tục, không sai, nếu không thì làm sao ngay cả dịch hội trưởng cũng có thể bị gạt. Ánh mắt ân duyệt dung khẽ sắc lại, cho nên, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, cần phải thảo luận kỹ hơn. Bất quá, cũng chớ gấp, cho lừa bịp dù có kín kẽ đến đâu cũng sẽ có sơ hở. Rồi sẽ có biện pháp khiến cho cô ta lộ ra chân tướng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ tôi sắp xếp. Nhiếp vô yêu, chúng ta từ từ chơi. Nữ quản gia, vâng. Ân Duyệt Dung nói xong, sắc mặt âm trầm, a, à, nhà đầu kia quả thật là gan to bằng trời, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm được. Tôi cũng không tin nếu như A cửu biết chân tướng, còn có thể thờ ơ không quan tâm. Tối nay, nhìn biểu hiện của A cửu, chắc hẳn là không nhận ra được cô gái kia, thật sự cho rằng cô ta là con gái của dịch hội trưởng. Dưới tình huống đó, tư giả hàn cự tuyệt cô ta, cũng đồng nghĩa với đã cự tuyệt con gái của dịch hội trưởng, cho nên lúc đó ân duyệt dung mới sẽ dẫn đến như vậy cũng còn may, bà càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Người này 8 phần 10 chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Vừa nghĩ tới bắt được nhược điểm lớn của nha đầu kia, tâm tình ân duyệt dung khá hơn không ít. Đến lúc đó, Dịch Linh Quân cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta. Giả mạo con gái của hội trưởng Trọng Tài hội, đây quả thực là đang gây hấn với quyền uy của toàn bộ Trọng Tài hội. Chớ nói chi chỉ với thế lực của mỗi mình Dịch Linh Quân, cũng đã đủ khiến cho cô ta vạn kiếp bất phục. Cái tội danh này, đến lúc đó hẳn là toàn bộ nhiếp ra đều sẽ xa lầy vào trong đó. Chấm chấm chấm. Trang viên Sơn Nam, tại Thiên Thủy Thành tắc đất tắc vàng. Medusa dẫn Diệp Oản Oản tới nơi nàng sẽ ở trong khoảng thời gian này. Trước khi tới buổi dạ tiệc, Diệp Oản Oản đã thu xếp ổn thỏa cho đám người bắt đầu, nói với bọn họ là mình phải trở về Vân Thành trước, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục lưu lại Thiên Thủy Thành hỏi dò tin tức. Medusa dẫn nàng tới phòng, dặn dò một câu tiểu sư muội muội nghỉ ngơi cho khỏe đi có gì cần có thể gọi tỷ bất cứ lúc nào tối nay trình độ diễn xuất của diệp hoàn hoàn đại khái coi như là đạt cấp độ sử thi rồi hao phí tinh lực quá lớn vì vậy cho nên vào lúc này tinh thần và thể lực có chút tiêu hao diệp hoàn hoàn ngáp nhẹ ôm medusa một cái được sư tỷ cũng đi ngủ sớm một chút hôm nay tỷ cũng đã mệt mỏi rồi medusa bất đắc dĩ nói chủ yếu là do muội mới vừa rồi ta thật sự rất sợ muội bị lộ tẩy diệp oản oản cười khẽ thế nào biểu hiện của muội không tệ chứ medusa cũng cười nói quả thật lợi hại coi như là ta phục rồi rõ ràng chính là cùng một người nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng ta thấy thậm chí ngay cả quản lý tư cũng chưa nhận ra được muội thì phải diệp oản oản mặt đầy đắc ý đó là đương nhiên dù sao bàn về trình độ diễn xuất muội chính là dân chuyên nghiệp Ban đầu, chính mình bị tư giả hàn lừa gạt thê thảm biết bao nhiêu. Hiện tại cuối cùng mình cũng có thể cảm nhận được tư vị trở mình. Ta thấy ân hành đó đều đã gấp đến dơ chân, lại còn có ý đồ khích bác ly dán ở trước mặt muội. Medusa vô cùng coi thường đối với loại đàn ông như ân hành, vì quyền lực mà không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc dựa vào đàn bà để thăng tiến, sau đó còn bày ra một bộ mặt nhọn tiểu nhân đắc chí. Đáy mắt Diệp Oản Oản thoáng qua ánh sáng đầy lạnh lẽo, trước đó bọn chúng đánh mặt bảo bảo nhà muội thế nào muội muốn đáp trả lại cho bọn chúng toàn bộ như thế nấy vậy sau này muội tính đối phó với hắn như thế nào medusa hỏi diệp oản oản nháy mắt một cái ai nói muội muốn đối phó hắn muội cũng không có thời gian rảnh rỗi vậy đâu không hiểu sao medusa lại có một loại dự cảm xấu vậy muội muốn diệp oản oản sờ cầm một cái ừm bắt đầu từ ngày mai muội muốn chính thức theo đuổi quản lý tư Medusa, cái này, con miệng nó so với đối phó hắn, còn ác hơn đấy chứ. Ân hành phỏng chừng sẽ bị làm tức chết. phảng phất như cô đã tiên đoán được, tương lai, dư luận xôn xao. chương 2317, tiệc tẩy trần. Quầy rượu, ân hành uống hết một ly lại một ly. Tối nay vốn nên là sân nhà của hắn, là thời khắc hắn hung hăng chèn ép tư dạ hàn. Thật không ngờ tới, hết thảy đều bởi vì dịch vân mạc xuất hiện mà tất cả đều rối loạn. Bởi vì mấy câu nói không rõ thái độ đó của dịch vân mạc đối với tư dạ hàn, chỉ một lời mời mà ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người tư dạ hàn. Thậm chí còn có người nói ở sau lưng là bởi vì tư dạ hàn coi thường tần hy viện, cho nên tần hy viện mới lùi lại mà đi tìm hắn làm một kẻ thế thân. Còn nữa, tối nay dịch vân mạc nói câu nói kia, nếu như tôi nói có loại ý tứ này thì sao? Có, có cái gì cơ? Chẳng lẽ thật đúng là dịch vân mạc có thể sẽ có loại ý tứ này đối với tư dạ hàn? Dựa vào cái gì? Cạch, một tiếng, ân hành nặng nề nện mạnh ly rượu xuống bàn. Một bên, gã tâm phúc thấy vậy vội vàng trấn an, ân thiếu, tôi cảm thấy rất có thể là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao khi đó giọng của dịch tiểu thư cũng không có vẻ khẳng định. Với thân phận và địa vị dịch tiểu thư như vậy, cách cô ta nói chuyện, làm việc cũng sẽ tuyệt đối không đơn giản cũng sẽ không hề tầm thường. Làm sao lại sẽ có thể tùy tùy tiện tiện nhìn chúng một người đàn ông mới vừa gặp mặt ở trong buổi giả tiệc. Tôi cảm thấy chúng ta cũng không nên tự thần hồn nát thần tính vẫn hơn. Ân hành nhìn tâm phúc một cái, trầm ngâm nói, cậu cho là. Suốt cuộc là dịch vân mạc có ý gì? Tâm phúc phân tích, thiếu ra, loại đàn bà như dịch vân mạc này tôi hiểu rất rõ, mắt cao hơn đầu. Từ trong nội tâm cô ta xem thường bất luận kẻ nào, vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo, phỏng chừng còn bài xích và chán ghét đàn ông. Cậu cứ xem thái độ của cô ta đối với cánh đàn ông trong buổi tiệc tối nay là biết rồi. Ân hành, vậy thái độ của cô ta đối với tư dạ hàn là thế nào? Bảo người chuẩn bị canh, lại cho người chuẩn bị khăn choàng. Chính là bởi vì dịch vân mạc quá lạnh lùng, cho nên cách đối xử đặc biệt của cô mới càng khiến cho người ta suy nghĩ nhiều. Tâm Phúc nói, thiếu gia, cậu thân là người trong cuộc, mà người trong cuộc thường mơ hồ. Tôi thấy thái độ tối nay của Dịch Tiểu thư đối với Tư Giả Hàn cũng bất quá chỉ là hơi khách khí một chút, cũng không chứng minh được cái gì. Tám phần mười chẳng qua chỉ là vì nể mặt mũi của Dịch hội trưởng. Bởi vì sự tán thưởng của Dịch hội trưởng đối với Tư Giả Hàn, cho nên mới hời hợt kết giao một chút mà thôi. Mặc dù lời giải thích này cũng vẫn khiến cho Ân Hành rất bất mãn, bất quá dù sao cũng đỡ hơn là Dịch Vân Mạc vừa ý Tư Giả Hàn. Cho nên, tôi nói này thiếu ra bây giờ cậu vẫn nên xem việc nắm chặt tần tiểu thư là quan trọng nhất. Nếu như là chọc giận tần tiểu thư, vậy thì mới thật là không xong. Tâm Phúc khuyên, giờ phút này ân hành đã thoáng tỉnh táo lại, cậu nói không sai. Vừa gặp phải chuyện tư giả hàn liền khiến hắn dễ dàng mất khống chế. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật là phản ứng của hắn có chút thái quá rồi. Dù sao, chuyện dịch vân mạc bên kia cũng chỉ là chuyện bóng gió mà thôi. Mà Tần Hy Viện đã là người của hắn, hơn nữa đã nhờ Tần Tung giúp hắn an bài một chức vụ nhỏ ở hội nghị, nhờ đó hắn có thể tham dự. Mặc dù chức vụ này tạm thời không có thực quyền, nhưng cũng là một bàn đạp. Lần này, sau khi đại hội kết thúc, Tần Tung sẽ ngay lập tức giúp sắp xếp hắn vào trong trọng tài hội. Ban đầu cũng không biết là tư giả Hàn rốt cuộc làm thế nào lại lăn lộn được đến vị trí cao như quản lý. Bàn về chức vụ còn ngang hàng với ân duyệt dung. Vì vậy tất cả mọi cố gắng của hắn ở ân gia lâu như vậy đều như rớt xuống ngàn trường. Hắn có cố gắng hơn nữa, chỉ cần đem ra so sánh với tư dạ hàn, ngay lập tức sẽ trở thành trò cười. Hắn nhất định phải nắm bắt được cơ hội lần này, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sơ suất nào. Ngày hôm sau, Đại hội trọng tài hội chính thức bắt đầu, quy trình hội nghị khẩn trương cả ngày, chúng cao tầng và quản lý tất cả đều tham gia. Buổi tối hôm đó, Dịch Linh Quân thay con gái mở một buổi tiệc, giúp nàng đón gió tẩy chân, đồng thời cũng là vì để cho nàng kết giao thêm một vài bằng hữu. Dịch Linh Quân thay con gái tổ chức tiệc, đây tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta có bị chen lấn đến móp đầu cũng đều muốn đến dự. Chương 2318, tuyệt đối có thể cưa đổ được. Cũng may đại khái là bởi vì Dịch Linh Quân gặp lại được con gái, tâm tình rất tốt, nên mời đồ đệ của mình, một số vị cao tầng trọng tài hội, và những nhân vật nổi tiếng của Thiên Thủy Thành cơ hồ đều đến đông đủ. Tần Hy Viện và Ân Hành đương nhiên cũng có mặt rồi. Mấy vị danh viện xuống lại một chỗ, nhìn khách mời đông đảo trong hội trường xa hoa náo nhiệt và tôn quý, quả thật là hâm mộ không thôi. Ôi, thật là đông người làm sao? Còn không phải sao, bất quá chỉ là một buổi tiệc bình thường mà thôi, vậy mà so với buổi lễ trưởng thành của Tần Hy Viện lần trước còn long trọng hơn. Dù sao cũng là thiên kim của hội trưởng đại nhân Hà Nha. Mặc dù một bên trưởng, một bên phó, chỉ kém một chữ, nhưng chính là khác nhau một trời một vực đấy, có được hay không? Hừ, nhỏ tiếng một chút, đừng để bị tần hy viện nghe được. Bàn tán kiểu như vậy bắt đầu từ tối hôm qua đến giờ chưa bao giờ ngưng lại cả. Tần hy viện làm sao có thể không nghe được chứ? Chẳng qua là vì ngại lời cha dặn dò, vẫn cố gắng chịu đựng không, bùng cháy mà thôi. Nhưng quả thực là cô không cách nào nghĩ ra, tại sao dịch hội trưởng lại sẽ đột nhiên có thêm một đứa con gái, mà lại có dáng dấp giống Nhiếp Vô Ưu đến vậy. Càng trùng hợp chính là, dịch Vân Mạc này dường như cũng xem trọng tư giả Hàn. Cô đã âm thầm phái người đi nghe ngóng, thân phận của người tên dịch Vân Mạc này không có bất kỳ sơ hở nào, đúng là con gái của dịch hội trưởng. Nhưng mà nghĩ như thế nào cô cũng đều cảm thấy có cái gì đó sai sai. Trong này chẳng lẽ là có vấn đề gì? hôm nay thái độ của ân hành đối với tần hy viện lại khôi phục vẻ ân cần săn sóc như trước, toàn bộ quá trình đều đi theo cô, chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Viện viện, chuyện tôi vào trong trọng tài hội, tần hội phó ông ấy nói thế nào? Yên tâm đi, tôi đã sớm nói qua với cha rồi, sẽ không có vấn đề gì. Vị trí quản lý bên kia, lần này vừa vặn có một chỗ trống, cần người thích hợp đảm nhiệm. Ân hành nhất thời mặt đầy mừng rỡ, thật sao? Quá tốt rồi, như vậy tôi cũng sẽ có thể trở thành một phần trợ lực cho tần hội phó, có thể ổn định ở bên cạnh hỗ trợ ông ấy. Về phần Diệp Oản Oản, vào lúc này quả thật là nàng sắp bị dịch linh quân hành đến hỏng bét. Mãi mới đợi được đến khi đại hội hôm nay kết thúc, nàng chuẩn bị thực thi kế hoạch, đi tìm tư giả hàn. Thật không nghĩ tới dịch linh quân lại sẽ đột nhiên tổ chức cái gì mà tiệc tẩy chân, mời một lượng lớn người, lần lượt kéo nàng tới giới thiệu. Tư thế kia, quả thực là hận không thể khoe khoang hết với khắp mọi người một lượt, ông ta có một đứa con gái. Diệp Oản Oản mệt mỏi, một bước cũng không muốn đi nữa, tôi nói này sư phụ. Mặt dịch linh quân nhất thời chun lại một cái, con gọi ta là cái gì? Diệp Oản Oản chỉ có thể đổi giọng, phụ thân đại nhân. Con bên này còn có chuyện chính sự đây, con có thể đi trước hay không? Dịch linh quân liếc nàng một cái, hôm nay con chính là nhân vật chính, làm sao có thể đi trước? Lại nói, con có thể có chuyện chính sự gì chứ? Đương nhiên là đi tìm người đàn ông của mình rồi. Con vốn là định tối nay đi tìm anh ấy hẹn hò, tất cả là do cha quấy nhiễu đấy. Diệp Oản Oản nói kiểu khá là có lý chẳng sợ. Sắc mặt dịch linh quân tối sầm lại, tìm cái gì mà tìm, con muốn tìm người ta, người ta cũng không chịu quen con, còn hẹn gì chứ? Giả dạ tiệc đêm nay ta cũng có mời tiểu tử kia, là chính hắn không đến. Vừa nhìn là biết ngay hắn coi thường con đấy, ta thấy là con vẫn nên tém tém lại chút, nếu không sẽ có kết quả giống như tần hy viện, cha không vứt được phần thể diện này đâu. Diệp oản oản liếc dịch linh quân một cái, cha, cha là đang nói đùa sao? Đừng nói là con chỉ đổi một bộ com lê mà thôi, coi như là con khoác vỏ rùa vào, con miệng nó nếu con muốn cua anh ấy, cũng sẽ tuyệt đối có thể cưa đổ được. Dịch linh quân đầy vẻ khinh bỉ, biểu cảm kia hiển nhiên là không tin, ta thấy cũng không nhất định, ngay cả chính cha tự mình mời mà cũng không tới, vậy 80% chính là căn bản không muốn dính líu quan hệ với con rồi. chương 2319, là nàng già rồi không nhấc nổi đau. Diệp Oản Oản bị dịch linh quân chặn đến không còn lời nào để nói, tâm tình có chút tương đối phức tạp. Từ góc độ của nhiếp vô ưu mà nói, tư Dạ hàn không đến, hẳn là nàng nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà, từ góc độ của dịch vân mạc mà nói, hẳn là sẽ có chút tức giận rồi. Con nghĩa nó, Bất kể nàng rốt cuộc là ai, con hàng này nhất định nàng phải cùng hắn dính líu quan hệ rồi. Diệp Oản oản lặng lặng nhìn về phương hướng cánh cửa, nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Tư Dạ Hàn, ngược lại chỉ thấy toàn người là người chen chúc, hết làn sóng này tới làn sóng khác. Cách đó không xa, trong góc. Vị quản lý lần trước dùng con trai lấy lòng, cuối cùng con trai bỏ chạy, hôm nay cũng đến rồi. Hứa Dương, hôm nay nếu như là con còn dám nửa đường bỏ chạy như lần trước, chờ đó mà xem cha thu thập con như thế nào cha chẳng lẽ cha đón con trở về chính là vì để cho con làm loại chuyện như vậy đi bán thân cho một người phụ nữ thanh niên hai mắt đỏ thẳng mặt đầy tức giận người quản lý hử lạnh một tiếng nếu không thì con cho là thế nào với thiên phú võ thuật của con bất quá cũng chỉ tương đương với một phế nhân trừ gương mặt này cũng khá dễ nhìn thì con đối với hứa gia của chúng ta còn có thể có ích lợi gì cha thanh niên mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng. Lần này nếu như là con lại dám không nghe lời, thì liền cút ra khỏi hứa ra cho ta, đừng làm người của hứa ra nữa. Vị quản lý kia nói xong, liền đưa một tấm thẻ mở cửa phòng cho hắn, tất cả mọi chuyện ta đều đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ con lập tức chui vào bên trong căn phòng này cho ta. Chỉ cần con có thể dỗ cho dịch tiểu thư vui vẻ, chuyện đón mẹ của con trở về độc lập châu, ta có thể xem xét thanh niên siết chặt tấm thẻ mở cửa phòng kia, ánh mắt sốt cuộc dần dần trở nên thỏa hiệp. Vào lúc này toàn bộ thể xác và tinh thần Diệp Oản Oản đều ở nơi cửa, đối với những chuyện phát sinh nơi góc tối này vẫn chưa biết gì cả. Buổi tiệc đã tiến hành được hơn nửa, nhưng người nên tới mãi mà vẫn chưa tới. Diệp Oản Oản đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, chuẩn bị trực tiếp rời đi quách cho xong. Nói chung hình tượng hiện tại của nàng chính là người lạnh nhạt, cao ngạo cơ mà. Kết quả, vừa mới chuẩn bị cất bước, thì lại thấy chỗ cửa xuất hiện một bóng người quen thuộc, đi theo phía sau Lâm Khuyết và Du Thiệu. Bởi vì buổi tiệc hôm nay là tiệc thân mật chứ không chính thống như hôm trước, tư giả hàn ăn mặc cũng khá nhàn nhã, một bộ đồ bình thường được thiết kế khá thoải mái, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt khiến phong cách cấm dục kia lại càng thêm rõ nét hơi, thêm mấy phần vô hại, càng khiến người ta không rời mắt nổi. Đệt, cuối cùng cũng đã tới diệp hoàn oản chờ đợi cả nửa buổi tối dài đằng đẵng rất là ai hoán quản lý tư hoan nghênh đến chơi dịch linh quân mỉm cười bưng ly rượu đi qua lên tiếng chào hỏi sau đó ân cần mở miệng nói thật ra thì nếu như là thân thể khó chịu cũng không cần tới mỗi khi vừa tới là con gái liền không đếm xỉa tới người cha này nữa rồi tư giả dạ hàn khách khí đáp chẳng qua chỉ là bệnh vặt hội trưởng mời làm sao có thể không tới huống chi chuyện liên quan tới dự luật hôm trước cũng muốn tham khảo cặn kẽ cùng ngài một chút. Diệp Oản Oản ở ngay bên cạnh cách đó không xa, nghe được câu này, sắc mặt càng đen hơn. Hóa ra thân thể của anh không thoải mái còn chạy tới, mà lại là vì dịch linh quân. Dịch linh quân hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, ánh mắt kia cực kỳ, gợi đòn, đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác, đầy nhiệt tình chiêu đãi tư giả hàn, được được được, chúng ta đi qua bên này nói chuyện. Nói xong, liền trực tiếp mang tư giả hàn đi hoàn toàn bị ngó lơ, Diệp Oản Oản. Medusa đi tới, tiến tới bên tai Diệp Oản Oản nói, tiểu sư muội dường như bộ dáng tư giả hàn thật sự hoàn toàn không hề có hứng thú đối với muội thì phải. Diệp Oản Oản, chẳng lẽ là nàng già thật rồi, không nhắc nổi đau rồi sao? Vậy mà lại có thể không cưa đổ được anh rồi. chương 2320, trực tiếp cưỡng đoạt. Tư giả hàn xuất hiện tại nơi này, quả thật là gây ra chấn động không nhỏ. Dù sao, ở đây cũng có không ít người của trọng tài hội, chuyện tối ngày hôm qua đã truyền ra. Những người ở đây đều nghe đồn người tính tình cao lãnh ngạo mạn, trong mắt không có ai như dịch tiểu thư, tối hôm qua không hề để ý đến ai. Vậy mà hết lần này tới lần khác chỉ nói mấy câu với mỗi mình tư dạ hàn, còn chủ động mời anh ta khiêu vũ. Tất cả mọi người đang đứng hóng xem bát quái, bất quá hôm nay dịch tiểu thư đối với việc tư dạ hàn đến dường như cũng không có chỗ nào khác thường, vẫn cứ ngồi ở chỗ đó nói chuyện với Medusa, không thèm, nhìn tư giả hàn thêm dù chỉ là một cái. Trên thực tế, sự thật là, Diệp Oản Oản bên này còn chưa kịp ra tay, tư giả hàn mới vừa bước vào đã trực tiếp bị dịch linh quân chiếm đoạt. Thấy hai người hoàn toàn không có bất kỳ giao lưu nào, ân hành cách đó không xa nãy giờ vẫn luôn chú ý, thấy vậy cuối cùng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Thái độ tư dạ hàn khiến Diệp Oản Oản bị đả kích không nhẹ, cho nên dẫn đến việc nàng có chút chưa hưởng dậy nổi, ủ già ủ rũ ngồi yên ở chỗ đó. Medusa ho nhẹ một tiếng trấn an, tiểu sư muội, điều này nói rõ anh ta đối với muội trung thủy một lòng à nha, hẳn là muội nên vui vẻ mới đúng. Đợi sau khi muội khôi phục lại thân phận nhiếp vô ưu, còn không phải là muốn hẹn hò thế nào liền hẹn hò như thế ấy sao? Diệp Oản Oản lầu bầu, hiện tại muội muốn hẹn hò ngay lập tức cơ. Cảm giác câm sờ và hủy vật cũng quá khó chịu. Medusa hướng về tư giả hàn cách đó không xa nhìn một cái, uyển chuyển nói, từ thái độ trước mắt của cậu ta mà nói, phỏng chừng không quá có khả năng. Diệp Oản Oản đang chán nản, trong đầu đột nhiên như có linh quang lóe lên, tại sao lại không có khả năng? Nàng là ai chứ? Bây giờ nàng cũng không phải là nhiếp vô ưu. Nàng hiện tại chính là con gái của hội trưởng trọng tài hội. Diệp Oản Oản kích động nhìn về phía Medusa nói, muội thích theo đuổi ai thì theo đuổi người nấy, hẹn hò cái gì cơ chứ còn cần phải theo đuổi anh ấy phiền toái như vậy sao lấy thân phận và hậu trường hiện tại của muội hoàn toàn có thể ỉ thế hiếp người trực tiếp cưỡng đoạt đó nha medusa ạc lời thoại này có phải là có chỗ nào đó không đúng lắm rồi không bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại thật giống như vẫn rất có đạo lý sau khi nghĩ thông suốt diệp oản oản trong nháy mắt phục sinh đầy bình máu đầy yêu nhã nhắc giày cao gót đứng lên Tối nay nàng trang điểm nhẹ, mặc một bộ giả dạ phục màu đen, lộ ra phần lưng xinh đẹp tô bật vòng eo con kiến. Chiếc giày cao gót được thiết kế theo hình dáng bụi gai vòng quanh cổ chân, khiến làn da trắng nõn nà của nàng càng thêm được tôn vinh đầy quý phái. Nàng chậm rãi cất bước đi về phía tư dạ hàn, giống như một đóa hoa hồng đen rực sáng dưới ánh trăng giữa màn đêm, vừa nguy hiểm lại mê người. Thật là đẹp, cơ hồ tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người cô gái. Dịch Linh Quân thấy con gái đi về phía bên này, dùng ánh mắt hỏi thăm con lại muốn làm cái gì. Người ta rõ ràng là không thèm để ý đến con đó nha, tối hôm qua đã trực tiếp cự tuyệt con rồi. Diệp Oản Oản không để ý đến Dịch Linh Quân, trực tiếp đi tới trước mặt tư giả Hàn, mở miệng quản lý tư, cùng nhau nhảy một điệu chữ. Tư giả Hàn, Dịch Linh Quân, tất cả mọi người vây xem. Lời thoại giống y như đúc so với tối ngày hôm qua. Nếu như tối hôm qua chẳng qua chỉ là thuận miệng mời, vậy thì tối nay, lần thứ hai này, giải thích kiểu nào đây? Không biết qua bao lâu, ở bên trong bầu không khí yên lặng đầy quỷ dị, tư giả hàn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái, dịch tiểu thư, xin lỗi, hôm nay tôi bận chút việc. Lại cự tuyệt, mọi người tại đây quả thật là cũng không dám tin tưởng rồi, đồng loạt quay sang nhìn Diệp Oản Oản. Liên tục bị cự tuyệt hai lần rồi đó nha, vậy mà cũng đều có thể nhịn. Khóe Miệng Diệp oản oản chậm rãi nở một đường cong đẹp đến kinh tâm động phách, chậm rãi cúi người, tiến tới bên tai Tư Giả Hàn, "Quản lý Tư, tôi cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của anh." Nói xong trực tiếp khép tập tài liệu trong tay Tư Giả Hàn lại, xoạch một tiếng nhét vào trong ngực của Dịch Linh Quân, "Hiện tại, không bận nữa." Nói xong dùng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, trừng Dịch Linh Quân một cái. Dịch Linh Quân nuốt nước miếng, "Ôi chao, lớn tuổi rồi, tinh lực theo không kịp, những chuyện này" hay là để ngày khác hãy nói. Tư giả hàn Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2320